Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 926, Ngô trưởng lão hoàn toàn suy sụp thượng. Hai, ta cũng không biết. Thấy người thanh niên lấy ra công cụ khác không ngờ là một thanh trường thương, tất cả mọi người thiếu chút nữa thì lập tức nôn ra máu. Sử dụng thương khác ở trên trận bàn, rốt cuộc là tình huống gì? Đã thấy tán dóc, nhưng chưa thấy qua tán dóc như thế. Khóe miệng đám người nhược hoan công tử, phó tiếu trần cũng co giật trong mắt mỗi một người sắp rơi ra khỏi viền mắt. Thân thể Tô sư, lang sư còn run rẩy, trước mắt biến thành màu đen. Sớm biết rằng người này ra bài không theo lẽ thường, nhưng mẹ nó quá không theo lẽ thường. Sử dụng thương khắc, có cần ác như vậy hay không? Ngươi dám khoa trương hơn một chút nữa sao? Bắt đầu đi. Trong tay cầm trường thương, tư thế oai hùng hiên ngang, Trương Huyền giống như chiến thần bất bại, không để ý tới mọi người đang nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ngô trưởng lão. Được rồi, bắt đầu đi. Nếu ngươi kiên trì, vậy thì tốt rồi. Vẻ mặt choáng váng mơ hồ, lau một chút mồ hôi trên đầu, ngô trưởng lão gật đầu đáp ứng. Đối phương cố ý như vậy, hắn cũng không có cách nào. Lên keng, ngón tay nhẹ nhàng gảy ở trên đàn cổ, phong ma khúc vừa rồi lại vang lên lần nữa. Đứng ở trước bồ đoàn, Trương Huyền lập tức cảm thấy một khí thức bạo ngược, trực tiếp vào tới, kích thích linh hồn, hình như muốn xé rách đầu mình. Quả nhiên khác với ở nơi khác nghe được. Cảm nhận được lực lượng quỷ dị này không ngừng kích thích tinh thần, khiến cho người ta mê muội so với trước đó ở bên ngoài nghe được hoàn toàn khác nhau, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Trước đó ở bên ngoài, chỉ nghe được âm nhạc, hoàn toàn không có cảm giác được loại khí tức bạo ngược này. Mà ở vị trí này, giống như là thuyền nhỏ, rơi vào trung tâm của trận bão, bất kể dẫy ruộng như thế nào, cũng có thể đối mặt với số phận chìm nhìm bất cứ lúc nào. Thảo nào thời điểm đám người nhược hoan công tử, phùng mạc sinh ở đây, đều tốn sức như thế. Có thể trở thành chức nghiệp đặc biệt, quả nhiên không tầm thường. Thấu hiểu thế sự đều là học vấn, thảo nhân tình thức văn chương. Biết cứng rắn chống đỡ xuống, làm không tốt sẽ bị ép tới phát điên, tinh thần hắn vận chuyển một cái, đạt được mức độ tâm cảnh 14.1, lập tức vận chuyển ra. Audio điện tử võ tấn bền Ông Giả đi, thật còn lại, tâm cảnh thông minh Đạt được loại cảnh giới này Có thể từ trong hỗn độn tìm ra bản chất Tâm cảnh càng thấu hiểu Phân tích sự tình Cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều Tâm cảnh vừa vận chuyển Khí tức bạo ngược vừa rồi kích thích linh hồn Uy lực nhất thời giảm bớt xuống Tự nhiên gần như không cảm giác được Mức độ tâm cảnh của vị ngô trưởng lão này tương đương với ta phong ma khúc tuy rằng lợi hại, đối với ta lại cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Quan sát bốn phía, thấy nhạc khúc của đối phương vẫn chưa dừng lại, Trương Huyền biết, không phải đối phương nương tay, mà là thủ đoạn của đối phương với hắn không có tác dụng lớn. Mức độ tâm cảnh của hắn có thể so với danh sư tứ tinh đỉnh phong, so với khang đường chủ, cũng không yếu hơn quá nhiều. Ngô trưởng lão cho dù lợi hại, cũng lại không kém hắn nhiều. Thực lực tương đồng, hơn nữa hắn còn là hồn sư sức lực linh hồn mạnh mẽ chỉ dựa vào một bài phong ma khúc đã muốn khiến cho hắn rơi vào hôn mê tuyệt đối là không có khả năng bắt đầu đi biết đối với hắn không có ảnh hưởng gì cổ tay hắn rung lên trường thương lập tức bắn ra ánh sáng trắng, trắng trói mắt trực tiếp bay về phía trận bàn trống trên vách tường mũi thương và trận bàn vừa tiếp xúc lập tức phát ra một tiếng động âm thanh không lớn lại giống như tiếng chuông vang vọng lòng người Bị âm thanh này ảnh hưởng, tiếng đàn của Ngô trưởng lão không nhịn được dừng lại một chút, lập tức lại tựa như nước chảy mây trôi vang lên. Tiếng đàn đang giống như dòng chảy thông thuận, trùng kích sắc bén lại vang lên lần nữa. Vừa vặn ở thời điểm làn điệu của phong ma khúc không cao không thấp, bị âm thanh này xuất hiện, làn điệu giống như nước chảy một lần nữa xuất hiện sự hỗn loạn. Ừ, khuôn mặt trầm xuống, hai hàng lông mày của Ngô trưởng lão vung lên. Lần đầu tiên có thể là trùng hợp lần thứ hai lại tuyệt đối không thể là trùng hợp như vậy. Hai lần âm thanh mũi thương va chạm trận bàn, đều trùng hợp vang lên ở thời điểm phong ma khúc âm mới không sinh, âm cu kết thúc, không chỉ làm rối loạn âm điệu bình thường, ngay cả chân khí của hắn, ở dưới sự nhiễu loạn này, cũng biến thành có chút hỗn loạn. Ma âm sư là chuyển hóa lực lượng chân khí thành âm điệu, tiến hành công kích đối với người tu luyện. Đối phương quấy nhiễu âm thanh của hắn, chẳng khác nào cắt ngang quỹ tích vận hành chân khí. Cứ tiếp tục như vậy, không những không có cách nào hoàn thành từ khúc, làm không tốt còn có thể bởi vì chân khí đi loạn, bản thân bị trọng thương. Vù! Sắc mặt hắn nghiêm trọng, đứng dậy, hai tay phủ ở trên dây đàn, chân khí chấn động kịch liệt, tiếng đàn đột ngột phát ra. Hình như cảm nhận được áp lực của hắn, tốc độ mũi thương và trận bàn tiếp xúc đột nhiên nhanh hơn. Đinh đinh đinh! Giống như cũng liền thành tổ khúc, nghe giống như là tạp âm, nhưng dưới mỗi một âm thanh, vẫn vang ở chỗ phong ma khúc không tự nhiên nhất. Không đúng. Hắn vận dụng toàn lực, tiếng đánh của đối phương còn có thể mỗi lần đều chính xác không sai lầm, đập vào chỗ hắn không tự nhiên nhất, đủ để nói rõ, đối phương tuyệt đối không phải đánh loạn, mà là muốn cứng rắn chống lại gờ hắn. Hừ, ta không tin còn không đối phó được một hóa phàm nhất trọng đỉnh phong như ngươi. Liên tục bị đối phương quấy dày, ngực có chút khó chịu, ngô trưởng lão hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể phát ra dao động, trên đầu giống như là xuất hiện hơi nước, khí thế trong nháy mắt đạt được đỉnh phong. Âm âm, dưới lực lượng cuồng bạo trùng kích, đàn cổ dưới bàn cũng lại không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Hình như đã sớm biết loại tình huống này xảy ra, bàn chân ngô trưởng lão vạch một cái. Đàn cổ bắt đầu bay lên, tay trái ôm lấy, tay phải đánh đàn. Âm thanh hoàn toàn không có chút dừng lại. Đinh đinh đinh, bên này không ngừng, tiếng mũi thương và trận bàn đối diện va chạm cũng không có dừng lại, thậm chí càng lúc càng vang dội, giống như nước sông kéo tới, cho người ta một loại cảm giác bị đè ép rất mạnh. Nếu như nói trước đó, tiếng đàn của hắn giống như là sóng chiều, khiến người ta không có cách nào né tránh. Vậy lúc này, âm thanh của đối phương giống như cơn lốc. Cho dù sóng gió lớn hơn nữa, một khi gặp phải, cũng muốn tránh phong quang, lập tức lui về phía sau. Đáng giận, sắc mặt trở nên trắng bệch, Hai hàng lông mày của Ngô trưởng lão giống như kiếm, ôm lấy đàn cổ, tay phải giống như tia chớp nhanh chóng xoa, duy trì phong ma khúc không ngừng. Chân khí trong cơ thể vận chuyển quá nhanh, phát ra âm thanh giống như tiếng sấm. Mà bản thân hắn, dưới chân lại đạp ra bộ pháp đặc biệt, không ngừng di chuyển. Dao cầm bát quái bộ, một loại trận pháp đặc biệt, phối hợp cùng tiếng đàn, khiến cho phong ma khúc có thể trong nháy mắt tăng mạnh lực công kích gấp đôi. Chương 927 ngô trưởng lão hoàn toàn suy sụp hạ. Một, đây là có chuyện gì? Ngô trưởng lão muốn làm gì? Bên này giao chiến say xưa, danh sư phía sau, mỗi một người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm thấy có chút bối rối. Tình huống thế nào? Vừa rồi ngô trưởng lão không phải còn rất bình thường sao? Tại sao trên đầu lại là hơi nước, lại là đánh nổ nát cái bàn? Hiện tại còn tốt hơn, còn không dừng di chuyển loạn, hình như đang thi triển trận pháp gì đó không phải là sát hạch tâm cảnh sao, về phần đột một khẩn trương, lại nhảy tới nhảy lui là sao. Ngô trưởng lão, có phải điên rồi hay không? Trong đám người không biết ai hô lên một tiếng, khiến cho tất cả mọi người không nhịn được im lặng. Dường như, dáng vẻ hắn hiện tại, quả thật giống như phát điên. Không phải điên rồi, mà là dao cầm bát quái bộ. Chỉ là, ngô trưởng lão thế nào lại sử dụng ra chiêu này? Trong đám người, một danh sư tứ tinh nhướng mày. Ngươi biết bộ pháp này. Một vị trưởng lão ngồi ở một bên, không hiểu nguyên nhân, không nhịn được nhìn qua. Đương nhiên biết, đây là ngô trưởng lão thủ đoạn công kích mạnh nhất, phối hợp hoàn mỹ trận pháp và ma âm. Nói đến đây, vị danh sư tứ tinh này dừng lại, nói. Ngươi chắc hẳn là còn có thể nhớ họa thất kiếm sát. Đương nhiên nhớ, được xưng là mối họa kinh khủng nhất của vạn quốc thành trăm năm qua. Triệu minh chủ phái ra vô số cao thủ, đều không thể tránh được cuối cùng nhờ danh sư Đường giúp đỡ, là ngươi và Ngô trưởng lão liên thủ giải quyết. Vị trưởng lão thứ hai gật đầu nói, hỏa thất kiếm sát là một sự kiện mang tính ác liệt của vạn quốc thành. Hung thủ giết người, mỗi lần động thủ cũng sẽ lưu lại bảy lỗ thủng ở trên thân người chết. Không quan tâm thực lực mạnh thế nào, cho dù là hóa phàm tứ trọng, cũng bị bảy kiếm chém giết. Liên tục chém giết hơn 10 vị cường giả hóa phàm tứ trọng, khiến cho toàn bộ liên minh khủng hoảng. Triệu minh chủ tự mình dẫn người vây bắt, kết quả vẫn để cho đối phương trốn thoát. Không có cách nào, đành xin danh sư đường đến giúp đỡ. Lúc đó khang đường chủ còn chưa có kế nhiệm, đường chủ trước phái ngô trưởng lão và vị trước mắt này, đồng loạt ra tay, tập hợp hơn 10 vị cường giả hóa phàm tứ trọng, bao vây hắn ở đường cụt, lúc này mới thành công giết chết. Chuyện này huyên náo đến mức động tính rất lớn, khiến cho người ta nghe tới liền biến sắc. Không ít người gì cũng không muốn nhắc tới thế nào hắn lại đột nhiên nhắc tới. Lúc đó cùng vị thất kiếm sát kia gặp trong ngõ hẻm, thực lực của đối phương mạnh mẽ, so với khang đường chủ thời khắc này cũng hoàn toàn không yếu. Là ngô trưởng lão dùng tới giao cầm bát quái bộ, tiến hành âm ba công kích đối với hắn, nhiễu loạn tâm trí, lúc này mới một lần hành động giành được phần thắng. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, muốn giữ hắn lại, gần như không có khả năng. Người trưởng lão nói chuyện đầu tiên sắc mặt nghiêm trọng. Cảnh tượng lúc đầu, Đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt. Nếu không phải nhờ Ngô trưởng lão ở thời khắc mấu chốt thi triển năng lực ma âm, nhiễu loạn tinh thần của đối phương, đừng nói chém giết, làm không tốt, bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng không đả thương được một sợi lông. Có thể xưng là mối họa lớn nhất của vạn quốc thành trong vòng trăm năm, thất kiếm sát tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Bảy kiếm giống như quỷ mị, cho dù bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, không có cách nào chống đỡ đối phó với thất kiếm sát dùng tới bộ pháp này vậy sắc mặt trưởng lão thứ hai trắng bệch thân thể run rẩy thất kiếm sát lại có thể so sánh với đường chủ nhân vật tuyệt thế nhân vật như vậy giao cầm bát quái bộ phối hợp với phong ma khúc cũng có hiệu quả vậy người thanh niên đối diện có thể chịu được sao một khi không chịu nổi chẳng phải sẽ lập tức bị giết chết ngô trưởng lão xảy ra chuyện gì vậy thế nào lại dùng ra loại thủ đoạn này đối với một vãn bối Kiểu rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt người trưởng lão thứ hai đỏ lên. Vị Trương Huyền này cho dù tới muộn, ra bài không theo lẽ thường, dù sao cũng là vãn bối. Người đường đường là trưởng lão danh sư đường, danh sư tứ tinh đỉnh phong, đối với hắn hạ thủ ngoan độc như vậy, khó tránh khỏi quá đáng. Ta cũng không biết, chỉ có điều, ta thế nào lại cảm giác, hắn tuy rằng dùng ra chiêu này, không những không có chiếm được tiện nghi, còn ở hạ phong. Người trưởng lão đầu tiên nói nhìn một hồi, vẻ mặt cổ quái. Hạ Phong, người trưởng lão thứ hai sừng sốt, không nhịn được nhìn sang. Vừa nhìn tới, đồng tử hắn co lại. Chỉ thấy lúc này, không chỉ trên đầu ngô trưởng lão có hơi nước bốc lên, toàn thân trên dưới đều có khí thức sôi trào, giống như vừa bị ném tới trong nồi nước xối. Bước chân phía dưới mặc dù hoàn toàn không có chút ngừng lại, nhưng đi một bước, nôn ra một ngụm máu tươi, giống như bị người dùng búa lớn, không ngừng đập vào ngực, không chống đỡ được. Trời à! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sử dụng âm ba công kích người khác, ngay cả thi triển thất kiếm sát cũng không chịu nổi, bản thân còn không ngừng nôn ra máu. Cảnh tượng trước mắt cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Là vị trương sư này. Người trưởng lão đầu tiên, rốt cuộc hiểu rõ, giọng nói thoáng hiện ra âm dung. Ừ, vị trương sư này sử dụng trường thương đánh ra trận bàn, âm thanh nghe tuy rằng hỗn loạn, nhưng dưới mỗi một cái đều đập vào điểm yếu nhất của phong ma khúc, khiến cho chân khí trong cơ thể Ngô trưởng lão bị kích động, cuối cùng bị thương. Vị trưởng lão thứ nhất nói: "Còn có thể sao như vậy?" Người trưởng lão thứ hai trợn tròn mắt. Làm danh sư tứ tinh, kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này, hắn vẫn mới nghe lần đầu. "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều, ngoại trừ điều này, ta cũng nghĩ không ra lý do gì khác." Giọng nói của người trưởng lão đầu tiên trầm thấp, hình như phân tích ra kết quả. Ngay cả hắn cũng không thể tin được. Một tiểu tử hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, sử dụng thương va chạm với trận bàn, cứng rắn chấn động ma âm sư tứ tinh nôn ra máu. Điều này rốt cuộc có phải là sự thật hay không? Lấy âm phá âm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Khang Đường chủ nhớ tới cái gì, khuôn mặt cũng trắng bệch. Lấy âm phá âm. Hai vị trưởng lão Tô, Lăng không nhịn được nhìn qua. Chương 928 Ngô trưởng lão hoàn toàn suy sụp hạ. Hai, ừ, đây là phương pháp cao cấp của ma âm sư đối phó với ma âm sư cấp thấp, giống như võ giảng nghiền ép, lợi dụng âm thanh công kích nhược điểm trong sóng âm của đối phương, dẫn đến chân khí của đối phương hỗn loạn, bản thân bị trọng thương. Khang Đường chủ chậm rãi nói, vậy vẫn mong Đường chủ ra tay cứu trương sư, hắn vô cùng có khả năng đại biểu cho danh sư đường chúng ta tham gia thi đấu, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Tô Sư lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hắn gặp chuyện không may. Ra mặt khang đường chủ nhất thời co rút. Gặp chuyện không may chính là ngô trưởng lão. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn, sắp không kiên trì nổi nữa. Không kiên trì nổi. Lúc này Tô Sư, lang Sư mới phát hiện, ngô trưởng lão vừa đi vừa nôn ra máu. Vậy, đường chủ, chỉ là sát hạch, không cần thiết làm cho bản thân bị trọng thương. Vẫn mong ra tay ngăn cản. lang Sư nói, ngăn cản lấy âm phá âm giống như so đấu chân khí trừ khi một bên bị thua nếu không thì không có cách nào dừng lại nếu có thể dừng vừa rồi ngô trưởng lão đã sớm ngừng còn cần phải thi triển tới giao cầm bát quái bộ thậm chí bị chấn động sắp chết sao khang đường chủ lắc đầu ma âm công kích liên lụy đến công kích linh hồn ảo diệu phức tạp hoàn toàn khác hẳn với chân khí không kiên trì nổi tối đa bị thương chỉ khi nào ngăn cản làm không tốt sẽ trùng kích tới trong đầu khiến cho người tu luyện biến thành đần độn chính vì vậy loại va chạm này một khi bắt đầu trừ khi có người bị thua bằng không tuyệt đối không thể dừng lại không phải sát hạch mức độ tâm cảnh sao thế nào biến thành công kích âm ba sắc mặt hai người tô sư trắng bệch không phải sát hạch tâm cảnh sao thế nào lại đánh nhau còn làm ra cục diện không chết không thôi sớm biết rằng người này sẽ gây rắc rối nhưng không nghĩ tới sát hạch một tâm cảnh cũng nguyên náo đến mức động tĩnh lớn như vậy tô sư lang sư nhìn nhau đều cảm thấy có chút phát điên ta cũng không hiểu nổi vẻ mặt khang đường chủ càng chán nản hơn đường đường là đường chủ danh sư đường người đứng đầu liên minh vạn quốc đối mặt với loại tình huống này bó tay không làm gì được suy nghĩ một chút cũng đủ buồn bực mấu chốt nhất chính là tại sao lại xuất hiện loại tình huống này ngay cả hắn cũng chưa từng hiểu rõ thực sự choáng váng chuyện gì xảy ra hắn là đang khắc trận bàn sao các danh sư khác chấn động kinh ngạc dục tiên dục tử đám người ngược hoan công tử phó tiếu trần cũng trợn tròn hai mắt cảm thấy trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài vừa rồi bọn họ tự mình từng trải qua phong ma khúc công kích biết khúc nhạc này cường đại ngô trưởng lão ngồi ở tại chỗ nhẹ nhàng như gió thoảng may bay cũng không chống đỡ nổi bây giờ đi bắt quái bộ, làm sao có khả năng chống lại. Nhưng vì sao, người thanh niên đối diện hắn kia, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chắc là người này nhận được âm nhạc cổ quái nào đó, mượn trận bàn gõ, kìm chế phong ma khúc của ngô trưởng lão. Qua một hồi, Phó Tiếu Trần nhớ tới một loại khả năng, không nhịn được nói. Ngoại trừ cách nói này, thật sự nghĩ không ra điều gì khác. Nếu như không đoán sai, nhất định là người gọi là Trương Huyền này, không biết gặp vận cướp chó gì, học được một loại nhạc khúc kìm chế ngô trưởng lão, lúc này mới đưa đến trưởng lão bị động như vậy. Kìm chế phong ma khúc của trưởng lão lại như thế nào? Lần sát hạch này chính là tâm cảnh, kiểm tra chính là một khúc hoàn tất, số lượng và hình vẽ đường vân khác ở trên trận bàn. Hắn xem trận bàn làm thứ để gõ, cho dù gõ có tốt cũng uổng phí. Nhược hoan công tử bực bội nói. Mấy người sửng sốt, đồng thời gật đầu. Đúng vậy, lần sát hạch này chính là tâm cảnh, không phải sát hạch lực chiến đấu của ngươi. Cho dù làm cho ngô trưởng lão nôn ra máu, không có lưu lại đủ nhiều đường vân và vết tích ở trên trận bàn, cũng nguồn công. Yên tâm đi, ta thấy trường thương của hắn đâm loạn ở trên trận bàn, không có bất kỳ kết cấu nào. Cố ý đối đầu với ngô trưởng lão, gây ra dư luận xôn xao, cũng chẳng qua lấy lòng mọi người mà thôi. Bàn tay vẫy một cái, nhược hoan công tử tiếp tục nói đâm vào nhiều hơn nữa, lực công kích cường thịnh hơn nữa, cũng vô dụng. Lại giống như cùng cuộc thi, cho người trả lời một cộng một bằng mấy, người lấy công thức vi phân và tích phân ra suy luận quá trình, viết lên, lại cao cấp nữa, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng chỉ là đáp án sai lầm. Phòng ma khúc lập tức lại kết thúc. Đang hừ lạnh, trong đám người có một giọng nói vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy lúc này, ngô trưởng lão vừa nôn ra máu vừa đi về phía trước, đã đi tới nơi cách Trương Huyền không đến ba thước. Âm thanh hai bên giao chiến cũng càng thêm vang dội. Nghe vào trong tai, hỗn loạn không chịu nổi, tự nhiên không phân ra được đâu là tiếng phong ma khúc, đâu là tiếng va chạm. Chỉ có điều, dựa theo thời gian suy tính, phong ma khúc phân ra ba đoạn, chắc hẳn sẽ lập tức kết thúc. Chỉ mong Ngô trưởng lão không có việc gì. Nhìn thấy được Ngô trưởng lão nôn ra không biết bao nhiêu búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như người chết trong lòng của mọi người âm thầm cầu khẩn. Giống như mọi người suy đoán, quả thật lại lập tức kết thúc. Phòng ma khúc lại dài mấy cũng có thời gian hạn chế, mà bây giờ đã tới giới hạn. Được rồi." Trường Thương không ngừng vung vẩy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi vẫn dựa theo chỗ thiếu hụt của nhạc khúc va và chạm vào trận bàn, tới đối đầu, hắn vẫn không quan sát xung quanh. Lúc này, lập tức kết thúc, hắn không nhịn được thở ra một hơi. Trường thương trong tay rung lên, đập xong âm tiết cuối cùng, hắn không nhịn được xoay đầu lại, lập tức nhìn thấy được một gương mặt trắng bệch đến suy sụp. A, à, bị dọa cho giật mình, bàn tay Trương Huyền run lên, trường thương trực tiếp đánh tới. Chương 929, thứ nhất đếm ngược, một, Lần đầu tiên đối đầu cùng Ma Âm sư, mặc dù mức độ tâm cảnh của đối phương không bằng hắn, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều. Toàn lực chống lại, cũng là lực không tới nơi tới chốn, đâu còn có công sức đứng ngoài quan sát bởi vậy trương huyền căn bản không nghĩ tới gương mặt trắng bệch trước mặt kia là ngô trưởng lão hắn còn tưởng rằng có người muốn tập kích bất ngờ đối với hắn một thương run rẩy dùng hết toàn lực thương pháp thiên đạo hóa thành một luồng ánh sáng trực tiếp đi tới trước mặt ngô trưởng lão đối diện vừa thở phào nhẹ nhõm còn chưa kịp phản ứng liền thấy một cây trường thương trực tiếp đánh tới đồng tử hắn co lại muốn tránh dĩ nhiên không kịp trực tiếp bị đánh trúng ngực, bay ngược ra. Bịch, hắn ép ở trên vách tường, biến thành một chữ đại. Mẹ nó, ai cũng không nghĩ tới, khúc nhạc kết thúc còn có loại biến cố này. Trong mắt mỗi một lồi ra, sắc mặt càng đỏ ửng, sắp muốn nôn ra máu. Đây chính là ngô trưởng lão, mà âm sư duy nhất của vạn quốc thành, cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, tồn tại khiến người người đều sợ hãi, bị một thương đánh ép ở trên tường, giống như một cái bánh lớn có cần khoa trương như vậy hay không? Ngô trưởng lão, người thế nào, lại chạy tới trước mặt ta, ta thật sự không phải cố ý. Nghe được mọi người kinh ngạc kêu lên, Trương Huyền cũng kịp phản ứng, nhận ra đối phương. Sắc mặt hắn nhất thời đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Không phải thử thách tâm cảnh sao, lại chạy tới làm gì, ta còn tưởng rằng có người có ý đồ gây rối. Khụ khụ, ho ra hai ngụm máu lớn, ngô trưởng lão lúc này mới hòa hoãn lại, từ trên tường dãy ruộng leo xuống, vẻ mặt muốn phát điên. Cái này gọi là chuyện gì? Đường chủ nói với hắn, chỉ là kiểm tra một chút. Hắn cũng cho rằng rất đơn giản, hăng hái bừng bừng đi tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu chút nữa thì chết. Âm thanh đối phương va chạm vào trận bàn, không ngừng công kích khuyết điểm của phong ma khúc. Nếu như không phản kích, linh hồn tất nhiên sẽ bị hao tổn. Hắn bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể đi từng bước một tới gần, tăng thêm lực công kích kết quả sóng âm ngay cả đường chủ cũng phải kiêng kỵ rơi xuống trên người đối phương giống như chơi đầu, một chút tác dụng cũng chưa từng có thì cũng thôi người ta thậm chí chưa từng cảm thấy được uy lực tăng cường ta ích ngay cả ma âm cũng có thể đối đầu không bị chút ảnh hưởng nào tô phàm lăng hằng vũ hai người này rốt cuộc tìm được một quái vật thế nào phiền muộn vô hạn khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút nghi ngờ nhân sinh thôi đi cũng không trách ngươi biết sóng âm đối công, ai cũng không có cách nào kiềm chế, đối phương cũng không phải cố ý, hít sâu hai cái, điều chỉnh một chút, ngô trưởng lão khoát tay áo. Tuy rằng vô cùng không cam lòng, hắn cũng không có cách nào. Đường đường là trưởng lão, cũng không thể tìm người này gây phiền phức. Hơn nữa, không tìm phiền toái cũng thảm như vậy, nếu thật sự đi, sợ rằng lại không có cách nào sống sót trở về. Vẫn là, cứ thôi đi, kiểm tra một chút, lấy trận bàn trên vách tường xuống, hắn đưa cho danh sư bên cạnh chịu trách nhiệm kiểm tra. Vâng, tiếp nhận trận bàn, cẩn thận đếm đường vân phía trên, vị danh sư này lập tức tuyên bố. 431 nét, mỗi một đường vân nặng nhẹ bằng nhau, lực lượng đều đặn. 431 nét, chẳng phải tương đương với đường vân của Nhược Hoan công tử sao? Thật đúng là, sử dụng thương cứng rắn đâm ra nhiều nét như vậy sao? ta còn tưởng rằng hắn là đập loạn, không nghĩ tới, thật sự đập ra đường vân, quá lợi hại. Số lượng nét tương đương, vậy, ai là người đứng thứ hai, lại hoặc là cùng đứng thứ hai. Nghe được thành tích, tất cả mọi người sửng sốt, đồng thời ồ lên. Vốn tưởng rằng vị trương huyền này cầm trường thương đập loạn, chỉ là thật giả lẫn lộn. Đường vân trên trận bàn tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi, răng kín khắp nơi. Thậm chí cũng có thể không lưu lại dấu vết gì nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, tự nhiên có thành tích hoàn toàn tương đương với nhược hoan công tử. Số lượng đường vân của hai người tương đương, đều kém hơn so với phùng mạc sinh một nét. Vậy thứ hạng xác định như thế nào? Cũng không thể có hai người đứng thứ hai. Hắn cũng, 431 nét. Hiển nhiên nhược hoan công tử cũng không nghĩ tới vị trương huyền này sẽ có loại thành tích như vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn dùng đau khắc, khắc chết khắc sống, loại bỏ muôn vàn khó khăn, mới làm ra nhiều nét như vậy. Đối phương cầm trường thương vung vẩy, lại là đập tiếng, lại là ép loạn, nhận được đường vân nhiều tương tự. Thật hay giả vậy, đều là coi khinh hắn, người này không đơn giản như vậy. Lông mày nâng lên, nghe đối phương chỉ là một danh sư nhị tinh, căn bản không xem thành đối thủ. Hiện tại xem ra, so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Sử dụng trường thương ở cả mấy thước khác trận bàn, đổi lại thành trước đây, hắn tuyệt đối nghĩ cũng không dám nghĩ mặc dù tận mắt nhìn thấy được hắn cũng cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chỉ có điều muốn đánh ngang với ta không dễ dàng như vậy khóe miệng nâng lên nhược hoan công tử cười lạnh cho dù cùng số nét với hắn thì thế nào hắn còn nắm con át chủ bài ở trong tay không cảm thấy một người quê mùa từ ở vương quốc nông thôn tới có thể đánh đồng với hắn lợi hại phùng mạc sinh cũng đầy bội phục hắn dùng đau khắc cũng chỉ khác nhiều hơn so với đối phương một nét mà thôi không hổ danh là nhân vật được trưởng lão hết lòng đề cử đáng sợ ban đầu hắn xem như là hắc mã xuất hiện trong lần chọn lựa này không nghĩ tới vừa so sánh cùng đối phương chỉ có thể được cho là một con lửa đen trong tiếng bàn luận của mọi người sáu khối trận bàn được để ngang lên bàn phía trên tràn đầy đường vân lộ rõ thành tích vừa rồi vẫn mong đường chủ phán xét. Danh sư chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng về phía Khang Đường chủ ôm quyền, nói: "Ừ." Khang Đường chủ gật đầu, cùng đám người Tô trưởng lão đi tới trước mặt, nhìn qua tất cả trận bàn một lần. Công tác thống kê vừa rồi không sai, hiện tại tuyên bố thành tích cửa sát hạch thứ nhất. Nhìn quanh một vòng, Khang Đường chủ nói: "Phùng Mạc Sinh 432 nét đứng đầu, Quân Nhược Hoan, Trương Huyền 431 nét cùng đứng thứ hai." Phó Tiếu Trần 427 nét đứng thứ tư, Lạc Khê 411 nét đứng thứ năm, Đỗ Hổ 407 nét đứng thứ sáu. Không nghĩ tới cuối cùng Phùng Sư đạt được vị trí đầu tiên. Cái này Trương Sư cũng thật lợi hại, vừa xuất hiện lại cùng Nhược Hoan công tử đánh không phân thắng bại. Đúng vậy, ban đầu ta còn tưởng rằng là một hạng người mua danh chuộc tiếng. Không nghĩ tới có thực lực như vậy. Phía dưới ổ lên, tất cả mọi người cho rằng nhược hoan công tử và phó tiếu trần có thể trổ hết tài năng. Ai cũng không nghĩ tới, xông ra hai con hắc mã phùng mạc sinh và trương huyền này. Được rồi, cửa sát hạch thứ nhất kết thúc, hiện tại tiến hành cửa thứ hai. Tuyên bố xong thành tích, nhìn quanh một vòng, khang đường chủ đang muốn tiến hành cuộc sát hạch tiếp theo, đã bị một giọng nói cắt ngang. Đường chủ, thành tích vừa rồi ta cảm thấy có vấn đề. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy nhược hoan công tử vẻ mặt tươi cười đi lên a à, khang đường chủ nhìn qua trước cửa sát hạch thứ nhất ngô trưởng lão từng nói qua ai có thể ở dưới sự quấy nhiễu của phong ma khúc khác ra đường vân tối đa tinh tế nhất người đó chính là quán quân nhược hoan công tử nói không biết có đúng không lời này ta đã từng nói ngô trưởng lão gật đầu lúc này hắn trải qua điều tức đã khôi phục không ít chỉ là sắc mặt thoáng lộ ra một chút trắng bệch, tinh khí thần cũng có chút mệt mỏi. Này là được rồi, các ngươi vừa chỉ đếm đường vân, vẫn chưa? Quan sát mức độ tinh tế. Nhược hoan công tử khẽ cười. Tinh tế. Mọi người sửng sốt, ngay cả khang đường chủ cũng nhướng mày. Thứ này quan sát thế nào? Lẽ nào xem ai khắc đường vân nhỏ? Cái đó và đau khắc sâu cạn có liên quan với nhau, cùng tâm cảnh hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Rất đơn giản, Vừa rồi, ở trên trận bàn, ta cũng không chỉ có khắc ra đường vân. Các vị mời xem. Há đi vài bước đến trước trận bàn vừa khắc kia, cổ tay run lên. Đao khắc xuất hiện, liên tục ở phía trên khắc hơn 10 nét. Những nét khắc vô cùng đơn giản, chỉ là không ít đường vân phân cách, nối liền cùng một chỗ, dưới sự nối liền như vậy, đường vân lộn xộn trên trận bàn có thể lập tức phát sinh biến hóa. Ông! Một âm thanh rõ ràng, một đóa hoa mẫu đơn cực lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người linh khí vần quanh từng đám nở rộ không ngờ là một bức tranh nhược hoan công tử ở trong hoàn cảnh như vậy sử dụng trận bàn khác ra tác phẩm ngũ cảnh khó trách nét khác của hắn rõ ràng ít hơn so với phùng sư vẫn tự tin như vậy thì ra là thế bức tranh ngũ cảnh đây chính là thi họa sư tam tinh mới có khả năng vẽ ra đã sớm nghe nói trong chức nghiệp trợ giúp của nhược hoan công tử có thi họa sư Hiện tại xem ra đúng là như thế. Lợi hại. Tất cả mọi người ồ lên, ngay cả Khang Đường chủ cũng không nhịn được liếc mắt nhìn. Có thể ở dưới tình huống phong ma khúc ảnh hưởng thần trí, ban tặng linh tính cho đóa hoa, làm ra bức tranh ngũ cảnh. Tâm trí, tâm cảnh của vị nhược hoan công tử này, dĩ nhiên đạt được cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thảo nào tự tin như vậy. Khác Đường Vân chỉ là biểu hiện đơn giản nhất, khác có quy tắc, đồng thời tạo thành bức tranh đây mới là thực lực. Tình huống bình thường, 3 phút ngắn ngủi, muốn vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh cũng khó khăn. Đối phương còn hoàn thành ở dưới sự công kích của phong ma khúc. Thiên phú, năng lực, tâm tính, không một cái nào không biểu hiện sự đáng sợ. Không sai, không sai. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Khang Đường chủ cũng thỏa mãn liên tục gật đầu. Chức nghiệp trợ giúp của hắn không có thi họa, bởi vậy vẫn chưa nhìn ra. Chỉ có điều tận mắt nhìn thấy được hoa mẫu đơn xuất hiện, hắn biết độ khó trong đó. Nhược hoan công tử là học sinh thân truyền của hắn, biểu hiện nghịch thiên. Hắn cũng cảm thấy trên mặt có ánh sáng, hết sức vui mừng. Phùng sư chỉ khác ở phía trên vẽ 432 đường vân. Đường vân của ta ít hơn, không phải là khác không ra mà là. Vẽ một bức tranh, ai mạnh ai yếu, vẫn mong đường chủ một lần nữa cân nhắc quyết định. Nhược hoan công tử lộ ra vẻ mặt tự tin. Ừ, khang đường chủ gật đầu nhìn quanh một vòng không biết các trưởng lão khác có ý kiến gì nét bút tuy rằng chỉ thiếu một nét nhưng lại làm ra một bức tranh rõ ràng nhược hoan công tử càng tốt hơn ở dưới phong ma khúc làm ra tác phẩm ngũ cảnh phần tâm trí này khiến người ta bội phục ta cho rằng nhược hoan công tử chắc hẳn là người đứng đầu rất nhanh tất cả trưởng lão đều cho ra ý kiến vị quân nhược hoan này đứng đầu danh sư có mặt ở đây cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Thậm chí Phùng Mạc Sinh cũng biểu thị đồng ý. Hắn tuy rằng khác đường vân nhiều hơn, nhưng đối phương càng tinh tế hơn. Mỗi một nét đều có chỗ hữu dụng, so với những nét khác lung tung của hắn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Tốt lắm, nếu mọi người không có ý kiến, ta hiện tại lại tuyên bố, nhược hoan đứng đầu. Phùng Mạc Sinh thứ hai, Trương Sư thứ ba, Phó Tiếu Trần thứ tư, Lạc Khê thứ năm, Đỗ Hổ thứ sáu. Thấy mọi người không có ý kiến, Khang Đường chủ cao giọng tuyên bố. Nhược Hoan công tử vẫn là cường đại, không hổ danh là nhân vật đứng đầu đoạt giải quán quân. Cửa thứ nhất dễ dàng nắm được vị trí đầu tiên, giữ vững ưu thế. Hiện tại lại xem thành tích phía sau. Tất cả mọi người đều gật đầu. Thấy mình quả nhiên nhận được vị trí đứng đầu, Nhược Hoan công tử khẽ cười, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, lông mày nâng lên. Trương sư, thật ngại quá xem ra không thể cùng ngươi đứng vị trí thứ hai. Ngươi không phải vừa rồi làm ra động tĩnh rất lớn sao? Như vậy lại thế nào? Không phải là ngoan ngoãn bại ở trong tay ta, trở thành người đứng thứ ba. Ách, à, không nghĩ tới người này được vị trí đứng đầu N còn muốn dẫm lên mình một chút, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía khang đường chủ. Cái này, chỉ cần tinh tế hơn, thành tích lại sẽ tốt hơn đúng không? Đúng, khang đường chủ thoáng sửng sốt một chút, vẫn gật đầu. Ách, vậy là tốt rồi. Nói xong Trương Huyền quay đầu lại nhìn về phía trận bàn để nâng trên bàn, sắc mặt trầm xuống. Cũng đã qua nửa ngày, giả vờ cái gì mà giả vờ. Còn không lăn ra làm việc cho ta. Ông! Hắn vừa nói xong, một âm thanh linh tính kích động vang lên. Trận bàn hắn vừa khắc kia, vù, một tiếng, vận chuyển ra. Linh khí xung quanh lập tức bị điên cuồng lấy ra, hội tụ thành một vòng xoáy cực lớn linh tính kích động, đây là, tụ linh trận tứ tinh có linh tính. Đồng tử ngô trưởng lão co lại. Làm trận pháp sư tứ tinh, lý giải của ngô trưởng lão đối với trận pháp rất nhiều, biết độ khó khi khắc trận bàn. Cho dù thực lực hắn như vậy, khắc trận bàn cấp bậc tụ linh trận tứ tinh, cũng cần thời gian chỉ ít một tuần. Đối phương sử dụng trường thương, đâm vài ba cái, lại khắc ra một cái. Mấu chốt nhất chính là, còn có linh tính. Cái này, cái này, cũng quá nghịch thiên. Trận bàn chống tam cấp, chỉ có thể khác ra trận pháp tam cấp. Đây là kết luận, hắn không chỉ khác ra tứ cấp, còn vốn có linh tính. Lý giải đối với trận pháp đạt tới cấp bậc thế nào? Chí ít hắn kém hơn. Kinh khủng hơn chính là, còn làm được ở trong quá trình đối kháng. Hắn bị chấn động, đầu óc choáng váng, mở miệng lớn nôn ra máu. Người ta không những không có cảm thấy gì, còn làm ra một trận bàn tứ cấp có linh tính. Ngô trưởng lão chỉ cảm thấy tâm bế tắc vô cùng, toàn thân cũng không tốt. Khắc trận bàn, dườm già phức tạp, mỗi một bước đều phải thiết kế tỉ mỉ, không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Sử dụng trường thương khắc. Bức tranh ngũ cảnh của nhược hoan công tử vừa so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đúng vậy, tranh lệch quá nhiều. Nhìn thấy được linh khí tập trung, tất cả mọi người trong gian phòng đều im lặng. Mỗi một người trợn tròn hai mắt, giống như gặp quỷ. Ngươi, Nhược Hoan công tử càng không ngừng run rẩy, sắp phát điên rồi. Vốn tưởng rằng mình làm ra một bức tranh lại rất lợi hại, rất cường đại. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, người này trực tiếp làm ra một trận pháp tứ cấp. Trận pháp sư tứ tinh, không có phong ma khúc đều rất khó làm được. Một tiểu tử chưa đủ 20, vừa khiến cho Ngô trưởng lão nôn ra máu, vừa làm được. Quá nghịch thiên. Mấu chốt nhất là, trận bàn này còn có linh tính cùng có linh tính, tranh vẽ của hắn so sánh cùng với đối phương, tranh lệch không chỉ cách xa vạn dặm Căn bản không phải cùng một khái niệm, còn nghĩ lần này khẳng định được vị trí đứng đầu, dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt đã bị ném xuống trên mặt đất, còn bị hung hăng đạp vài cái. Nhược hoan công tử khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy, vừa rồi hắn lại không đắc ý. Vừa nói xong không thể cùng người ta đứng ở vị trí thứ hai. Kết quả, chỉ có một mình hắn đứng thứ hai. Mặt mũi này bị đánh. Vẻ mặt hắn đang phiền muộn, liền nghe được giọng điệu của đối phương vang lên. Trận pháp này của ta, chắc hẳn tính là tinh tế chứ. Khủ khủ, tính. Sắc mặt khang đường chủ nhất thời đỏ lên. Đối phương cũng khắc ra trận pháp, hắn tự nhiên không nhìn ra. Suy nghĩ một chút cũng thật là mất mặt. Mấu chốt nhất chính là, kết quả một trận tỉ thí, phải đổi giọng hai lần lần này tham gia tuyển chọn, đều là những nhân vậy như vậy sao? Cửa sát hạch thứ nhất, Trương Sư đứng đầu, được 6 điểm. Nhược hoan thứ hai, được 5 điểm, còn lại lấy loại này đẩy xuống. chương 930, thứ nhất đếm ngược. 2. Biết tiếp tục dầu dĩ xuống, chỉ càng thêm mất mặt, khang đường chủ nhanh chóng tuyên bố thành tích. Lần này thấy mọi người lại không dị nghị, hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, Hiện tại bắt đầu vòng kiểm tra thứ hai, sát hạch tu vi. Muốn trở thành danh sư, tu vi quan trọng nhất, danh sư được xưng vô địch trong cùng cấp bậc, không chỉ có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt, quan trọng hơn chính là củng cố tu vi của bản thân lực lượng hùng hậu 10 phần. Đương nhiên, tu vi có liên quan đến đầy đủ tài nguyên cùng với danh sư chỉ điểm. Chúng ta mỗi một vị xuất thân khác nhau, tu vi khác nhau, thống nhất luận võ, khẳng định không công bằng. Mọi người gật đầu giống như nhược hoan công tử, xuất thân từ quân gia đứng đầu bốn gia tộc lớn ở vạn quốc thành, lão sư còn là khang đường chủ, ngay từ lúc đầu có được điều kiện tối ưu Hơn nữa tuổi tác lại lớn, thực lực mạnh, không có gì đáng trách. Mà những người khác, giống như Lạc Khê, Đỗ Hổ, xuất thân thiên viễn vương quốc, điều kiện tu luyện còn xa mới bằng được, tuổi cũng nhỏ hơn một ít. So về luận võ, khẳng định không công bằng. Bởi vậy, ta và các trưởng lão khác bàn bạc, do bạch trưởng lão áp chế tu vi, cùng bọn họ chiến đấu. Dưới tu vi tương tự, kiên trì được số hiệp đấu càng nhiều, chứng minh thực lực càng mạnh. Như vậy chẳng những có thể kiểm tra đo lường tu vi, còn có thể nhìn thấy rõ ràng phán đoán và quyết sách của một người tu luyện thời điểm gặp phải nguy hiểm. Sát hạch thực lực cũng lại càng thêm chính xác. Khang đường chủ nói tiếp. Áp chế tu vi so đấu. Tham gia tuyển chọn, tu vi không giống nhau. Chiến đấu hai với hai khẳng định không tốt thật giống như phó tiếu trần phó sư, đã đạt được hóa phàm tam trọng đỉnh phong. Mà vị trương sư này, mới là hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Hai người cũng không cần chiến đấu, lại biết kết quả không có gì hồi hộp. Đúng vậy, để cho bạch trưởng lão áp chế tu vi cùng so tài, đều là tu vi giống nhau, ai kiên trì được số hiệp nhiều hơn, người đó lại giành được thắng lợi. So sánh ra mà nói, càng công bằng hơn. Bạch trưởng lão thân là danh sư tứ tinh, bất kể lĩnh ngộ đối với võ kỹ, hay lý giải, bọn họ đều không thể so sánh. Cho dù áp chế đến cùng thực lực, cùng chiến đấu, bọn họ cũng không có khả năng thắng được. Căn cứ sau bao nhiêu hiệp bị thua quyết định mạnh yếu, lại không bị thương, có thể phân biệt ra được mạnh yếu, không tệ. Ừ, lực chiến đấu của bạch trưởng lão, ngoại trừ khang đường chủ gần như không có người nào địch nổi, lại thêm công bằng vô tư. Quy tắc này ta không có dị nghị. Nghe được quy tắc của trận thứ hai, tất cả mọi người đồng thời gật đầu sáu người tham gia tuyển chọn tu vi khác nhau không có cách nào làm được tỷ thí công bằng đã như vậy để một vị trưởng lão áp chế tu vi cùng bọn họ lần lượt tiến hành so tài áp chế đến tu vi tương đồng dựa vào số hiệp tới khi bị thua tới xác định thứ hạng cũng có thể chứng minh thực lực xem như là phương pháp công bằng nhất thấy mọi người đồng ý khang đường chủ gật đầu nhìn về phía một lão già cách đó không xa làm phiền ngươi không có gì lão già đi ra bạch trưởng lão bạch hằng các ngươi yên tâm sau khi áp chế tu vi ta sẽ dùng toàn lực chiến đấu ai cũng sẽ không lưu tình có thể kiên trì mấy chiêu chính là mấy chiêu bạch hằng ta lấy tôn nghiêm của danh sư đảm bảo sẽ không vì tình riêng mà làm việc gian lận đi tới trước mặt mọi người lông mày bạch trưởng lão nâng lên trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì bạch trưởng lão công bằng chính trực vô tư điểm ấy chúng ta không chút nghi ngờ đám người nhược hoan công tử Phó Tiếu Trần vội hỏi. Bạch trưởng lão là trưởng lão có danh vọng cao nhất trong cả danh sư đường, hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thực lực chỉ yếu hơn so với khang đường chủ một ít mà thôi, tính tình công bằng chính trực, hơn nữa lại lấy tôn nghiêm danh sư đảm bảo, khẳng định không có khả năng làm ra chuyện nương tay. Hoàn toàn đáng để tin tưởng. Nếu không có dị nghị, vậy lại chuẩn bị một chút. Các vị có thể sử dụng binh khí, cũng có thể dùng tay không. Sử dụng chiêu số thủ đoạn các ngươi am hiểu nhất, cùng Bạch trưởng lão giao chiến. Chỉ có điều, vì công bằng và giữ bí mật, các vị giao chiến là phong kín. Số hiệp cụ thể sẽ có trận pháp đặc biệt biểu hiện ở trên vách tường, không có cách nào giả vờ. Nội dung giao chiến cụ thể sẽ không công bố ra ngoài. Khang Đường chủ tiếp tục nói. Nghe được an bài như vậy, các danh sư khác lại gật đầu. Mỗi một danh sư đều có tuyệt chiêu của mình, không muốn để người bên ngoài biết được nếu như thi triển ở trước mắt mọi người, rất dễ dàng truyền đi. Đến lúc đó, tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng sẽ không có hiệu quả. So tài ở trong hoàn cảnh phong kín, chỉ biểu hiện số hiệp, không tiết lộ bí mật, lại sẽ an toàn hơn một chút. Ta đi trước chờ. Bạch trưởng lão vung tay lên, xoay người đi về phía một phòng nhỏ trong đại sảnh. Được rồi, các ngươi ai chọn chiến đấu trước? Thấy Bạch trưởng lão chuẩn bị sắp xếp, Khang Đường chủ quay đầu lại nhìn về phía sáu người trước mắt ta tới trước. Phó Tiếu Trần bước lên trước. Ban đầu có thực lực xông cửa ải, kết quả cửa thứ nhất chỉ đành đứng thứ tư, khiến cho hắn đầy phiền muộn, ngược nghẹn một hơi. Trên phương diện tâm cảnh, hắn có khả năng không bằng phùng mạc sinh, nhược hoan công tử, nhưng thực lực, có tự tin, không kém gì bất kỳ kẻ nào. Ừ, cẩn thận. Khang đường chủ thỏa mãn gật đầu, căn dặn một câu. Đa tạ đường chủ nhắc nhở. Phó Tiếu Trần nhấc chân đi về phía gian phòng, Ông, hắn vừa tiến vào, trên vách tường màu trắng trước mắt mọi người có ánh sáng lóe lên. Một hàng con số thay đổi xuất hiện. Một, hai, ba, mười. Chữ số không ngừng nhảy lên, tăng lên về phía trước, rất nhanh lại đạt tới, mười. Đã bắt đầu. Cho dù áp chế tu vi tương đồng, có thể ở dưới tay của bạch trưởng lão kiên trì mười chiêu, vị phó sư này cũng thật lợi hại. Còn cần phải nói sao? Phó sư lại là học sinh của Hải trưởng lão học sinh, Thiên Hải Quyền từ lâu đã tu luyện tới thành thạo. Cho dù Bạch trưởng lão vô địch, dưới cùng cấp bậc, nếu như muốn đánh bại, cũng cần ít nhất ngoài 15 chiêu. Đúng vậy, Thiên Hải Quyền, sóng biển vô tận, tiếng thủy triều không dứt, quả thật cường đại. Cũng không biết có thể kiên trì được bao nhiêu hiệp. Nhìn thấy được chữ số biểu hiện trên vách tường, mọi người biết hai bên đã bắt đầu, đồng thời vượt qua 10 chiêu. Mỗi một người kích động siết chặt nắm đấm. Bạch trưởng lão có thực lực cường đại, cho dù áp chế tu vi, có thể ở dưới sự công kích toàn lực của hắn, kiên trì vượt quá 10 chiêu cũng đủ để khoe khoang khắp nơi. Cường giả áp chế tu vi, cho dù cùng tu vi của ngươi tương đồng, nhưng lý giải đối với chiến đấu hoàn toàn khác hẳn, đạt tới một trình độ khác. Tu vi thấp, làm sao có thể thắng được? Vù. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chữ số nhảy lên cuối cùng ngừng lại. 31. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, Phó Tiếu Trần đi ra, tuy rằng trên người hắn thoạt nhìn có chút chật vật, trong mắt lại phát ra ánh sáng hưng phấn. Tự mình trải qua, mới biết được bạch trưởng lão cường đại. Mặc dù áp chế đến tu vi tương đương với hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không có lấy ra hết con át chủ bài, dùng hết việt chiêu mạnh nhất, có thể kiên trì 20 chiêu đã không tệ. 31 hiệp, không lấy được vị trí đứng đầu, đứng thứ hai khẳng định có thể bảo vệ được. Lợi hải Nhược hoan công tử liếc mắt thoáng nhìn người thanh niên đi tới, thần sắc cũng ngưng trọng. Chống đỡ nhiều hiệp như vậy mới bị thua, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhược hoan công tử, để cho ta xem thử thành tích của ngươi một chút. Đi tới trước mặt mọi người, phó tiếu trần nhìn về phía nhược hoan công tử, ánh mắt lóe lên. Được. Hít sâu một hơi, quân nhược hoan cắn răng một cái, đi vào gian phòng. Vù 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 vù. Thời gian không lâu, chữ số liên tiếp nhảy lên. Các ngươi nói Nhược Hoan công tử có thể kiên trì được bao nhiêu chiêu? Cái này ta cũng không biết, thực lực của hắn và Phó sư không chênh lệch nhiều lắm, không phân cao thấp. Người kia có thể kiên trì 31 chiêu, hắn chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ mong vậy. Nhìn thấy được chữ số không ngừng tăng thêm, sắc mặt của mọi người cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Quân Nhược Hoan, Phó Tiếu Trần Hai vị này trước khi tuyển chọn được gọi tên lớn nhất, là thần tượng của không ít thế hệ trẻ tuổi. Tất cả mọi người muốn biết, lĩnh ngộ đối với chiến đấu ai cường đại hơn? Chắc là so với Phó Tiếu Trần, thời gian kiên trì kém hơn một chút. Khang Đường chủ mở miệng. "A." À, Tô trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Tiếu Trần tâm cảnh trầm ổn, am hiểu phòng thủ, nhược hoan sinh ra được hậu đãi quá mức, tâm cao khí ngạo, gặp phải nguy hiểm, chỉ biết công kích cuồng bạo hơn loại công kích này đối với những người khác có tác dụng còn đối với bạch trưởng lão tác dụng không lớn khang đường chủ phân tích điều này ngược lại cũng đúng tô sư lang sư đồng thời gật đầu quân nhược hoan được xưng là đứng đầu bốn công tử lớn tuyệt đối không phải là khen tặc mà là dựa vào nắm đấm từ thế hệ trẻ tuổi đi từng bước một đánh ra chính là bởi vì quá mạnh mẽ cho nên kiêu ngạo người kiêu ngạo phòng thủ tất nhiên phải kém hơn một chút loại tình huống này, cùng cấp bậc có khả năng không có cách nào phát hiện. Nhưng đối mặt với bạch trưởng có kinh nghiệm chiến đấu lão, nhất định sẽ bị hại. Vù, mấy người đang nói chuyện với nhau, trên vách tường ánh sáng thong thả biến mất. Một hàng con số xuất hiện ở trước mặt mọi người. 30. Quả nhiên giống như khang đường chủ suy đoán, thành tích của nhược hoan công tử không bằng phó tiếu trần. 30 chiêu thì không kiên trì nổi, trùng hợp kém một chiêu. Kém một chiêu các ngươi nói có thể giống như ở cửa kiểm tra thứ nhất, để lại hậu chiêu gì, thoạt nhìn kém một chiêu, trên thực tế lại có thể thắng lợi hay không? Sao có thể như vậy được? So tài, là giao chiến thật sự, từng chiêu từng thức đón đánh ra. Ít một chiêu, chính là một chiêu, không có cách nào mưu lợi. Cũng đúng. Nhìn thấy được 30 chiêu, giống như trước đây, có người nghi ngờ, chỉ có điều lập tức bừng tình. Luận võ khác với khắc trận bàn trước đó hơn một chiêu chính là hơn một chiêu, căn bản không có cách nào giả vờ. Kết, trong những tiếng bàn luận, cửa phòng mở ra, nhược hoan công tử đi ra, lắc đầu vẻ mặt cười gượng. Lấy tình huống ít hơn một chiêu, bại bởi phó tiếu trần, cho dù là hắn, cũng không ngờ tới. Chỉ có điều, cũng không có cách nào, bạch trưởng lão tuy rằng thực lực áp chế xuống tương đương với hắn, công kích có thể giống như thủy triều, kéo dài không dứt. Cho dù hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, 30 chiêu đã là cố gắng lớn nhất, thêm một chiêu cũng không kiên trì được. Thua thì thua, cũng không tính là thiệt. Vậy để ta đến đi. Thấy hắn đi ra, Phùng Mạc Sinh ở một bên hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Một trận ánh sáng lóe lên, phía trên bắt đầu biểu hiện chữ số. Thời gian không lâu, sắc mặt Phùng Mạc Sinh trở nên trắng bệch đi ra, chữ số dừng lại ở 28. Nhìn thấy được thành tích của hắn, Phó Tiếu Trần nhược hoan công tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt đem mắt rơi vào trên người trương huyền cách đó không xa. Ba người bọn họ đều sát hạch kết thúc, nếu nói người có khả năng thay đổi cục diện nhất, chính là người này. Tuy rằng không biết lực chiến đấu của hắn như thế nào, nhưng có thể dựa vào âm nhạc, làm cho ngô trưởng lão giống như điên rồi, khẳng định không đơn giản. Chỉ có điều, khiến cho bọn họ thất vọng chính là, Trương Huyền vẫn không nóng lòng tiến vào phòng, mà để Lạc Khê và Đỗ Hổ sớm đi vào. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Đỗ Hổ lần trước thành tích tệ nhất, lần này tự nhiên cũng kiên trì 28 chiêu, tương đương với Phùng Mạc Sinh. Về phần lạc khê, lại có chút kém chút, dù sao nàng cũng là nữ tử, trên phương diện thể năng có hại, chỉ kiên trì 24 chiêu lại hoàn toàn bị thua. Đến lượt trương sư, đúng vậy, không biết hắn có thể giống như ở cửa thứ nhất, trở thành hắc mã lớn nhất hay không. Ta thấy quá sức, tu vi càng gần với bạch trưởng lão, lý giải đối với chiến đấu càng mạnh, thời gian kiên trì khẳng định cũng lại càng dài hơn. Còn ngược lại càng ngắn hắn. Điều này ngược lại cũng đúng. Thấy Trương Huyền đi về phía gian phòng, mọi người hạ giọng Ép thấp tu vi chiến đấu, cũng không có tuyệt đối công bằng như trong tưởng tượng. Cường giả hóa phàm tứ trọng ép thành nhất trọng chiến đấu, khẳng định so với ép thành tam trọng chiến đấu, càng dễ dàng hơn. Thật giống như nghiên cứu sinh làm đề thi của sinh viên, tuy rằng có thể hoàn thành, khẳng định cũng có chút tốn sức, làm đề thi của lớp học trước, sẽ đặc biệt dễ dàng. Thực lực của vị trương sư này, thấp nhất ở trong đám người. Bạch trưởng lão ép xuống ba cấp lớn đối chiến, tất nhiên càng dễ dàng hơn. Người nói hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Khang đường chủ nhìn về phía tô sư cách đó không xa. Cái này, ta cũng không biết, chỉ có điều, thực lực của bạch trưởng lão, ta rất rõ ràng. Áp chế đến hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, cho dù là cường giả nhị trọng trung kỳ cũng có thể dễ dàng chém giết. Trương sư sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Tô sư có chút do dự nói: "Hắn tuy rằng rất có lòng tin đối với Trương Huyền, nhưng bên trong đó là Bạch trưởng lão, nhân vật siêu cường hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Người như thế khống chế đối với lực lượng, lý giải đối với võ kỹ đều đạt tới một loại mức độ cực kỳ cao thâm. Áp chế đến cấp bậc tương tương, hắn cũng không phải là đối thủ." Vị Trương sư này muốn giữ vững nhiều chiêu không bại, khó khăn. Đúng vậy, hơn 20 ngày, liên tục tăng trưởng 3 cấp lớn, cho dù thiên phú dị bẩm nhận được kỳ ngộ, trên phương diện khống chế đối với lực lượng, khẳng định cũng có phần không ổn. Nếu như ta không đoán sai, chắc hẳn là trong vòng 10 chiêu sẽ thất bại. Khang đường chủ phân tích nói. Vừa rồi Tô Sư đã nói, người thanh niên này hơn 20 ngày lại từ tông sư cảnh, đột phá cảnh giới đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Mặc dù là người được trời thừa nhận danh sư, trên phương diện lực lượng tất nhiên cũng có chút không thực. Nói trong 10 chiêu thất bại, đã xem như là lạc quan nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ có điều, Trương sư luôn luôn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Lăng sư nói chen vào. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy phân tích của Khang Đường chủ không có một chút sai lầm nào. Dựa theo tình huống bình thường, 10 chiêu cũng không kiên trì được. Nhưng Trương sư người này chỉ cần không ra kết quả, ai cũng đoán không được. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Không chỉ bọn họ khẩn trương, tất cả mọi người trong toàn bộ đại sảnh không nhịn được nhìn sang, chỉ thấy trên vách tường trơn nhẵn xuất hiện một con số một. Ừ, thế nào lại không tăng thêm? Nhìn thấy được chữ số một ngày, mọi người vốn tưởng rằng sẽ giống như mấy người khác trước, nhanh chóng tăng lên, đạt được một số khác mới dừng lại, lại kinh ngạc phát hiện nó giống như là khác ở phía trên vẫn không nhúc nhích không biết có phải là trận pháp quan sát hỏng rồi hay không không có khả năng trận pháp này là do ngô trưởng lão tự mình bố trí lúc trước đều sử dụng được làm sao có thể vô duyên vô cớ hỏng được vậy chữ số tại sao không đổi lẽ nào nhớ tới cái gì tất cả mọi người đều xứng sở ở tại chỗ hoàn toàn không thể tin được hắn một chiêu lại thất bại ánh mắt nhất thời sáng lên, nhược hoan công tử hưng phấn siết chặt nắm đấm. Phó Tiếu Trần ở một bên, sắc mặt cũng vui mừng. Hai người vẫn lo lắng, còn hắc mã này đột nhiên xuất hiện, sẽ giống như vừa rồi, vừa tới liền cất một tiếng lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Không nghĩ tới mới một chiêu, đã bị thua. Cũng đúng, tiểu tử hóa phàm nhất trọng, làm sao có thể ngăn cản được công kích của bạch trưởng lão. Trước đó còn tưởng rằng, Người này có thể là cản trở lớn nhất khi bọn họ thông qua tuyển chọn. Hiện tại xem ra, rõ ràng bọn họ suy nghĩ nhiều, buồn lo vô cớ. Thành tích này cũng quá kém, thực lực như vậy, cũng có khả năng tham gia thi đấu danh sư sao? Thực lực tuy rằng không phải quan trọng nhất khi thi đấu. Lạc Khê mỹ nữ cũng có thể kiên trì 24 chiêu. Hắn một chiêu lại thua trận, cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, thực lực không đủ, tâm cảnh cường thịnh mấy đi nữa thì có ích lợi gì? tham gia thi đấu, sẽ rất nhanh bị đào thải. Hiểu được chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều bàn luận ẩm ý. Cửa thứ nhất, người này kinh tài tuyệt diễm, ngay cả ngô trưởng lão cũng suýt phát điên. Vốn tưởng rằng, cửa thứ hai cho dù không bằng trước, cũng có thể một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, lưu lại thành tích không tệ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự nhiên kém như vậy. Một chiêu bại trận, đừng nói danh sư, cho dù là người tu luyện bình thường, chỉ ít cũng có thể kiên trì mấy chiêu. Đây, đám người khang đường chủ, tô sư cũng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt mỗi một người đều choáng váng mơ hồ. Bọn họ từng suy tính qua, Trương Huyền lại có thể không kiên trì được 10 chiêu, nhưng... Một chiêu lại bại là cái quỷ gì? Trương Sư thích làm chuyện ngoài dự đoán mọi người, kết quả này thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Cười gượng một tiếng, Tô Sư nói vị trương huyền này mỗi lần đều có thể làm ra chuyện khiến người ta không ngờ. Lại giống bây giờ, bọn họ từng nghĩ rất nhiều kết cục, cũng không ngờ tới, một chiêu lại thua, thất bại triệt để như vậy. Được rồi, nếu thành tích đã đi ra, ta hiện tại tuyên bố kết quả. Khang đường chủ lắc đầu, nhìn quanh một vòng. Phó Tiếu Trần Kiên chỉ được 31 chiêu, là người đứng đầu. Nhược hoan công tử 30 chiêu đứng thứ hai. Phùng Mạc Sinh, Đỗ Hổ đều là 28 chiêu, cùng đứng thứ ba. Lạc Khê 24 chiêu đứng thứ năm, Trương Sư, chỉ kiên trì một chiêu, là đứng thứ. Đang tuyên bố thành tích cửa thứ hai, còn chưa nói hết, liền nghe được cửa phòng két một tiếng mở ra. Khang đường chủ quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn một cái, mắt hắn lập tức trợn tròn, không nhịn được la lên. Mẹ nó, chương 931, Linh Trí Bảo Tồn 1. Trở lại thời gian 2 phút trước, tiến vào cửa phòng, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Gian phòng không lớn, đập vào mắt chỗ là một cái giá binh khí. Phía trên có các loại binh khí kiếm, đao, thương. Cái gì cần có đều có. Bạch trưởng lão đứng ở chính giữa, thân sắc thản nhiên nhìn qua. Lấy binh khí, sử dụng thứ người am hiểu nhất. Binh khí. Trương Huyền lắc đầu. Binh khí dễ tổn thương đến người. Vẫn là thôi đi. Hắn am hiểu trường kiếm, trường thương, đại đao, đều mang theo chân ý của binh khí, uy lực kinh người. Chỉ là sát hạch mà thôi, không cần thiết nguy hiểm như vậy. Ngươi, sắc mặt bạch trưởng lão tối sầm. Binh khí là dễ tổn thương người, nhưng ngươi cho rằng có thể gây tổn thương đến ta sao? Hai hàng lông mày hắn nâng lên, ánh mắt rét lạnh. Thật là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Được rồi, nếu ngươi không cần, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lười cùng đối phương dây dưa, Thân thể thoáng lắc một cái, lực lượng đỉnh phong hóa phàm tứ trọng của bạch trưởng lão, bị áp chế xuống, biến thành nhất trọng đỉnh phong. Hiện tại tu vi của ta giống như ngươi. Ra tay đi. Cánh tay rỗi một cái, bạch trưởng lão lạnh lùng nhìn qua. Nếu đối phương không cần binh khí, hắn đường đường là hóa phàm tứ trọng, tất nhiên cũng sẽ không có ý sử dụng. Hai bên chỉ có thể dùng tay không đối chiến. Vẫn ngươi tới trước đi. Trương huyền xua tay. Ngươi. Bạch trưởng lão tức giận, mí mắt giật loạn. Người này là tự tin, hay còn có chút ngốc. Thực lực ta cường đại, một khi ra tay, người ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được, còn tưởng rằng có thể chống đỡ được mấy chiêu sao. Phải biết rằng mấy người trước đó, đều vừa đến, lại thi triển ra công kích mạnh nhất của mình, giống như mưa rền gió giữ áp chế, mới bắt được hơn 20 chiêu. Để cho ta xuất thủ trước, người xác định có thể kiên trì được. Tốt lắm, thấy đối phương không có dự định động thủ lông mày bạch trưởng lão nâng lên bàn chân đạp mạnh một cái trên mặt đất trực tiếp vọt về phía trước âm um, thân thể hóa thành một huyễn ảnh trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mặt người thanh niên nằm xuống thấy đối phương ngay cả trốn cũng không hề trốn đứng tại chỗ bất động bạch trưởng lão hử lạnh một tiếng bàn tay trực tiếp ép xuống phía dưới vù còn không có tiếp xúc tới thân thể đối phương đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng trương huyền kia đã biến mất khỏi tầm mắt nguy rồi đồng tử co lại hắn vội vàng quay đầu lại ngay sau đó liền thấy một đế giày xuất hiện ở trước mắt bốp còn không có kịp phản ứng toàn thân lại bay ngược ra trực tiếp dán ở trên tường so với ngô trưởng lão vừa rồi còn muốn thảm hơn vài phần trên mặt là một vết đế giày cực lớn rõ ràng lóa mắt bạch trưởng lão mở miệng nôn ra máu toàn thân đều bối rối hắn vừa thi triển chiêu võ kỹ này là tham nang thủ vật từ lâu đã tới cấp bậc linh cấp trung phẩm uy lực vô cùng nhất là các loại biến hóa hậu chiêu nhiều đếm không xuể khiến người ta hoa cả mắt khó có thể nhận ra được thật hay giả vốn tưởng rằng thi triển ra đối phương sẽ bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay không phân rõ phương hướng hư chiêu thực chiêu huyễn chiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới thoáng cái đã bị tránh được càng làm cho hắn mê muội chính là Mạng môn của chiêu này không giống với các tuyệt chiêu khác là dưới nách, trong quần, phía sau lưng, mà là ở tình minh huyệt. Tình minh huyệt có mi tâm, thuộc về nơi dễ dàng phát hiện nhất. Che giấu mạng môn ở nơi này là thể hiện ra chỗ nguy hiểm nhất ở ngay dưới mí mắt của mọi người, ai cũng không ngờ tới. Vốn là tuyến đường vận chuyển chân khí rất cơ mật, học sinh thân truyền thân cận nhất của hắn, thậm chí Khang Đường chủ cũng hoàn toàn không biết. Người trước mắt này lại đạp một cước lên. Trong nháy mắt, Mạng môn bị phá, chân khí toàn thân tan rã. Nếu không phải giây phút cuối cùng áp chế tu vi buông lỏng, một lần nữa trở lại hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, chỉ sợ lần này dĩ nhiên chết. Em gái ngươi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta lại là cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, áp chế tu vi cùng một kẻ hóa phàm nhất trọng so tài, kết quả bị đạp một cước mặt, thiếu chút nữa thì chết. Đặc biệt tới sát hạch đối phương, xem tiểu tử này có thể kiên trì mấy hiệp. Kết quả chính hắn một hiệp cũng không chịu đựng nổi thiếu chút nữa bị đá chết càng nghĩ hắn càng phiền muộn sắc mặt cũng trở nên có chút xám xịt hắn giấy giụa đang muốn từ trên tường nhảy xuống điều tức chân khí hỗn loạn trong cơ thể lại thấy người thanh niên vẻ mặt sốt ruột đi tới bạch trưởng lão người không sao chứ hư hư lạnh một tiếng bạch trưởng lão từ lỗ thủng trên tường ao rơi xuống đất còn chưa tới điều tức tốt liền nghe được đối phương lẩm bẩm giọng nói thoáng hiện ra vẻ xúc động vang lên ban đầu muốn để cho ngươi xuất thủ trước có thể kiên trì mấy chiêu không nghĩ tới một chiêu cũng không chống đỡ được cũng quá yếu đi phụt một ngụm máu tươi phun ra trời ạ à, đây đáng lẽ phải là lời kịch của ta chứ ta tới kiểm tra xem ngươi có thể kiên trì mấy chiêu kết quả bị ngươi một bước đá cho trọng thương im lặng càng nghĩ càng giận hắn hét lớn một tiếng im lặng Lẽ nào Bạch trưởng lão còn muốn so đấu thêm một lần nữa? Chương 932, linh trí bảo tồn 2. Giọng nói đối diện tiếp tục vang lên. "Ta." Bạch trưởng lão câm nín, ngực nghẹn khó chịu, khóc không ra nước mắt. Đối phương vừa rồi lắc mình, nhanh như tia chớp, nếu như là hóa phàm tứ trọng, hắn khẳng định có thể né tránh, đồng thời có biện pháp khiến cho đối phương vô công trở về. Nhưng, nhất trọng, căn bản làm không được quan trọng hơn chính là cặp chân đối phương từ phía sau đá tới kia, thoạt nhìn có chút đê tiện, nhưng lấy thực lực hóa phàm nhất trọng, quả thật cũng không có cách nào tránh né. Một chiêu này dường như dung nhập thiên địa tự nhiên, uy lực lại lớn, còn trùng kích ở mạch môn. Không nói chiêu số phía sau của đối phương, cho dù chỉ dựa vào hai thứ này, lại so tài 10 lần, hắn cũng sẽ thua 10 lần, vĩnh viễn không có cách nào giành thắng lợi. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, Tu vi áp chế đến hóa phàm nhị trọng cũng khó có thể chống lại. Không phải nói thực lực của hắn thấp rất dễ đối phó sao? Dễ đối phó cái quỷ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Rất sợ đối phương lại nói ra điều gì khiến cho hắn hộc máu. Bạch trưởng lão không để ý tới khôi phục thương thế, đứng dậy lại rời đi, đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy hắn vội vã như thế, Trương Huyền cũng đi theo qua. Khang đường chủ nhất thời suốt ruột bạo phát ra tiếng chửi thô tục đều thu hút ánh mắt mọi người qua, không nhịn được nhìn về phía cửa phòng vừa mở ra. Vừa nhìn tới, đồng tử của mỗi một người cũng trợn tròn, sắp muốn nôn ra máu. Chỉ thấy bạch trưởng lão che ngực đi ra, khóe môi có vết máu, trên mặt có một vết đế dày, đỏ tươi lóa mắt, có thể thấy được rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Bạch trưởng lão, bị thương sao? Hắn không phải sát hạch trương huyền sao? Tất cả mọi người đều không hiểu nguyên nhân. Bạch trưởng lão muốn đi sát hạch tu vi của người khác, thế nào thấy còn muốn thảm hơn so với ngô trưởng lão vừa rồi, bị đánh thành đầu heo. Người xem mặt mũi này, đế giày này, khuôn mặt này. Ai ôi, vẫn đừng xem, tiếp tục nhìn cũng không nhịn được muốn nôn. Bạch trưởng lão, người đây là... Khang đường chủ cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Ta, bạch trưởng lão hận không thể có một khe nứt chui vào. Có lỗi với khang đường chủ, là ta không tốt, ta chắc hẳn nên hạ thủ lưu tình chỉ là không nghĩ tới bạch trưởng lão ép thấp tu vi kém như vậy nhất thời không khống chế được lực lượng lại đánh hắn bị thương ta sai lầm rồi trương huyền đi ra vẻ mặt áy náy yếu nhất thời không khống chế được lực lượng đánh bị thương rất nhiều danh sư trên đài mỗi một người mắt lớn chừng mắt nhỏ giống như là gặp quỷ phó tiếu trần nhược hoan công tử đứng một bên mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, vẻ mặt hưng phấn, lúc này nhìn nhau. Thân thể mỗi một người run rẩy sắp ngất đi. Vốn tưởng rằng người này ngay cả một chiêu cũng không thể kiên trì đã bị đánh ngã. Hóa ra một chiêu không chịu đựng được là thật, chỉ có điều đối tượng đổi lại thành bạch trưởng lão. Có nhầm hay không? Đây chính là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, cường giả siêu cấp ngoại trừ khang đường chủ ra, được xưng là đứng đầu, bị đạp một cước lên mặt, đánh thành đầu heo. Mới vừa rồi, thời điểm cùng vị bạch trưởng lão này chiến đấu, bọn họ ngay cả lực bú sữa mẹ cũng dùng đến, lại chỉ kiên trì chừng 30 chiêu. Người này lại từ chiêu thứ nhất đã bị đánh thành như vậy. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, không thể tin được đây là sự thật. Điều này, Khang Đường Chủ, Tô Sư, Lăng Sư cũng há miệng, vội vàng nhìn về phía bạch trưởng lão, muốn từ trong miệng hắn nghe được tin tức chính xác. Thấy hắn bất đắc dĩ gật đầu, Bọn họ đều cảm thấy thiên lôi đánh xuống từng trận, tâm tư muốn chết cũng có. Mới vừa rồi còn nói lời chắc chắn, Trương sư bởi vì tu vi thăng cấp quá nhanh, không có khả năng chịu đựng được 10 chiêu. Bây giờ mới biết, là Bạch trưởng lão chống đỡ không được, thậm chí một chiêu cũng không chịu đựng nổi, đã bị đánh thành như vậy. Được rồi, nếu Thành Tích đã ra, vậy lại xếp thứ hạng một lần nữa. Bị ép lại một lần nữa đổi giọng, sắc mặt Khang Đường chủ đỏ lên. Đứng đầu Trương Sư, thứ hai Phó Tiếu Trần, thứ ba Nhược Hoan Công Tử, thứ tư Phùng Mạc Sinh, Đỗ Hổ. Công bố thành tích, Trương Huyền lại trở thành hắc mã, nhận được vị trí đầu tiên. Không để cho hắn đứng đầu cũng không được, người khác đều ở dưới sự công kích của trưởng lão, kiên trì mấy chiêu. Người ta là trực tiếp đánh cho trưởng lão nằm xuống, tranh lệch quá lớn, không phục không được. Được rồi, hiện tại tiến hành sát hạch cửa thứ ba. Biết tiếp tục dây dưa ở trên sự kiện này, so tài sẽ không kết thúc được, khang đường chủ giao sắc chặt đay dối, nhìn quanh một vòng. Hai cửa ải trước đó chúng ta sát hạch tâm cảnh và tu vi. Hai thứ này mặc dù quan trọng, nhưng chỉ là trở thành cơ sở của danh sư. Mà làm mưu một vị lão sư ưu tú, quan trọng nhất vẫn là mở đường giảng bài, giáo dục con người. Cho nên, sát hạch cửa thứ ba, chính là cái này. Sát hạch bình thường, cần phải tìm một học viện, che giấu tên họ thật, yên tĩnh tiến hành giảng bài, đợi mấy tháng thậm chí một hai năm sau, để cho học sinh tiến hành so đấu, do đó phán xét bản lĩnh dạy học của lão sư. Chỉ có điều, thi đấu danh sư, còn có hai tháng lại bắt đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian làm những chuyện như vậy. Cho nên, suy nghĩ một biện pháp, tới kiểm nghiệm năng lực giảng bài của các vị. Đó chính là, linh trí bảo tồn. Khang đường chủ giới thiệu. Linh trí bảo tồn, đó là cái gì? Ta cũng không biết được rõ ràng chỉ biết là linh trí, nghe nói là năng lực thi họa sư ngũ tinh mới có, có thể để cho nhân vật trong bức tranh, vốn có linh trí, tự chủ hấp thu linh khí trong không khí, sống sót rất lâu. Người vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, đây là cảnh giới lục trọng của bức tranh. Đúng vậy, lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng, hóa linh, linh trí. Có thể làm ra loại tác phẩm cấp bậc như vậy, dĩ nhiên đạt được trình độ thi họa sư ngũ tinh. Toàn bộ vạn quốc thành cũng không có một vị. Nếu linh trí là năng lực của thi họa sư Ngô Tinh, linh trí bảo tồn là cái gì? Lại làm thế nào tiến hành sát hạch đối với giáo dục con người? Phía dưới lặng lẽ bàn luận, mỗi người đều có vẻ kỳ quái, hình như không ít người đều không rõ, cái gọi là linh trí bảo tồn có ý gì? Ngay cả Trương Huyền cũng nhíu mày. Duy nhất chỉ có Nhược Hoan công tử nghe được nội dung này, sắc mặt vui vẻ, hưng phấn siết chặt nắm đấm. Hắn là thi họa sư Tứ Tinh sư, nội dung sát hạch liên quan nhất định là chiếm tiện nghi. chương 933, Trương Huyền ra trận đầu tiên 1. Xem ra tất cả mọi người không rõ lắm, vậy ta lại giải thích một chút. Thấy mọi người đầy nghi ngờ, khang đường chủ mỉm cười. Linh trí, nói vậy mọi người đều biết là bức tranh lục cảnh có khả năng đạt được. Loại cấp bậc như vậy, nhân vật trong bức tranh có thể tự chủ hấp thu linh khí, tồn tại di động ở trên giấy. Cái gọi là linh trí bảo tồn, chính là mở lớp giảng bài cho những người hoặc vật này. Giảng bài cho nhân vật ở trong bức tranh. Nghe được giải thích, tất cả mọi người đều ngẩn người. Nhân vật ở trong bức tranh, cho dù có linh trí, cũng là linh khí tập trung thành, không có trí tuệ, giảng bài có ích lợi gì? Bọn họ có thể nghe hiểu được sao? Các vị đều là danh sư, nên biết, danh sư giảng bài, ẩn chứa sư môn thiên bẩm. Nhận được thiên địa tán thành lý luận càng nhiều, thời gian giảng bài, linh khí cũng lại càng thêm nồng đậm. Khang đường chủ nói. Mọi người gật đầu. Danh sư sư ngôn thiên bẩm, có tác dụng tập trung linh khí. Có người nói năm đó, thiên nhân khổng sư một lời nói ra, linh khí phát động, mỗi lần mở lớp giảng bài, nói là làm ngay, đều có thể từ trong không trung tạo ra một tòa linh sơn. Không nói khổng sư, chỉ nói khoảng thời gian trước, hồng sư, hồng thiền tới đây giảng bài, chỉ là danh sư ngũ tinh sơ kỳ của danh sư đường tại hồng phong đế quốc, cũng có thể làm được nói tụ linh khí, Miệng phun hoa sen, khiến cho người nghe giảng bài đắm chìm ở dưới linh khí, tu vi không tự chủ tăng trưởng. Đây là năng lực của danh sư, chỉ có điều cấp bậc không tốt, hiệu quả phát huy ra yếu hơn nhiều mà thôi. Hồng Phong Đế quốc, một quốc gia phụ thuộc vào Huyễn Vũ Đế quốc. Đế quốc và vương quốc đều chia ra làm các đẳng cấp, phong hào, nhất đẳng, nhị đẳng, không nhập lưu. Huyễn Vũ là đế quốc nhị đẳng, Hồng Phong lại giống như Thiên Huyền Vương quốc thuộc về trong đế quốc không nhập lưu, cùng minh hạ đế quốc, hoàn hải đế quốc, liên minh vạn quốc không khác biệt lắm. Chỉ có điều, loại danh sư cấp bậc như vậy, không có khả năng vĩnh viễn ở lại đế quốc không nhập lưu. Một khi xuất hiện, sẽ bị tổng bộ cho gọi đi, tới danh sư đường cao cấp hơn tiến tu. Hồng Thiền mặc dù bị phái qua, chính bởi vì bản thân cũng muốn đi tới huyễn vũ đế quốc. Mà thông qua thiên tài thi đấu danh sư, không chỉ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, quan trọng hơn là có thể tiến vào huyễn vũ học viện cao cấp học tập. Bức tranh linh trí, tuy rằng không có khả năng sống sót giống như sinh mạng, nhưng có thể tự chủ hấp thu linh khí, bảo tồn thời gian rất lâu. Bọn họ đối với linh khí trong trời đất rất nhạy cảm. Nếu như giảng bài phù hợp đạo lý, sẽ tập trung linh khí, khiến cho thời gian bọn họ bảo tồn dài hơn. Ngược lại, rất dễ dàng tiêu tan. Dựa vào những điều này, có thể kiểm nghiệm năng lực giảng bài của danh sư mạnh hay yếu, không có khả năng dối trá. Khang Đường chủ tiếp tục nói: Thì ra là thế, sử dụng loại linh trí này tới phán xét rất công bằng. Mọi người lúc này mới rõ ràng, bừng tỉnh, linh trí chỉ nhận thức linh khí, không tiếp thu người, bởi vậy càng công bằng hơn. Trong mỗi người đều có chữ tình, thích bài giảng của một vị lão sư nào đó, cho dù người khác đều nói rất dở, chỉ cần thích cũng sẽ không thay đổi. Một người khác nói tốt, ngược lại sẽ cảm thấy rất kém cỏi. Bản khắc phiến diện không có cách nào sửa đổi. Dù sao, ngoại trừ thiên nhân khổng sư, danh sư lại lợi hại mấy, cũng không thể khiến cho tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo, sùng bái. Tùy tiện tìm học sinh đi học, nhược hoan công tử, phó tiếu trần thuộc về thiên tài nổi danh ở vạn quốc thành, danh tiếng lớn, người hâm mộ nhiều, khẳng định dễ dàng lấy được tín nhiệm hơn, cũng lại có vẻ không công bằng. Mà loại linh trí này, không có suy nghĩ của mình, cũng sẽ không bởi vì danh tiếng lớn mà khuất phục, cũng sẽ không bởi vì các loại tính toán, chịu ảnh hưởng. Chỉ nhìn giảng bài đưa tới sóng linh khí dao động, công bằng chính trực nhất. Ừ, Trương Huyền cũng hiểu được, gật đầu. Linh trí là bức tranh lục cảnh mới xuất hiện, chỉ có phản ứng đối với linh khí, cái khác cũng vô dụng. Sư ngôn thiên bẩm cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Cho dù là thi họa sư chính thức, trừ phi là chủ nhân của bức tranh, bằng không, nói nhiều hơn nữa hiệu quả cũng không lớn nếu mọi người hiểu rõ quy tắc vậy liền bắt đầu thi đấu vân trưởng lão lần này lại làm phiền ngươi thấy tất cả mọi người dưới đài đã rõ ràng lại không có dị nghị khang đường chủ mỉm cười nói yên tâm đi một lão già từ trong đám người đi ra ta đã đoán được là vân trưởng lão vân trưởng lão là danh sư đường một thư họa sư tứ tinh đỉnh phong duy nhất sát hạch linh trí bảo tồn tất nhiên phải do hắn ra tay rất có quyền uy quan trọng hơn bức quần điều cao tường đồ này của hắn là tác phẩm đại tông sư ngũ tinh lưu lại, thích hợp nhất cho lần sát hạch này. Bức tranh này lại là bảo bối của vân trưởng lão, đều không lấy ra. Ta đã sớm nghe, nhưng chưa từng thấy qua, lần này xem như là có thể mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, tác phẩm lục cảnh do đại tông sư ngũ tinh lưu lại, quả thật hiếm thấy. Toàn bộ liên minh vạn quốc, đều tìm không ra bức thứ hai. Không nhất định, ta nghe nói bức tranh ở giám bảo các, có thể sánh ngang với nó. Chỉ tiếc, đồ ở chỗ kia, muốn xem được, càng không dễ dàng. Thấy lão già này, phía dưới hạ giọng nói. Vân trưởng lão tu luyện chức nghiệp trợ giúp, giống như nhược hoan công tử, cũng là thư họa sư, hơn nữa, cấp bậc nếu so với người sau càng cao hơn nhiều, đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Loại thư họa sư cấp bậc như vậy, cho dù không có thêm thân phận danh sư, ở vạn quốc thành, cũng được cho là đứng đầu. Nhận đường chủ nhờ vả, cửa này do ta sát hạch. Không để ý tới tiếng bàn luận của mọi người, vân trưởng lão đi tới trước mặt mọi người, nhìn về phía đám người trương huyền, cổ tay run lên. Bức vẽ cuộn tròn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bức quần điều cao tường đồ này là do thư họa lão sư của ta ban tặng. Phần Phật, trong lúc đang nói, bức vẽ được mở ra, một đám chim từ trong đó bay, xong rồi bay lượt, kêu to vang vọng chín tầng trời chương 934, chương huyền ra trận đầu tiên 2. Những con chim này giống như thật sự, không giống hóa linh, chỉ có một hình thái đơn thuần, mà là thoát khỏi tranh vẽ, bay ra đủ ba thước, qua 2 phút, lúc này mới rơi xuống, một lần nữa trở về. Nhân vật trong tác phẩm linh trí cảnh có thể tự chủ hấp thu linh khí bốn phía, di chuyển ở trên bức tranh, chỉ có điều, có thời gian hạn chế, 2 phút dĩ nhiên là dài nhất. Thông qua giảng bài, ai có thể khiến cho thời gian bọn chúng lưu lại trên không trung càng dài, ai có được vị trí đứng đầu. Vân trưởng lão nói ra yêu cầu, nhìn quanh một vòng. Được rồi, cuộc thi đấu bắt đầu, ai tới trước? Điều này, mọi người nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đối với bức tranh có hiểu biết, nhưng giảng bài khiến cho linh trí tồn tại ở không trung lại chưa từng trải qua, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Trương sư, nếu không, người tới đi liên tục đứng đầu hai cửa ải, nói vậy giảng bài cũng không đơn giản. Không bằng để cho chúng ta học tập một chút. Bước lên trước, Nhược Hoan công tử đột nhiên ngừng lại, xoay người lại, mỉm cười. Trước đó, đối thủ lớn nhất trong lòng hắn là Phó Tiếu Trần, mà bây giờ đã biến thành vị trước mắt này. Ta, được." Trương Huyền gật đầu. Mỗi lần đều là người cuối cùng lên sân khấu, tham khảo kinh nghiệm của người khác. Lần này sẽ không phải cũng muốn từ chối. Ngươi nói cái gì? được người muốn lên vốn tưởng rằng người này sẽ giống như ở cửa thứ nhất trực tiếp từ chối hắn cũng đã tìm xong từ ngữ mới nói phân nửa nghe rõ lời của đối phương nhược hoan công tử vội vàng ngừng lại cảm giác hình như đánh một quyền vào trong không khí buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu linh trí bảo tồn nhiều danh sư cũng chưa từng nghe qua hạng mục so tài cổ quái như vậy không phải nên suy nghĩ nhiều một chút giống như ở cửa thứ nhất xem người khác sát hạch thế nào sẽ xuất thủ sao thế nào lại trực tiếp đáp ứng ra bài cũng quá không theo lẽ thường vân trưởng lão vậy ta đến đi không để ý tới biểu tình của người này trương huyền bước lên trước những lần so tài ban đầu hắn không biết muốn xem thử một chút người khác xử lý như thế nào liên tục hai cửa ải hắn đều là người cuối cùng lại làm như vậy nữa hắn thật sự cũng có chút ngượng ngùng nếu lần này quy định đều hiểu rõ người đầu và người cuối cùng thật ra cũng không có khác biệt quá nhiều Ngươi, nhìn thấy được người này, khóe miệng vân trưởng lão co rút một cái. Sát hạch vừa rồi, hắn nhìn thấy, con hắc mã này không biết từ cái góc nào tới, cửa thứ nhất lại giết chết ngô trưởng lão, cửa thứ hai bạch trưởng lão thiếu chút nữa thì chết. Nhắc tới cửa ải, hắn sợ ai nhất, nhất định là người này. Thật không biết lại sẽ làm ra trò thiêu thân gì nữa. Chỉ có điều, nếu hắn muốn làm người đầu tiên, bản thân cũng không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đợi ta kích hoạt bức tranh, khiến cho chim chóc bay lên, người trực tiếp giảng bài. Nội dung tự xác định, chỉ cần có thể dẫn động linh khí là được, đến lúc đó sẽ theo thời gian kiên trì dài hay ngắn để sắp xếp thứ tự. Có thể được thứ hạng thứ mấy, lại xem nội dung người giảng bài, có thể tập trung linh khí hay không. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Quy tắc đơn giản, không khó lý giải. Được, bắt đầu đi. Thấy hắn lý giải, vân trưởng lão không nói thừa, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái ở trên bức tranh ong đám chim chóc trước đó lại bay vút ra không hổ danh là bức tranh linh trí cảnh chim chóc hấp thu linh khí bay lượn sáng ngời trói mắt khiến người ta có thẩm mỹ khác thường nếu đây là bức tranh ta lại nói một chút về bức tranh có chút do so dự trương huyền đưa ra quyết định chỉ cần giảng bài có thể dẫn động linh khí là được đây là bức tranh vậy nói vẽ tranh như thế nào không có gì lại giàu dĩ Vẽ tranh không chỉ cần lục thực, quan trọng hơn chính là phải dung nhập tình cảm mới có thể làm cho tác phẩm có linh hồn. Tinh thần thoáng động, bức tranh thiên đạo từng chỉnh lý trước đó hiện lên ở trước mắt. Căn cứ vào lý giải, hắn thong thả giảng giải. Thời điểm ở Thiên Huyền Vương quốc, hắn chỉnh lý qua bức tranh lục trầm đại sư gia thu thập, sau lại từng trải Thiên Vũ Vương quốc, hồng hải thành lớn như vậy, trong sách thu thập được, những sách liên quan tới kỹ xảo vẽ tranh cũng có không ít. Sau khi chỉnh lý lại những quyển sách này, lý giải đối với bức tranh, cho dù vân trưởng lão tứ tinh đỉnh phong, sợ rằng đều còn xa mới bằng được. Nếu không như vậy, làm sao có thể tùy tiện viết một cái tên, kiến say rượu một mộng cảm thấy của giám bảo các, trực tiếp đạt được thất cảnh. Cho dù có thiên đạo đồ thư quán biết chỗ thiếu hụt, không có bản lĩnh vẽ tranh nhất định, cũng không thể nào làm được. Âm thanh không nhanh, giảng giải cũng rất đơn giản, chỉ có điều lại nhắm thẳng vào đại đạo của bức tranh, từ cạn tới sâu, khiến cho tinh thần người ta thoáng bị chấn động. Chỉ có điều nói đều là những thứ căn bản nhất, nghe không cao thâm như vậy. Không nghĩ tới vị trương sư này lý giải đối với bức tranh, cũng đạt tới trình độ như vậy. Nghe một hồi, trên mặt khang đường chủ đầy kinh ngạc. Vốn tưởng rằng vị trương sư này biết dùng sư ngôn thiên bẩm, truyền thụ kỹ xảo tu luyện, không nghĩ tới lại nói về bức tranh, cũng sâu sắc như vậy, tuyên truyền giác ngộ xem ra hắn không chỉ lý giải sâu sắc đối với tu vi, công pháp, đối với bức tranh cũng không kém chút nào. Không hổ danh là danh sư ngay cả hắn cũng có thể mê hoặc, lợi hại. Bức tranh linh trí, yêu cầu đối với linh khí cực cao. Cho dù là danh sư ngũ tinh nói tụ linh khí, miệng phun hoa sen, cũng sẽ không duy trì quá lâu. Đang xúc động, chỉ thấy tô sư nhìn lại. Khang đường chủ, lấy ánh mắt của ngươi, trương sư có thể kiên trì mấy phút chương 935, người trả chim cho ta. 1. Linh trí, do thư họa sư giao cho linh tính, hấp thu linh khí thiên địa thoát khỏi bức tranh. Bởi vì không phải có sinh mạng, đối với linh khí càng mẫn cảm, yêu cầu cũng lại càng cao. Linh khí bình thường, muốn khiến cho nó duy trì lâu dài, gần như không khả năng. Đừng nói là danh sư nhị tinh, tam tinh, cho dù ngũ tinh nói tụ linh khí, muốn khiến cho nó dừng lại thêm một khoảng thời gian, cũng rất khó. Chính là nguyên nhân như vậy, sát hạch này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng vậy. Nếu không, không có khả năng nhiều danh sư như vậy đều không hiểu rõ tình hình. Theo Tô sư thấy, vị Trương Huyền này tuy rằng ở trên thư hỏa cũng có ít thiên phú, nhưng dù sao chỉ là thi họa sư Tam tinh, sát hạch ở Thiên Vũ Vương quốc truyền thụ đạo lý cũng đều là cơ sở trong cơ sở. Muốn tập trung đầy đủ linh khí, khiến cho linh trí kiên trì thêm một khoảng thời gian, sợ rằng không quá dễ dàng. Nếu như hắn giảng giải tu luyện đại khái chừng 5, 10 phút. Dù sao, vân trưởng lão cũng chỉ có thể duy trì 13 phút. Có chút do dự, khang đường chủ nói. Xác định nội dung sát hạch, để cho vân trưởng lão đặc biệt thử qua, đường đường là danh sư tứ tinh, chỉ có thể duy trì 13 phút. Vị trương huyền này, giảng giải tu luyện, có thể khiến cho hắn cũng chúng chiêu, vượt qua thành tích này không khó. Chỉ có điều, 5, 10 phút là đỉnh điểm. Dù sao, nội dung giảng giải càng cơ sở, Linh khí có khả năng dẫn động cũng lại càng nhỏ. Hiện tại nói là bức tranh, hơn nữa còn cơ sở như thế, chắc hẳn duy trì 8 phút cũng khó khăn. Đúng vậy." Tô sư gật đầu. Hai người bọn họ mặc dù không có chức nghiệp thư họa, nhưng cũng xem qua không ít sách có liên quan, biết người thanh niên này giảng giải chính là thứ cơ sở nhất, hơn nữa sóng linh khí xung quanh dao động không rõ ràng. Muốn duy trì thời gian dài hơn, có khả năng không lớn. Chỉ là 8 phút muốn lấy vị trí đứng đầu rất khó. Nhược hoan công tử, thi họa sư tứ tinh sư, hơn nữa là danh sư tứ tinh, giảng bài, tuyệt đối có thể quá 10 phút. Lăng sư không nhịn được nói chen vào. Hai người đồng thời gật đầu. Quân nhược hoan, quen thuộc linh trí, lại là danh sư, duy trì 10 phút không khó. Trương sư nếu như chỉ có 8 phút nói, đừng nói đầu tiên, thứ hai cũng không quá dễ dàng. Mau nhìn, linh trí hình như đã bắt đầu lắc lư, sắp tiêu tan. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy lúc này rất nhiều chim chóc từ trên bức tranh hiện lên, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ. Thân thể mỗi một con không ngừng lắc lư, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Lúc này mới hơn 3 phút một chút, thành tích sẽ không kém như vậy chứ. Đúng vậy, cho dù không giảng bài, cũng có thể duy trì 2 phút. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhíu mày. Linh trí ra khỏi bức tranh, cho dù không cần linh khí giảng bài, cũng có thể đợi hơn 2 phút đồng hồ. Hiện tại chỉ có hơn 3 phút một chút, liền bắt đầu lắc lư. Nói rõ nội dung trương sư truyền thụ, đối với những linh trí này có tác dụng rất nhỏ, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Vị trí đứng đầu, ta lấy chắc. Mắt nhược hoan công tử càng lúc càng sáng. Nhìn tình huống trước mắt, người này 5 phút cũng không kiên trì nổi, không phải đứng thứ 6 cũng không khác biệt lắm. Hai cửa ải trước đó, tuy rằng thành tích của mình kém một chút, nhưng dựa vào cơ hội lần này, hoàn toàn có thể một lần hành động tập kích ngược thành người đứng thứ nhất phía dưới tới chính là phía dưới tới thi đấu danh sư thì chính là năng lực tổng hợp lại mà không phải một tâm cảnh cao thực lực mạnh là có thể rút được vị trí thứ nhất xem ra để cho hắn đi lên trước là chuyện tốt không có kinh nghiệm đáng đời bị hại khóe miệng hắn cong lên người này lợi hại hơn nữa cũng chỉ là từ vương quốc phía dưới đi lên linh trí bảo tồn nhiều danh sư như vậy cũng chưa từng nghe qua. Một người quê mùa, làm biết được. Xem ra lần sát hạch sau, lại để cho hắn lên trước, khẳng định không lấy được thành tích tốt. Càng nghĩ hắn càng cao hứng, còn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phó Tiếu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm hai cửa ải trước tổng hợp lại, thứ hạng của hắn đứng thứ ba. Lại để cho người này giành được chiến thắng, hắn nhất định sẽ bị đào thải. Nhìn thấy được loại tình huống này, bản thân cũng coi như yên lòng thật may, không làm ra chuyện gì. Vân trưởng lão xoa xoa đầu. Vốn tưởng rằng người này sẽ giống như hai cửa ải trước, làm ra chuyện gì, khiến mình chật vật không chịu nổi. Hiện tại xem ra mình suy nghĩ quá nhiều, có khả năng hắn ở trên phương diện thư họa, chỉ biết tới căn bản, cái khác cũng không am hiểu. Trong lòng thả lỏng, đang muốn chờ linh trí biến mất, chỉnh lý lại bức tranh, để cho người kế tiếp xông qua ải. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sừng sốt một cái, thân thể cứng đờ. Không đúng, nếu như sắp tiêu tan, chắc hẳn không duy trì được mấy hơi thở, thế nào vẫn còn. Hơn nữa những linh trí này tuy rằng lắc lư kịch liệt, nhưng không có dấu hiệu tán loạn. Linh trí bình thường, một khi bắt đầu lắc lư, rất nhanh sẽ tiêu tan, cũng lại chỉ mấy giây mà thôi. Thế nào này cũng đã lắc 2, 3 phút, vẫn còn tiếp tục. Không thích hợp, nhìn thế nào không giống như là tán loạn, lại có cảm giác càng lắc càng kiên cố. Thật đúng là hắn phát hiện ra điểm không thích hợp, những người khác cũng đã nhìn ra. Vừa rồi linh trí xuất hiện, bọn họ đều cẩn thận quan sát. Một khi lắc lư, linh khí thật vất vả tập trung, sẽ phân giải, không duy trì được bao lâu. Nhưng thứ trước mắt này, dựa theo chương sư giảng bài, lắc lư giống như trổi lông gà, chim bình thường, sợ rằng cũng sẽ dụng lông đầy đất. Thứ do một đoàn linh khí tạo thành, không những không có tản ra, còn có xu thế càng lúc càng cô động lại hơn nữa những linh trí khác lắc lư, là muốn tản ra. Thứ trước mặt này lại thật giống như càng lắc càng dễ chịu. Chuyện ra sao? Không đúng. Chân mặt nhân thành đống, thấy lại qua mấy phút, mắt thấy lại muốn phá cửa lớn 10 phút. Linh trí lắc lư, không những không có nghiền nát, trái lại càng lúc càng tiên diễm, giống như là chân chính đang sống. Vân trưởng lão nhớ tới cái gì, đồng tử co lại. Chẳng lẽ là... Điều này, không có khả năng. Hắn khẽ kêu lên một tiếng, ngay sau đó vẻ mặt phát điên. Vân trưởng lão đây là trách. Sẽ không phải trưởng lão nào sát hạch tiểu tử này đều như vậy chứ. Nhìn thấy được vân trưởng lão luôn luôn trầm ổn, lại giống như hai vị trưởng lão ngô, bạch, cũng giống như trúng gió, khóe miệng tất cả mọi người giật một cái. chương 936, người trả chim cho ta. Hai, hai người sát hạch trước đó đều nôn ra máu trọng thương. Hiện tại vị này lại cái dạng này là tiểu tử này có cổ quái hay có chuyện gì xảy ra sao vân trưởng lão khang đường chủ không nhịn được đi lên phía trước vỗ vai hắn thế nào không có gì chỉ là nghĩ đến một chuyện không thể tin được vân trưởng lão khôi phục lại nói chuyện không thể tin được khang đường chủ nhíu mày ngươi xem vân trưởng lão chỉ về phía linh trí trước mặt trương huyền cái linh trí này vừa rồi liền bắt đầu lắc lư Hiện tại đã gần 10 phút, không những không có tán loạn, trái lại càng lúc càng ngưng thực. Khang Đường chủ gật đầu. Mọi người đều thấy được, cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ điều này có vấn đề gì? Nếu như ta không đoán sai, đây không phải là phải tán loạn, mà là Môi Vân trưởng lão run rẩy. Chân vận kích động, linh trí phá phàm. Phá phàm, ngươi nói là bức tranh thất cảnh, tác phẩm đạt được loại cảnh giới này, động vật thực vật trong bức tranh giống như là sống lại, nắm giữ thần trí của mình, bay lượn đến bên ngoài bức tranh, hồi lâu cũng không sẽ biến mất. Khang đường chủ sửng sốt. Chính là cái này. Vân trưởng lão gật đầu. Không đúng, linh trí phá phàm ta biết, cần phải là thư họa sư cấp bậc lục tinh, sửa chữa bức tranh, hoặc vẽ lại bức tranh một lần nữa, mới có thể thành công. Giảng bài, làm sao có thể. Trợn tròn hai mắt, khang đường chủ có chút không tin. Thư họa sư lĩnh ngộ linh trí phá phạm ý cảnh, chỉ cần vẽ tranh, có thể dễ dàng vẽ ra chim chóc, bay lượn trời cao, rong rồi tận trời. Có người nói trước đây có một vị thư họa sư lục tinh lợi hại, ở trên tường vẽ một con tiên hạc, phá tường ra, mang theo phá vân rời đi, lưu lại lời đồn đại tiên nhân cưỡi chim bay đi. Còn có một vị thư họa đại tông sư, bị thú chiều tập kích, vẽ ra một con linh thú đỉnh phong, chân áp khắp nơi, vô số linh thú khiếp sợ đến mức sợ hãi mà bỏ chạy không dám cùng đối địch. Bất kỳ nghề nghiệp nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm đều sẽ có năng lực và thủ đoạn quỷ thần khó lường. Chỉ có điều, các loại này cần phải ít nhất thư họa sư cấp bậc lục tinh, lập tức vẽ tranh hoặc ở trên bức tranh ban đầu tăng thêm nét vẽ, lưu lại bút tích. Vẫn chưa từng nghe nói qua, giảng bài cho linh trí có thể khiến cho nó phá phàm. Nội dung chương sư giảng giải vô cùng phù hợp với những linh trí này, không chỉ khiến cho linh khí tập trung còn dẫn động sư ngôn thiên bẩm khiến cho những linh trí này không tự chủ được tu luyện. Nếu như không đoán sai, những lắc lư này hẳn là loại trừ linh khí không thực trước đó, khiến cho lực lượng càng ngưng thực, cũng chính là hóa hư thành thật. Vân trưởng lão nói, hóa hư thành thật, điều này, làm sao có thể? Khang đường chủ bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa thì lập tức ngã sắp xuống. Thật hay giả vậy? Giảng bài khiến linh trí lấy hư hóa thực, linh trí phá phàm thế nào cảm giác giống như là đang nghe thiên thư. Ta cũng không thể tin được, nhưng ngoại trừ loại tình huống này, thật sự không có cách nào giải thích. Vân trưởng lão nói, cho dù đoán được, cũng không thể tin được, lúc này mới thất thố như vậy. Nếu như là sự thật, vẽ tranh khiến cho linh trí hiện lên, bức vẽ cuộn tròn là nơi ở của linh trí, còn có thể trở về. Loại giảng bài này, khiến cho nó phá phàm, linh trí còn có thể trở lại trên bức tranh hay không? Đột nhiên, Khang đường chủ nghĩ đến một vấn đề. Tiên nhân cưới hạc đi, linh trí từ trong bức vẽ cuộn sinh ra, cho dù phá phàm, lúc nghỉ ngơi, vẫn sẽ trở lại trong bức tranh. Thứ trước mắt này, nghe giảng bài lột xác, giống như lục bình không có dễ không, một khi thật sự ngưng tụ thành hình, hóa hư thành thật, sẽ đi nơi nào. Nếu như vẫn bay, bay trước mấy tháng, không trở về đến bức tranh, thành tích này của hắn lại phải tính như thế nào. Cũng không thể để cho mọi người một mực chờ xem. A. À, nguy rồi, đừng để cho hắn tiếp tục giảng bài. Thoáng sừng sốt một chút, phân trưởng lão nhớ tới cái gì, vội vàng la lên. Tiếng la còn chưa có kết thúc, chỉ thấy rất nhiều chim chóc từ trong bức tranh trước mắt bay ra, rừng lắc lư, đột nhiên, cùng kêu lên một tiếng ngân dài. Kỳ 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 kỳ, chiêm chiếc chiêm chiếc, âm thanh dễ nghe, tràn ngập đại sảnh, giống như thật sự có một đám chim bay tới, chơi đùa kêu to, cho người ta một loại hưởng thụ khác thường. Trước đó chim chóc thoạt nhìn có chút hư ảo, lúc này cũng giống như nhận được lột xác, lông chim càng ngưng thực, móng vuốt, miệng càng vừa dày vừa nặng, giống như hoàn toàn sống lại. Vù, tiếng kêu qua đi, những chim chóc này đồng thời vỗ cánh, bay vút lên trời cao, trực tiếp phóng về phía xa, bay ra khỏi đại điện, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy được những chim chóc này bay đi, cùng với một cuộn giấy trắng trơ trụi còn lại trên mặt bàn, vân trưởng lão sướng sờ ở tại chỗ, thân thể thoáng lảo đảo một cái. Đây chính là bức tranh vô thượng do lão sư hắn lưu lại, hắn quý trọng chưa bao giờ lấy ra cho người khác xem. Thậm chí bằng hữu tốt nhất, cũng khó gặp. Vốn tưởng rằng chỉ là thi thử một chút, đơn giản đến cực điểm. Ai biết, những linh trí này tự nhiên bay đi. Em gái ngươi, linh trí bay đi, cần tờ giấy trắng này có tác dụng cái rắm. Vừa thở phào nhẹ nhõm cảm thấy đối phương không gây chuyện kết quả lại xảy ra chuyện như thế, người này rốt cuộc là tới thi đấu tuyển chọn, hay qua quấy rối vậy. Lắc người một cái đi tới trước mặt Trương Huyền, khóe mắt phân trưởng lão, hận không thể bóp chết kẻ đứng trước mắt này. Chim của ta, người trả lại chim cho ta. chương 937, vẽ lại bức đó là được một. Chim của ta, trả chim. Trong phòng có danh sư, còn không có ý thức được những con chim này một đi không trở lại, còn tưởng rằng vân trưởng lão có ám chỉ gì khác đồng loạt nhìn trong quần hắn một chút ớn lạnh một hồi dường như trương sư chỉ có giảng bài với chim của ngươi có quan hệ cái lông gì hơn nữa hình như nó vẫn còn đường đường là danh sư tứ tinh ở trước mặt mọi người còn hỏi người khác đòi chim thực sự quá mất mặt không ít nữ danh sư sắc mặt càng ửng đỏ đầy xấu hổ vân trưởng lão nghiên cứu bức tranh nổi bật không tầm thường phong độ phiêu giật, thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất tiêu sái. Không nghĩ tới còn là một lão già không biết xấu hổ. Không đúng, vân trưởng lão nói có thể là những con chim vừa rồi. Có người kịp phản ứng. Ừ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Những chim con chim này, hình như nghe trương sư giảng bài, giống như trở nên sống lại, rời khỏi rào cản của bức vẽ. Bay đi. Người này nói ra phát hiện của mình một lần. Bay đi bức quần điều cao tường đồ này do chim chóc hình thành đáng giá tiền nhất có giá trị nhất cũng chính là những chim chóc ẩn chứa linh trí một khi bay đi vậy chỉ còn lại giấy trắng đúng vậy chính vì vậy vân trưởng lão mới phát điên đây chính là tác phẩm thư hỏa có chứa linh trí vô giá coi như bảo bối sinh mạng biến thành giấy trắng đổi lại thành ai cũng sẽ điên nghe được giải thích lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra mọi người đưa mắt nhìn nhau khóe miệng của mỗi một người giật loạn. Bên cạnh tường, ngô trưởng lão, bạch trưởng lão cũng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nhăn nhó. Bọn họ chỉ là bị thương, điều dưỡng một chút cũng tốt. Bức tranh này lại là của quý của vân trưởng lão, bị trực tiếp làm cho hỏng. Hắn không lập tức xé nát người này đã coi như là không tệ. Giảng bài linh trí phá phàm, bay đi. Mới vừa rồi còn đầy đắc ý, cảm thấy được vị trí đứng đầu rất đơn giản, hiện tại nhược hoan công tử hiếm thấy khóc ầm lên. Trước đó âm thầm suy tính một hồi, hắn giảng bài, tuyệt đối có thể khiến cho linh trí sống sót quá 10 phút. Nhưng người này, trực tiếp khiến cho linh trí bay đi, lại không trở lại. Có cần ác như vậy hay không? Người chơi như vậy, bảo người khác thi đấu thế nào? Cứ làm như vậy, sẽ không có bằng hữu. Khủ khủ, vân trưởng lão bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy người bằng hữu lâu năm này luôn luôn trầm ổn, hình như sắp muốn giết người, tô trưởng lão vội vàng tiến lên khuyên can. Bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm, đây chính là bức tranh ân sư lưu lại cho ta, còn trông cậy mỗi ngày nghiên cứu, có thể đột phá thi họa sư sư tứ tinh. Hiện tại thành cái dạng này, bảo ta đột phá như thế nào? Cúi đầu nhìn về phía tờ giấy trắng trên mặt bàn, vân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Ai nói chính là một lần sát hạch, vô cùng đơn giản. Người đi ra, xem ta đánh chết người không? đang buồn bực phát điên, lại nghe người thanh niên đối diện, giọng thoáng hiện ra vẻ nghi ngờ vang lên. Ta còn chưa có giảng bài xong, những con chim kia đã bị ngươi làm cho sợ bay đi. Còn tính thời gian cho ta thế nào? Thật ra không chỉ vân trưởng lão tức giận, Trương Huyền cũng có chút buồn bực. Lão gì này cũng quá không đáng tin cậy. Hắn truyền thụ thiên đạo thi họa, giúp những linh trí tập trung lực lượng. Dựa theo đạo lý, hoàn toàn lột xác hoàn thành, có thể tùy ý bay lượt, Muốn ở lại bao lâu, là có thể ở lại bấy lâu, ai biết? Còn không có kết thúc, người này giống to một tiếng, khiến mình dừng lại, chim chóc khiếp sợ đến mức đều bay đi. Lúc này thì hay rồi, thiên đạo mặc cho chim bay, cũng không biết bay đến đâu rồi. Tính thành tích thế nào? Nếu chẳng may bởi vậy mà thua, chịu thiệt quá lớn. Dù sao cũng bỏ ra không ít cố gắng. Còn tính thời gian, quần điều cao tường đồ cũng bị mất, tính thời gian thế nào? vân trưởng lão thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Tính em gái ngươi à, hủy đi bảo bối của ta, không những không có một chút hổ thẹn, lại còn nghĩ đến sát hạch của mình. Ngươi là trái tim lớn, hay đầu óc có vấn đề? Khủ khụ, trường sư, ngươi cũng nói ít một câu đi. Quần điều cao tường đồ chỉ những con chim này mới có giá trị. Giờ bay đi, chẳng khác nào bảo vật bị hủy hoại. Vân trưởng lão, tâm tình không tốt, cũng nên để ý đi tới trước mặt khang đường chủ khuyên một câu bảo vật hủy hoại trương huyền lắc đầu nếu bức vẽ còn ở đây vẽ lại những con chim này là được có gì phải giàu dĩ đây chính là tác phẩm lục cảnh thì họa sư ngô tinh mới có khả năng làm ra vạn quốc thành chỉ có một phần này vẽ lại ngươi nói thật dễ dàng nhìn thấy được cơ hội nhược hoan công tử tiến lên quát mắng một câu ôm quyền nhìn về phía khang đường chủ ngôn từ chính nghĩa lão sư quần điều cao tường đồ đã hủy, chúng ta người phía sau không có cách nào tiếp tục sát hạch, ta xem tỉ thí lần này, không bằng đổi một phương thức. Đối phương giảng bài, cũng làm cho linh trí phá phàm. Nếu như tiếp tục sát hạch cái này, hắn khẳng định không thắng được. Còn không bằng mượn cơ hội từ chối. Ừ, điều này ngược lại cũng đúng. Tác phẩm có thể xuất hiện linh trí, vạn quốc thành chỉ có một phần này. Hiện tại đã hỏng, mấy người các ngươi quả thật không có cách nào lại sát hạch. Khang đường chủ gật đầu. Sớm biết như vậy, lại không nên để cho người này sát hạch trước. Lúc này thì hay rồi, thì hỏa cũng bị mất, người phía sau cũng lại không có cách nào sát hạch được nữa. Linh trí bảo tồn là phương pháp sát hạch giảng bài tốt nhất. Tạm thời thay đổi, vẫn thật sự không biết có biện pháp gì tốt. Thật sự không được, tìm học sinh tới giảng bài, để cho bọn họ bịt kín hai mắt, không biết chúng ta là ai, thậm chí âm thanh cũng không để cho hắn nghe ra, cũng rất công bằng, Nhược hoan công tử nói. Tạm thời đừng có gấp, ta và các trưởng lão khác bàn bạc. a à, đây là chuyện gì xảy ra? Gật đầu, khang đường chủ xoa xoa mi tâm, đang giàu dĩ xem sẽ tiếp tục tiến hành như thế nào, đột nhiên mắt thoáng nhìn qua, bị dọa cho giật mình. Audio điện tử võ tấn bền chương 938, vẽ lại bức đó là được hai Lão sư, người làm sao vậy? Thấy hắn thất thố như vậy, nhược hoan công tử sửng sốt, theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng thiếu chút nữa nhảy lên, chưa tới một hơi, lập tức ngất đi. Chỉ thấy người thanh niên hắn vừa răn dậy, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt trang giấy cuộn trắng kia, hai tay mỗi tay cầm một cái bút lông. Quần điều cao tường đồ trước đó trống không, lúc này, chim cùng lúc cất tiếng hót, giống hệt với lúc trước. Những con chim này đều trở về hết rồi sao? Âm thanh có chút khàn khàn. Không phải đã trở về, mà là trương sư vừa vẽ ra cổ họng phó tiếu trần trợt khô khốc vừa vẽ thân thể như hoan công tử thoáng lảo đảo một cái đây chính là tác phẩm linh trí cảnh kiệt tác chỉ thi họa sư đại tông sư ngũ tinh mới có khả năng làm ra cầm bút lông lại vẽ ra thật hay giả vậy quan trọng hơn chính là cho dù là ngũ tinh đại tông sư làm ra một bức tác phẩm như vậy cũng cần mấy ngày suy nghĩ mấy tháng tạo hình tiêu hao hết tất cả tinh huyết người này thì hay rồi ta còn chưa nói được mấy câu, lại vẽ xong. Có cần nhanh như vậy hay không? Hắn dùng bút pháp gì? Thật sự không nhịn được, hắn mở miệng hỏi. Hơn 10 lần hít thở lại vẽ một bức tranh, thủ pháp gì có thể nhanh như vậy? Tả hữu du long. Phó Tiếu Trần nói. Thợ thủ công bên đường dùng, tả hữu du long. Trước mắt nhược hoan công tử tối sầm. Người nếu dùng kỹ thuật gì cao thâm ngược lại cũng thôi, ta bội phục thợ thủ công bên đường dùng tả hữu du long tăng số lượng, vẽ ra. Tác phẩm lục cảnh, đại ca, người không phải là thi họa sư tam tinh, là lục tinh thậm chí cấp bậc cao hơn. Buồn cười nghe được linh trí bảo tồn, hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy thấy đối phương lên trước khẳng định thất bại. Sớm biết rằng là thư họa sư lợi hại như vậy, đánh chết cũng không giả vờ. Được rồi, vân trưởng lão, bức tranh của người ta vẽ một lần nữa cho ngươi, dường như, cũng không phải quá khó khăn. Một lần nữa thu hồi bút lông, mực nước vào chiếc nhẫn chữ vật, Trương Huyền thản nhiên nói. Nhìn thấy được vân trưởng lão vừa hô vừa gào, hắn còn tưởng rằng chuyện gì lớn. Không phải một bức tranh sao, chim chóc bay, vẽ lại một bức thì xong rồi, có cần phải sợ lớn trách nhỏ như vậy sao? Điều này, vội vàng đi tới trước mặt, vân trưởng lão cúi đầu nhìn về phía tranh vẽ trước mắt. Nhìn một hồi, môi hắn run rẩy nhìn về phía người thanh niên trước mắt giống như là nhìn thấy quái vật tranh vẽ này hoàn toàn giống hệt với tranh vẽ của hắn trước kia không sai chút nào nếu không phải nét mực còn chưa hoàn toàn khô hắn thật sự nghi ngờ có phải tất cả những chuyện trước đó đều là nằm mơ hay không chỉ nhìn một hồi là có thể vẽ ra không chỉ hình vẽ giống hệt ngay cả sử dụng mực bao nhiêu phân bố như thế nào cũng không sai chút nào ý cảnh cũng hoàn toàn tương đồng làm sao làm được phải biết rằng, mỗi một thi họa ra đều có lĩnh ngộ của mình. Vẽ tác phẩm của người khác, thông thường đều sẽ có phong cách của mình ở bên trong, rất khó làm được giống nhau như đúc. Bức tranh trước mắt này, không chỉ bút mực nặng nhẹ tương đồng, ngay cả ý cảnh cũng không nhìn ra được giả. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên nghịch thiên. Cho dù thư họa sư lục tinh cũng làm không được. Thật ra, tình hình của Trương Huyền hiện tại, một phỏng còn có thể. Bảo hắn thật sự vẽ tranh, cũng lại miễn cưỡng làm ra tác phẩm linh trí mà thôi. Muốn đạt được ý cảnh trong quần điều cao tường đồ, vẫn là không đủ lực. Dù sao, thì hỏa thiên đạo tuy rằng học không ít, năng lực thật sự, chỉ có đỉnh phong tứ tinh, ngũ tinh sơ kỳ. Mặc dù có thể làm ra giống nhau như đúc, chính là công hiệu của mắt minh lý. Mắt minh lý có thể nhìn thấy được biến hóa rất nhỏ nhìn bằng mắt thường không được. Vừa rồi lúc đối phương lấy bức tranh vẽ ra, hắn cẩn thận quan sát, chỗ rất nhỏ một lần nữa hoàn nguyên, cũng lại trở nên vô cùng đơn giản. Nếu như không phải mô phỏng lại, để cho hắn đơn thuần vẽ tranh, sợ rằng thật sự rất khó hoàn thành. Chỉ có điều, Vân trưởng lão không biết những điều này, lại càng thêm kinh ngạc, bội phục sát đất. Như thế nào? Khang Đường chủ đi tới trước mặt. Giống hệt với trước đó, có thể tiến hành sát hạch phía sau. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Vân trưởng lão nuốt nước miếng nói: vân trưởng lão nói không thành vấn đề trương sư đã sát hạch xong các ngươi tiếp tục thở phào nhẹ nhõm khang đường chủ nhìn về phía mọi người nếu quần điều cao tường đồ đã khôi phục cũng không cần lại lăn qua lăn lại đi thay đổi quy tắc nhược hoan công tử khóc không ra nước mắt náo loạn nửa ngày vẫn chỉ là vô dụng sớm biết vậy tại sao phải chạy qua nói thừa lòng tràn đầy phiền muộn kiên trì sát hạch kết quả bởi vì vấn đề tâm cảnh phát huy thất thường chỉ kiên trì được 10 phút khiến Linh Trí tán loạn. Sau đó, đám người phó Tiếu Trần, Phùng Mạc Sinh đều thi nhau sát hạch. Không nghĩ tới lần này là khê một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, tự nhiên kiên trì 12 phút, so thành thích cao hơn với Nhược Hoan Công Tử. Được rồi, ta tuyên bố thành thích cuối cùng. Trương Sư, thông qua giảng bài, khiến cho Linh Trí bay ra. Đến bây giờ cũng chưa trở lại, đạt được vị trí đứng đầu sẽ không có người có ý kiến chứ. Tất cả thi xong, Khang Đường chủ nhìn quanh một vòng. Không có ý kiến, khóe miệng mọi người giật một cái, giảng bài tất cả linh trí bay đi, còn tiện tay mô phỏng ra tác phẩm lục cảnh. Hắn không phải là người đứng đầu, ai dám xưng là người đứng đầu. Tốt lắm, thứ hai là Lạc Khê, thứ ba Nhược Hoan, thứ tư Phó Tiếu Trần, thứ năm Phùng Mạc Sinh, thứ sáu Đỗ Hổ. Tuyên bố xong thành tích, Khang Đường chủ tiếp tục nói: Hiện tại tiến hành cửa sát hạch thứ tư, lý giải đối với tu vi. Chương 939, Hồng Liên cửu kiếm 1. Danh sư sẽ có lý giải sâu sắc đối với tu vi, có khả năng xuất khẩu thành thơ, chỉ điểm chỗ thiếu hụt. Bằng không, cái gọi là giảng bài, giảng giải đều là luận binh trên giấy. Có thể nhìn thấu bản chất tu luyện, nhanh chóng tu luyện, quan trọng nhất, không thể kém hơn so giáo dục người. Bởi vậy, ta và tất cả trưởng lão đặc biệt bàn bạc qua cửa sát hạch này cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, mà là chuyên môn thiết kế ra một bộ võ kỹ mới. Đến lúc đó, sẽ cho các vị thời gian một nén hương học tập. Có thể hiểu được bao nhiêu lại lý giải bấy nhiêu, sau đó tiến hành sát hạch, xác định thành tích. Yên tâm, bộ võ kỹ này chưa bao giờ xuất hiện qua, không cần lo lắng sớm lộ đề. Nhìn quanh một vòng, Khang Đường chủ mỉm cười. "Tiết đề, Đường chủ nói đùa, danh sư sát hạch rất chú ý công bằng, bằng không" một khi điều tra ra, hủy bỏ tư cách, làm sao có thể có người biết rõ còn cố vi phạm. Cho dù không công bằng, nhược hoan công tử là học sinh của đường chủ, đối với hắn cũng sẽ có lợi. Dường như, lần này bị đả kích sắp không được rồi. Đúng vậy, người xem hắn trước đó, đứng đầu bốn công tử lớn, hăng hái. Mà bây giờ, bổ nhào giống như con gà chống bại trận. Cũng thật khó cho hắn. Đúng, khang đường chủ, rốt cuộc võ kỹ gì. Nếu như là đơn giản, dựa theo thiên phú của bọn họ, sử dụng thời gian không đến một nén hương lại lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành, còn thi đấu thế nào? Nghe được quy tắc so tài, có người không nhịn được mở miệng. Võ kỹ chia ra làm năm đẳng cấp, theo thứ tự là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý. Nhập môn là chỉ mới vừa lý giải đối với võ kỹ, có thể miễn cưỡng sử dụng ra. Tinh thông, tăng lên một cấp bậc, có thể phát huy ra lực lượng, nhưng ở trên vận chuyển không thông thạo. Về phần Tiểu Thành, đã coi như là hiểu rất nhiều đối với võ kỹ, có thể sử dụng trở thành tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng. Phải biết rằng phần lớn võ giả cũng tu luyện chỉ võ kỹ tới loại cảnh giới này mà thôi. Về phần phía sau đại thành, viên mãn như ý, không ở trên một chiêu số, ngấm dần trong thời gian hơn 10 năm, căn bản không có khả năng làm được. Nếu như võ kỹ này đơn giản, thời gian một nén hương lại tu luyện tới tiểu thành trình độ mọi người đều tương đồng, rất khó xác định được thắng bại. Tiểu Thành biết lo lắng của mọi người, Khang Đường chủ mỉm cười. Nếu như các vị biết bộ võ kỹ này là do ai thiết kế, khẳng định cũng sẽ không nói như vậy. Ai thiết kế? Chẳng lẽ là Hồng trưởng lão? Hồng trưởng lão, được xưng người nghiên cứu thấu triệt nhất đối với võ kỹ trong danh sư đường vạn quốc. 50 năm qua, võ kỹ hắn sáng lập ra, không tới 30 cũng chỉ ít là 27, 28 bộ. Đúng vậy, ta tu luyện đại trọng huyễn ảnh quyền, vô ba liên hoàn trưởng, đều là do hắn sáng tạo ra. Ai nói không phải, ta cũng có ba bộ võ kỹ, xuất phát từ giáo trình của hắn. Chỉ là, 10 năm gần đây, hồng trưởng lão không phải vẫn luôn bế quan sao? Xuất quan lúc nào vậy? Ta cũng không biết, chỉ có điều, nếu quả thật là hắn ra tay sáng tạo ra võ kỹ, đừng nói là tiểu thành, thời gian ngắn như vậy, có thể đạt được nhập môn cũng khó khăn. Nghe được đường chủ nói, mọi người nhớ tới một nhân vật truyền kỳ, không nhịn được bàn luận ra. Không sai, sáng tạo ra bộ võ kỹ này chính là Hồng trưởng lão. Khang đường chủ khẽ cười, đưa ra đáp án. Hồng trưởng lão, 10 năm tới vẫn bế quan, chính là vì bộ võ kỹ này. Cuối cùng ở mấy ngày hôm trước hoàn toàn sáng tạo ra. 10 năm miệt mài một kiếm, đủ thấy độ khó trải qua ta và các trưởng lão khác đánh giá, dĩ nhiên đạt tới cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Võ kỹ linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Lợi hại. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Loại võ kỹ cấp bậc như vậy, cho dù cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng khó khăn, càng chưa nói những người tham dự tuyển chọn. Được rồi, nên nói ta đều nói xong. Hiện tại liền do hồng trưởng lão, tự mình tuyên bố quy tắc sát hạch, tự mình sát hạch. Nào, cho mời hồng trưởng lão khang đường chủ mỉm cười ngắm nhìn chung quanh một vòng đột nhiên sửng sốt ấy hồng trưởng lão đừng đi người đây là đi đâu theo âm thanh mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy một lão già không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa đại điện còn thiếu một bước sẽ rời khỏi đó khụ khụ ta tùy tiện đi dạo thấy ánh mắt mọi người lấp lánh lão già vội vàng dừng bước sắc mặt nhất thời đỏ lên Cửa sát hạch thứ tư lập tức bắt đầu. Khang Đường chủ sốt ruột vội vàng đi tới, kéo hắn quay về. "Ta." Sắc mặt hồng trưởng lão nghẹn đỏ lên. "Đường chủ, nếu không, vẫn là người tới đi. Vốn nói lời chắc chắn, sẽ chịu trách nhiệm sát hạch." Vừa rồi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của ba vị trưởng lão trước đó, hắn có chút lùi bước. "Tiểu tử kia thật sự quá cổ quái, nếu thật sự sát hạch hắn, không biết lại gặp phải hiện tượng quái dị gì." Hắn thật sự không muốn uy danh cả đời, bởi vì một hồi so tài mà chôn vùi. Như vậy sao được, bộ võ kỹ này là do ngươi sáng tạo ra, hơn nữa cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Trừ ngươi ra, ai còn có thể tiến hành sát hạch và kiểm tra đối với bọn họ? Cho dù là ta, cũng làm không được." Khang Đường chủ nói. "Bộ võ kỹ này là do Hồng trưởng lão sáng tạo ra, bản thân cũng tu luyện đến trình độ đại thành." trừ hắn có thể sát hạch mọi người ra, còn ai có loại bản lĩnh này. Chí ít hắn làm không được. Ách! Hồng trưởng lão do dự. chương 940, Hồng Liên cửu kiếm hai. Yên tâm đi, thời gian một nén hương, là thiên tài lợi hại mấy, cũng không quá nhập môn mà thôi, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Biết hắn lo lắng cái gì, khang đường chủ truyền âm an ủi. Trương sư kia quả thật cổ quái, nhưng võ kỹ thứ này, cũng không phải một thoáng liền được. Hắn không tin chỉ học một nén hương là có thể đạt đến đại thành, khiến cho hồng trưởng lão người sáng tạo ra công pháp này đều kém hơn. Cho nên, cũng không có gì lại giàu dĩ nữa. Được rồi, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời nói của đối phương có đạo lý, hồng trưởng lão trở lại trước mặt mọi người. Vừa rồi khang đường chủ nó nội dung sát hạch cùng các ngươi. Bây giờ ta nói kỹ càng tỉ mỉ một chút về quy tắc so tài. Bộ võ kỹ này là Hồng Liên Cửu Kiếm, là ta quan sát Hồng Liên mới có linh cảm chợt lóe lên. Quy tắc rất đơn giản, một lát nữa ta sẽ nói phương pháp tu luyện kiếm pháp cho các ngươi. Mỗi người đều có thời gian một nén hương quan sát, lĩnh ngộ. Sau đó, ta sẽ đích thân kiểm tra tình hình các ngươi lĩnh ngộ. Yên tâm, lĩnh ngộ bộ kiếm pháp này và lý giải đối với tu vi, có liên quan đến thiên phú, quan hệ cùng tu vi của bản thân không lớn. Chỉ cần đạt được hóa phàm cảnh đều có thể học được, thậm chí thi triển. Thời gian sát hạch cũng không thể sử dụng tu vi, chỉ dựa vào kiếm chiêu so tài, có thể ở trước mặt ta đâm ra ba kiếm, cho dù lĩnh ngộ nhập môn, sáu kiếm là tinh thông. Đạt được chín kiếm, đã nói lên lĩnh ngộ được đến mức độ tiểu thành. Cùng ta ta đánh tới ngoài 10 chiêu xem như là đại thành. Không trưởng lão nói chi tiết quy tắc một lần. Thật ra có chút tương tự với kiểm tra tu vi cửa thứ hai. Chỉ có điều chỉ có khả năng vận dụng hồng liên cửu kiếm vừa học. Một khi vượt qua phạm vi, quyết định thất bại. Một nén hương khoảng chừng 15 phút, thời gian ngắn như vậy, một bộ võ kỹ muốn xem hết cũng khó khăn, càng chưa nói lĩnh ngộ, đồng thời dùng ra chiến đấu. Cửa sát hạch này, cẩn thận mà nói, so với ba cửa ải trước cộng lại cũng muốn khó khăn hơn nhiều. Vì công bằng, cửa sát hạch này, giống như luận võ trước đó, sẽ ở căn phòng đơn độc tiến hành. Ta hiện tại sẽ đi trước các ngươi mỗi một người tiến đến là được. Nói đến đây, hồng trưởng lão dừng lại một chút. Như vậy đi, trước định ra trình tự cho các ngươi. Đỗ hổ người đầu tiên, tiếp theo là Lạc Khê, Phùng Mạc Sinh, Phó Tiếu Trần, Quân Nhược Hoan và Trương Sư. Trương huyền cổ quái, trước hết biến hắn thành người sau cùng lại nói sau. Nếu không, là người đầu tiên chạy vào, nếu chẳng may làm ra cục diện gì không có cách nào khống chế, tiếp sau muốn tiếp tục tiến hành cũng khó. Được, mọi người gật đầu bắt đầu đi xác định được trình tự hồng trưởng lão đi vào gian phòng trước đỗ hổ theo sát thời gian khoảng một nén hương trên vách tường ánh sáng lóe lên một hàng con số xuất hiện ba không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy đỗ hổ lại lĩnh mộ được cảnh giới nhập môn ở trước mặt hồng trưởng lão thi triển ba kiếm không hổ danh là thiên tài được các trưởng lão khác đề cử lên quả thật không tầm thường phía dưới là lạc khê Nàng và Đỗ Hổ xem như là thứ hạng thấp nhất trong 6 người, biết không có hy vọng được tuyển chọn, không có áp lực, học rất nhanh. Sau thời gian một nén hương, nàng cũng đã tới cấp bậc nhập môn, sử dụng ra ba kiếm. Tiếp theo là Phùng Mạc Sinh, không hổ danh là học sinh của Phùng Trưởng Lão, đối với lĩnh ngộ võ kỹ, rõ ràng so với Đỗ Hổ, lạc khê từ vương quốc phía dưới tới, càng tốt hơn. Thời gian ngắn ngủi một nén hương, tự nhiên bước qua nhập môn, đạt được tinh thông thi triển ra đủ năm kiếm. Phó Tiếu Trần cũng không yếu, đồng dạng năm kiếm. Bốn người qua đi, mọi người tập trung tất cả ánh mắt vào trên người nhược hoan công tử. Bản thân hắn hay dùng kiếm, hơn nữa tiếng hô lớn nhất, học sinh thân truyền của khang đường chủ, kỳ vọng lớn hơn nữa. Tuy rằng ba cửa ải trước bị đả kích quá sức, chỉ có điều, dù sao cũng là đạt được danh sư cấp bậc tứ tinh, tâm cảnh siêu nhiên. Trải qua nửa ngày này, nhược hoan công tử dĩ nhiên điều chỉnh xong trạng thái, không khiến cho mọi người thất vọng sau một nén hương một chữ số sáu cực lớn lập lòe lóa mắt điều này chứng minh lĩnh ngộ của hắn đối với võ kỹ ở trong cùng thế hệ là rất xuất sắc ở trước mặt hồng trưởng lão thi triển ra sáu kiếm nói rõ đã lĩnh ngộ võ kỹ được tới tinh thông đỉnh phong khoảng cách tiểu thành cũng không xa đúng vậy thật sự là thiên tài cũng không biết trương sư có thể vượt qua cái kỷ lục này hay không trương sư nếu như ta không nhìn nhầm binh khí hắn am hiểu nhất chắc là thương. Đây là kiếm chiêu, sợ rằng có chút bất lợi. Điều này ngược lại cũng đúng. Thấy nhược hoan công tử ra khỏi phòng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắc mã đột nhiên xuất hiện này. Trước đó, mọi người đối với hắn cũng không coi trọng. Nhưng liên tục phá kỷ lục trong ba cửa ải, hoàn toàn không chút tranh cãi giành được vị trí đứng đầu, đã có thực lực khiến cho người ta không dám khinh thường. Chỉ có điều, dù vậy, đối với cửa này, Tất cả mọi người vẫn là thái độ hoài nghi. Dù sao, từ cửa sát hạch thứ nhất, đó có thể thấy được, vị trước mắt này, am hiểu chính là thương pháp. Để cho hắn học tập kiếm pháp cũng không quá dễ dàng. Trong những tiếng bàn luận, Trương Huyền đi vào phòng. Rất nhanh, thời gian một nén hương kết thúc. Ừ, thế nào không có chữ số. Đúng vậy, dựa theo tình hình của mấy người khác, hiện tại cũng đã xuất hiện con số. Không quan tâm hắn học được nhập môn hay tinh thông đều phải có biểu hiện mới phải. Tại sao vậy? Thời gian kết thúc. Trên vách tường không những không có chữ số, trong phòng cũng yên tĩnh có phần quá đáng. Rất nhiều danh sư trong đại điện, đưa mắt nhìn nhau, đều đầy kỳ quái. Dựa theo tình hình của người này ở mấy cửa ải trước, cho dù cửa này một chiêu đánh bại hồng trưởng lão, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng, động tính gì cũng không có, ngay cả một chiêu cũng chưa từng biểu hiện. Cái quỷ gì vậy? không biết có phải là hồng trưởng lão mất hứng, giết chết. Người này hay không? Lại có lẽ là, người này giết chết hồng trưởng lão. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? chương 941, hồng trưởng lão kinh hoàng một Nhìn thấy được người thanh niên đi tới, khóe miệng hồng trưởng lão không tự chủ được nhất thời co rút. Mấy trưởng lão lúc trước trải qua bi thảm, đã sâu tận xương tủy, khiến cho hắn đối với người trước mắt này tràn ngập kiêng kỵ. Hồng liên cửu kiếm, là do ta tốn vô số tâm huyết sáng tạo ra khang đường chủ tu luyện một nén hương cũng không quá tinh thông mà thôi cách tiểu thành cũng còn một đoạn người này cho dù thiên phú không kém muốn đạt được tiểu thành cũng gần như không thể nào không cần lo lắng trong lòng an ủi mình một câu lúc này hồng trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm chỉ về phía trước sách trên bàn trước mặt ngươi chính là phương pháp tu luyện hồng liên cửu kiếm hiện tại ngươi có thời gian một nén hương quan sát Nói xong hắn cũng không nhiều lời vô ích, đốt nén hương bên cạnh, nhất thời khói tung bay, mùi hương thoang thoảng lan tỏa ra khắp cả phòng. Trương Huyền đi tới trước bàn, nhẹ nhàng sờ một cái. Đồ thư quán đã xuất hiện một quyển sách giống như đúc. Trên tay hắn giả vờ giả vịt không ngừng lật sách, tinh thần lại chìm đắm trong đầu. Hồng Liên Cửu Kiếm, do Hồng Tần trưởng lão của danh sư Đường Vạn Quốc thành sáng chế, tổng cộng 9 kiếm, chỗ thiếu hụt. Lật xem hết nội dung, Vẻ mặt Trương Huyền cổ quái. Nhiều chỗ thiếu hụt thế này, còn dám nói là kiếm pháp cao minh. Bộ kiếm pháp trước mắt này tự nhiên đạt tới hơn 100 chỗ chỗ thiếu hụt. Nhiều chỗ thiếu hụt như vậy, lại còn được xưng là kiếm pháp cao minh. Muốn hắn học tập, thật không biết người này lấy tự tin ở đâu. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng lại hiểu được. Trước đây hắn nhận được kiếm pháp, võ kỹ, cơ bản đều trải qua không biết bao nhiêu năm truyền thừa, trải qua vô số tiền bối sửa chữa chỗ thiếu hụt đã ít hơn rất nhiều. Bộ này, vừa sáng tạo ra, thậm chí còn không trải qua thực tiễn, chỗ thiếu hụt nhiều hơn chút, cũng coi như là bình thường. Kiếm pháp thiên đạo, dung hợp. Đầy bất đắc dĩ, tinh thần thoáng động, kiếm pháp thiên đạo và rất nhiều bí tịch kiếm pháp trước đây nhận được, lắc lư kịch liệt, cùng quyển sách này thong thả dung hợp. Vù, một quyển hồng liên cửu kiếm mới xuất hiện ở trước mắt. Hắn vội vàng mở ra. Rất nhanh, Trương Huyền lắc đầu. Hắn thu thập kiếm pháp linh phẩm trung kỳ quá ít, chỉ dựa vào kiếm pháp cơ sở học được trước đây, liền muốn cùng kiếm pháp cao minh như vậy dung hợp, rõ ràng có chút khó khăn. Thật giống như phân bò cho dù tốt, cũng không thể cùng một dạng với hoàng kim. Bản chất khác nhau, cơ sở kiếm đạo cho dù lại chính xác, muốn hoàn toàn dung hợp với kiếm pháp linh phẩm trung kỳ cũng không có lực nào đáng nói. Còn có hơn 30 chỗ thiếu hụt. Sau khi lật xem xong sách sau khi dung hợp vẻ mặt trương huyền buồn bã giống như đưa đám. Từ khi sống lại đến bây giờ, hắn vẫn tu luyện bí tịch hoàn toàn không có chỗ thiếu hụt. Đối với hắn mà nói đã hình thành, ý thức hoàn mỹ, cho dù hồng trần đạp thiên bộ trước đó có 3 chỗ thiếu hụt, hắn cũng nắm mũi tu luyện. Cái kiếm pháp trước mắt này hơn 50 chỗ thiếu hụt, thật sự không luyện được. Điều này lại giống như ăn quen thức ăn ngon của đầu bếp ngô tinh, bảo hắn ăn quán ở ven đường, khẳng định nắm mũi khó có thể nuốt xuống. Nhưng, nếu như không tu luyện, lại không có thể thông qua sát hạch, dẫn đến tu luyện thất bại. Trong lúc nhất thời hắn trăm mối lo toan, không biết nên làm thế nào. Hắn bên này giàu dĩ, hồng trưởng lão bên kia, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy phổi cũng sắp nổ tung. Tuy rằng không muốn để cho danh tiếng tích góp cả đời bị chôn vùi bởi vì người này, nhưng cũng không có khả năng cái gì cũng không quản. Đối phương vừa cầm lấy sách, lại lặng lẽ quan sát. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn chỉ cảm thấy muốn lập tức tiến lên xé nát người này. Bộ hồng liên cửu kiếm này là hắn quan sát hồng liên sáng tạo ra, tốn tròn 10 năm hoàn thiện, tự nhận là một trong những võ kỹ hay nhất của vạn quốc thành, hoàn toàn có thể lưu danh bách thế, tên lưu lại nghìn năm. Người này thì hay rồi, vừa lấy được lại tùy tiện lật loạn, căn bản không có ý thật sự xem kỹ. Điều này ngược lại cũng thôi, xem một hồi nhíu mày, một hồi lộ ra vẻ mặt yêu sầu là cái quỷ gì xem ra thật giống như người gặp phải phân, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhổ ra. Trời à! Lẽ nào ta sáng lập ra công pháp lại khiến cho người buồn nôn như thế? Khiến cho người buồn nôn? Tức giận, dâu mép thổi bay, hồng trưởng lão sắp bùng nổ. Hắn từng nghĩ đối phương sẽ không tu luyện, cũng nghĩ tới thiên phú tuyệt vời, thời gian một nén hương, lại tu luyện tới viên mãn như ý. Nhưng có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này không tu luyện ngược lại cũng thôi, còn làm ra biểu tình buồn nôn muốn nôn. Võ ký của ta đây chính là cấp bậc linh phẩm trung kỳ đỉnh phong, tuyệt chiêu ngay cả khang đường chủ và tất cả trưởng lão cũng khen không dứt miệng. Người đây là có ý gì? Đang cảm thấy giận dữ, lại thấy người thanh niên đối diện thật sự không nhịn được, hai mắt nhắm lại, hàm răng cắn xuống, biểu tình tráng sĩ một đi không trở lại. Thôi đi, chết thì chết, cùng lắm thì tu luyện xong sau này cũng không cần nữa là được. Ngươi, Hồng trưởng lão không thể tiếp tục kìm chế được, trực tiếp nổ tung, bước lên tới trước mặt. "Trương sư, ngươi nói vậy là có ý gì?" Đang định bắt đầu tu luyện, chỉ thấy lão già nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt, Trương Huyền không hiểu nguyên nhân, nghi ngờ liếc mắt thoáng nhìn. "Thế nào? Ta sáng lập ra kiếm pháp khiến cho ngươi buồn nôn." Hồng trưởng lão hoàn toàn không có chút giữ lại, trực tiếp chất vấn. "Thật ra cũng không hoàn toàn là buồn nôn, mà là Chỗ lệch lạc thiếu sót quá nhiều, thật sự không muốn tu luyện. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi. Trương 942, Hồng Trưởng Lão Kinh Hoàng hai Hồng Trưởng Lão chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, toàn thân cũng sắp phát điên rồi. Người khác hỏi như vậy, cho dù lại chán ghét, tất nhiên cũng chiếu cố mặt mũi, phủ nhận một chút, thuận tiện lại trái lương tâm khen ngợi vài câu. Mà người này, tự nhiên trực tiếp không biết xấu hổ thừa nhận không hoàn toàn là buồn nôn nói rõ đã đủ buồn nôn còn chỗ lệch lạc thiếu sót quá nhiều nhiều em gái ngươi à ngươi biết ta vì bộ võ kỹ này hào phí bao nhiêu tâm huyết không mười năm không ngừng không ngủ vốn tưởng rằng một khi ra tay thiên hạ biết tới kết quả tới một câu chỗ thiếu sót quá nhiều không biết kiếm pháp của ta có chỗ nào có chỗ thiếu sót hừ lạnh một tiếng hồng trưởng lão mạnh mẽ áp chế sự phẫn nộ của mình rất sợ một khi kích động trực tiếp ra tay lập tức quật chết người này. Muốn bảo ta chỉ điểm, cũng tốt, vậy ta lại chỉ điểm cho ngươi một chút. Nhìn kỹ, thời gian của ta có hạn, chỉ nói một lần. Trương Huyền gật đầu, chắp hai tay ở sau lưng, chậm rãi đi. Trước tiên là nói về kiếm thứ nhất trong chín kiếm của ngươi, Hồng Liên Hoa Khai, Mùi Lay Động Cửu Châu. Chiều này tổng cộng 9981 biến hóa, kiếm quang gào thét, sáng ngời chói mắt, uy lực quả thật không tầm thường chỉ có điều, kiếm từ bên hông đâm ra, chân khí chạy vào hoàn cốc, vọng trường, bản thân cũng có chút đè nén, còn muốn phát huy ra uy lực cực lớn, gần như không có khả năng. Nếu như lúc này, ta có một binh khí, cho dù không phải là trường kiếm, chỉ là một gậy gỗ bình thường, công kích hối hải huyệt của ngươi, ngươi phải chống đỡ như thế nào? Công kích hối hải huyệt Hồng trưởng lão vốn có nổi giận đùng đùng, nghe nói như thế, trong đầu bổ sung kiếm chiêu và công kích của hoa sen nở, đột nhiên thoáng cái cứng đờ. Hồng liên hoa khai, hoa nở thế thịnh. Chiêu này rực rỡ lóa mắt, lấy kiếm khí cuồng bạo, đối với người tiến hành công kích, thoạt nhìn rất cường đại, lại có chỗ thiếu hụt chín mạng. Hối hải huyệt chính là một chỗ trọng yếu nhất, đừng nói gậy gỗ, cho dù ngón tay đụng vào, toàn bộ kiếm chiêu lúc đó đều sẽ liệt, lại không có nửa phần uy lực. Sự thiếu sót này hắn cũng không phát hiện ra, đối phương chỉ nhìn sách một hồi liền tìm được. Không đúng, cho dù ngươi biết hối hải huyệt của ta chân khí khó có thể bảo vệ lại như thế nào kiếm chiêu thoáng cái trôi qua chờ ngươi phát hiện ta đã đâm ra chỉ ít năm kiếm ngươi nên chống đỡ như thế nào hồng trưởng lão đột nhiên bực bội nói bất kể kiếm pháp hay công pháp chỉ cần vận chuyển lại khẳng định có chỗ sơ hở có chỗ thiếu hụt không thể nào làm được hoàn mỹ không sứt mẻ chiêu hồng liên hoa khai này cho dù hối hải huyệt là chỗ sơ hở lớn nhất lại như thế nào một kiếm đánh ra, khí tức ngang dọc, muốn ở trong kiếm quang tìm được chút vấn đề này, gần như không có khả năng. Đâm ra năm kiếm, ngươi sai, nếu như ngay từ lúc đầu, ta tiến chân trái lên ba bước, trước đâm hồng hải, xoay người lại đâm lạc kiều, bước nghiêng ba bước đâm Phù giang. Đâm chơi ba chỗ huyệt vị này xong, lại đâm hối biển, không biết ngươi còn có thể trốn hay không. Trương Huyền thản nhiên nói, đâm hồng hải, kiếm phong của ta cắt lên, lui về phía sau một bước đâm lạc kiều ta nhanh chóng trở về phòng thủ chân khí tấn công gián đoạn không có cách nào phát huy kiếm khí đâm phù giang hối biển tất nhiên chống trải ngươi ngươi trong đầu thôi diễn chiêu số của đối phương hồng trưởng lão vừa mới bắt đầu còn xem thường một lát sau sắc mặt trở nên trắng bệch toàn thân không ngừng run rẩy nếu quả thật là chiến đấu dựa theo phương vị này liên tục ba kiếm chiêu hồng liên hoa khai này tuyệt đối lập tức tan tác không chỉ không có cách nào đả thương người còn có thể bởi vì bị chân khí cắn trả, bị trọng thương. Chỉ là đâm ba phương hướng vị trí bình thường, ngay cả chân khí cũng không dùng ra, hắn sẽ bởi vì vấn đề kiếm pháp bị tổn thương. Điều này, đây chỉ là một chiêu, chiêu thứ hai của ngươi hồng liên diệu thế, càng là sai lầm trồng chất. Đối mặt chiêu này, ta thậm chí có thể không cần binh khí, trực tiếp co thân trùng kích trung cung, đánh nhược hải. Ngươi tất nhiên lui về phía sau, tiếp đó không cần phải nói, cũng vô cùng đơn giản. Trương Huyền tiếp tục nói. Biết chỗ thiếu hụt, kết hợp tri thức, nghĩ biện pháp phá giải cũng lại trở nên hết sức dễ dàng và đơn giản. Ta, Hồng trưởng Lão lui về phía sau một bước. Chiêu thứ hai, Hồng Liên Diệu Thế, một kiếm ngang trời, khí tức như biển, là chiêu số đánh xa, thoạt nhìn đẹp mắt, trên thực tế gần người không có cách nào phòng ngự, thuộc về tình hình khoảng cách trung bình. Mà lúc này, chỉ cần gần người công kích trung cung và nhược hải, chân khí của hắn tất nhiên hỗn loạn, kiếm chiêu lập tức bị phá. Phá chiêu thứ nhất, đối phương đâm liền bốn phương hướng vị trí, hắn lại tan tác. Cái này, chỉ cần hai chiêu hắn sẽ trở nên ngay cả đề phòng cũng không kịp. Tại sao vậy? Lẽ nào kiếm pháp hắn sáng lập ra, thật sự không chịu nổi một đòn như thế? Không đúng, ta một kiếm ngang trời, người làm sao có thể kịp làm ra nhiều động tác và chiêu số như vậy? Lại cân nhắc một chút, lông mày nâng lên. Đối phương nói, đều là lý luận, bình thường chiến đấu, tốc độ kiếm pháp của hắn nhanh như vậy, đối phương làm sao có thể có thời gian liên tục công kích nhiều lần. Không có thời gian. Trương Huyền lắc đầu, "Ngươi xem kỹ." Thân thể thoáng lắc một cái, toàn thân lập tức hóa thành huyễn ảnh, trong thời gian nháy mắt đã đi qua ba phương hướng vị trí, đồng thời khép ngón tay làm kiếm, liên tục điểm về phía trước ba lần. Vị trí điểm giống hệt với trong miệng hắn nói. Điều này nhìn thấy được chiêu này, thân thể hồng trưởng lão nhất thời co rút, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Tốc độ, công kích của đối phương, đều không chê vào đâu được. Nếu như vừa rồi hắn xuất ra kiếm chiêu, đối phương thi triển ra cái này, hai bên giao chiến. Trong nháy mắt, hắn sẽ bị đánh bại, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Trừ khi, buông tha kiếm chiêu, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, bằng không, chỉ dựa vào kiếm thuật, sẽ bị bại rất thảm, thậm chí trực tiếp bị thương. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ sau lưng chảy xuống. Sáng tạo ra nhiều bộ võ kỹ, vốn tưởng rằng chiêu này vừa ra, vô địch trong vạn quốc thành. Không nghĩ tới 10 năm khổ luyện, tự nhiên không chịu được một đòn như thế. Xin hỏi Trương sư, vậy chiêu này của ta có thể có phương pháp hoàn thiện hay không? Hồng trưởng lão liền ôm quyền, làm lễ học sinh. Chương 943, bỏ quyền 1. Bên này thảo luận kiếm chiêu, người bên ngoài đã sốt ruột đến xoay quanh. Khang Đường chủ, Trương sư cũng tiến vào gần một canh giờ, bây giờ còn chưa đi ra. Sẽ không phải, Hồng trưởng lão dưới cơn nóng giận, bị giết chết chứ. Tô sư lộ vẻ mặt sốt ruột. Từ khi Trương Huyền tiến vào phòng đến bây giờ, đã gần một canh giờ, không chỉ không đi ra, trên vách tường ngay cả nửa chữ cũng không có xuất hiện. Tình huống cụ thể thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ hắn sốt ruột, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều không hiểu ra sao không cần lo lắng, cho dù huyên náo đến mức không vui, chỉ cần động thủ, sẽ thi triển chiêu số. Đến bây giờ một con số cũng không có, nói rõ không ai làm như vậy. An ủi một câu, khang đường chủ cũng nhân mày lại, trong mắt đầy vẻ không giải thích được. Cho dù Trương Huyền không hiểu quy củ làm loạn, hồng trưởng lão sẽ không làm vậy. Người sống một, hai trăm tuổi, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, trước mặt nhiều người như vậy ra tay đối với người đường đường là danh sư lại nói, chỉ cần ra tay, tất nhiên biểu hiện chữ số. Hiện tại động tính gì cũng không có, thật giống như hai người vào phòng liền ngủ say. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đường chủ, nếu không, ngươi vào xem thử đi. Lăng sư cũng nhìn qua. Cứ chờ như vậy cũng không phải là biện pháp, vào xem cũng có thể biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Được, có chút do dự, Khang Đường chủ gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ, một mình ta tiến vào trong. Cho dù xuất hiện chuyện gì, cũng dễ giải quyết. Tô sư, lang sư lên tiếng. Khang đường chủ hít sâu một hơi, đang định đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cửa phòng trước mắt két một tiếng, trương huyền và hồng trưởng lão sóng vai đi ra. Hai người y quan chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười, nhìn bộ dạng không có bất kỳ không thoải mái nào. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Náo loạn nửa ngày, hai người không đánh nhau à? Nếu không đánh nhau, làm gì không ra? để cho chúng ta nhiều người chờ đợi như vậy ba người ngô trưởng lão bạch trưởng lão vân trưởng lão cũng nhìn nhau trong mắt cả đều không giải thích được dựa theo kinh nghiệm của bọn họ vốn tưởng rằng cho dù không đánh nổi hồng trưởng lão cũng sẽ chật vật không chịu nổi không nghĩ tới hai người vừa nói vừa cười hoàn toàn không có chút không vui nào chẳng lẽ vị trương sư này đổi tính làm cho bọn họ bị thảm như vậy nhưng ở chỗ hồng trưởng lão lại đổi tính ba người đều biểu thị nghi ngờ vô cùng hồng trưởng lão các ngươi đây là khang đường chủ cũng kỳ quái nhìn qua a à, không có việc gì hồng trưởng lão lắc đầu quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên bên cạnh đến bây giờ trong lòng vẫn không nhịn được chấn động và bội phục vốn tưởng rằng người này chỉ nhìn ra được chỗ thiếu hụt trong hai chiêu thông qua một hồi nói chuyện vừa rồi hắn mới hiểu được lý giải của đối phương đối với tu vi đã đạt được trình độ lớn như biển tùy tiện chỉ điểm, cũng làm cho người ta hưởng thụ không hết. Hồng Liên cửu kiếm hắn tự cho là niềm kiêu ngạo, ở dưới phân tích của đối phương, sơ hở trăm chỗ, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Ở trước mặt cường giả cùng cấp bậc sử dụng uy phong lẫm liệt, hiệu quả không tệ. Một khi gặp phải cao thủ thật sự lợi hại, tuyệt đối trong nháy mắt lập tức bị phá, căn bản không chống đỡ được. Thật sự muốn sử dụng loại tuyệt chiêu này cùng người khác khiêu chiến, sợ rằng đối thủ chuyện gì cũng không có, hắn lại bởi vì cắn trả giết chết mình trước sáng tạo ra võ kỹ cá biệt chỉnh mình chết truyền đi chắc hẳn sẽ làm cho tất cả mọi người cười đến rụng răng một đời uy danh tan theo nước chảy biết điểm ấy khiêm tốn thỉnh giáo gần một canh giờ thông qua đối phương chỉ điểm lĩnh ngộ đối với bộ kiếm pháp này càng nhiều hơn thu được lợi ích cực lớn nếu như lại để cho hắn sửa chữa có thể bảo đảm không bao lâu nhất định có thể sáng tạo ra tuyệt chiêu càng hoàn mỹ càng phù hợp hơn không có việc gì, vậy, tuyển chọn có kết quả sao? Thấy hắn không muốn nhiều lời, khang đường chủ không thể làm gì khác hơn là chuyển tới đầu đề tuyển chọn. Có kết quả, ta hiện tại lại tuyên bố. Hồng trưởng lão gật đầu, mỉm cười. Trải qua ta vừa rồi sát hạch, thành tích của bọn họ ở cửa thứ tư đã đi ra. Lạc khê, đỗ hổ ngăn cản ba kiếm, đều là đứng thứ năm. Phùng mạc sinh, phó tiếu trần đều là năm kiếm, cùng đứng thứ ba. Quân nhược hoan sáu kiếm, là thứ hai, đứng đầu là Trương sư. Trương sư đứng đầu, lại là hắn đứng đầu, bọn họ không phải không giao đấu sao? Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều sửng sốt, đầy kỳ quái. Đám người quân Nhược Hoan trước mặt, thành tích lưu lại ở trên tường, rõ như ban ngày. Nhưng vị Trương sư này, một chiêu cũng không có xuất hiện, thế nào lại đứng đầu? Ta không phục. Nhược Hoan công tử bước lên trước, nếu như so kiếm phía trên xuất hiện chữ số vượt xa hắn, hắn cũng nhận. Nhưng ngay cả so tài cũng không so tài, lại xác định đứng đầu, khó tránh khỏi có phần không công bằng. Thật giống như bài thi đạt được 99 điểm, nếu như đối phương thi 100 điểm, thua thì thua. Nhưng ngay cả cuộc thi cũng chưa từng tham gia, dựa vào gì lại đứng đầu? Không phục. Hồng trưởng lão nhướng mày. Không sai, trong thời gian một nén hương ta lĩnh ngộ hồng liên cửu kiếm đến cảnh giới tinh thông đỉnh phong chỉ dựa vào kiếm chiêu, ở trước mặt trưởng lão cứng rắn ngăn cản được hơn 6 kiếm. Ta muốn hỏi một chút, để cho hắn làm đầu tiên, hắn tu luyện đến trình độ nào? Lẽ nào đạt tới tiểu thành? Nói đến đây, nhược hoan công tử quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, cắn răng một cái. Ta không tin người có thể ở trong thời gian một nén hương, lĩnh ngộ bộ võ kỹ này đến tiểu thành. Trừ khi, người hiện tại cùng ta so tài, chỉ sử dụng kiếm pháp, đánh bại ta đánh bại ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta không muốn khi dễ người. Ta đi. Khẩu khí này cũng quá lớn. Nghe được lời của hắn, mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Bất kể nói thế nào nhược hoan công tử cũng là danh sư tứ tinh, nhân vật siêu cường hóa phàm tứ trọng sơ kỳ, hơn nữa am hiểu sử dụng kiếm. Mở miệng muốn so tài, người này lại còn nói, không muốn khi dễ người. Người một kẻ am hiểu sử dụng thương, nói như vậy, thế nào không sợ ra châu thổi rất răng hàm. Ngươi, chương 944, bỏ quyền hai Sắc mặt nhược hoan công tử cũng lúc đỏ lúc trắng, sắp nổ tung. Không cùng ta so tài cũng được, chỉ cần ngươi thừa nhận, thời gian một nén hương, lĩnh ngộ hồng liên cửu kiếm đến tiểu thành, ta chủ động chịu thua, tuyệt đối không nhiều lời vô ích. Chỉ cần hắn thừa nhận lĩnh ngộ đến trình độ cao thâm hơn ta, có vinh dự tín nhiệm đối với danh sư, tự nhiên hắn sẽ không tiếp tục dây dưa. Tiểu Thành, Trương Huyền lại lắc đầu. Hồng Liên cửu kiếm, ta một chiêu chưa từng luyện, ngay cả nhập môn cũng chưa tới, làm sao có thể đạt được Tiểu Thành? Không luyện, không chỉ Nhược Hoan công tử sửng sốt, ngay cả tất cả mọi người cũng ngẩn người. Một chiêu không luyện, vậy dựa vào cái gì đánh giá là đứng đầu? Tấm màn đen cũng quá lớn, đám người khang đường chủ, tổ sư cũng đều không hiểu ra sao. Bọn họ và Hồng trưởng lão ở chung nhiều năm biết tính tình của hắn, luôn luôn công bằng chính trực, không có khả năng làm ra chuyện vì tình riêng thiên vị. Nhưng, Trương sư học chưa từng học, dựa vào cái gì lại quyết định là đứng đầu? Đây chính là liên quan đến tuyển chọn thi đấu danh sư. Làm như vậy có đúng là có chút đùa quá trớn hay không? Lẽ nào, Hồng trưởng lão thu Trương sư làm học sinh, vì học sinh của mình có thể tham gia thi đấu, cố ý nhường? Không đến mức như vậy. Nếu không phải như vậy, vì sao hai người đợi ở trong gian phòng một canh giờ ngay cả tu luyện cũng chưa từng tu luyện liền trực tiếp tuyên bố đứng đầu đoàn người bàn luận trương sư và hồng trưởng lão vừa mới bắt đầu không biết nhưng trong nháy mắt thái độ đại biến nếu nói không có quan hệ gì ai cũng không tin hồng trưởng lão đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thật sự không nhịn được khang đường chủ nhìn qua những người khác cũng đồng loạt đưa mắt tập trung qua thu hắn làm học sinh Nghe được mọi người suy đoán, khóe miệng Hồng trưởng lão giật một cái. Các ngươi thật sự biết tưởng tượng, cho dù muốn nhận, cũng phải có bản lĩnh này mới được. Các ngươi không cần đoán bậy, là ta muốn bái Trương sư làm sư, hắn không đồng ý. Hắn lắc đầu, nói ra lời nói thật. Bái hắn, làm sư, còn không có đồng ý. Hồng trưởng lão không phải nói đùa chứ? Tất cả mọi người há hốc miệng, toàn bộ đại sảnh xôn xao một hồi. Hồng trưởng lão được sư người đứng đầu về công pháp, võ ký tại vạn quốc thành, sáng lập ra tuyệt chiêu, không ít danh sư cũng có tu luyện. Có thể nói, toàn bộ danh sư bên trong đại sảnh, chỉ ít hơn phân nửa là nửa học sinh của hắn, đối với hắn có nghĩa nửa sư. Loại nhân vật siêu tuyệt này, lại muốn bái người này làm sư. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải hơn phân nửa người trong toàn bộ đại sảnh, đều là đồ tôn của hắn. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là Người này từ chối. Có nhầm hay không? Trương sư Thiên Tư tuyệt hảo, Lý Giải đối với tu vi, dĩ nhiên đạt được trình độ cao nhân khó lường, khiến người ta ngưỡng vọng. Chiêu Hồng Liên Cửu kiếm này của ta, hắn tuy rằng không tu luyện, nhưng Lý Giải sâu, không ai bằng, cho dù ta cũng kém xa. Một canh giờ vừa rồi, ta xin chỉ giáo, tự nhận được lợi rất nhiều. Thần sắc Hồng trưởng lão ngưng trọng nói. Học tập. Mọi người ngươi nhìn Tết A nhìn ngươi tất cả đều cảm thấy đầu óc không hoạt động tốt, bối rối. Hồng Liên cửu kiếm không phải là do người tốn thời gian sáng tạo ra, hơn nữa tu luyện tới mức độ đại thành sao. Thỉnh giáo, còn học tập một người chỉ vừa học được trong thời gian một nén hương. Thậm chí còn muốn bái hắn làm sư, được lợi rất nhiều. Nghe thế nào giống như nói đùa vậy. Đám người ngô trưởng lão, bạch trưởng lão cũng trợn tròn hai mắt. Vừa mới bắt đầu, thấy hai người bình an đi ra, còn tưởng rằng vị trương huyền này không gây ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, mình vẫn quá ngây thơ rồi. Không phải là không gây chuyện, mà là bắt trái tim hồng trưởng lão làm tù binh, dự định muốn bái sư. Bọn họ tối đa bị thương. Người này, thật sự muốn bái sư. Danh tiếng và địa vị trước đó, đều muốn tiêu tan thành mây khói. Cửa sát hạch này chính là lý giải đối với tu vi, đồng thời xem trong thời gian một nén hương. Nhược hoan công tử chỉ ở dưới tay ta ra sáu kiếm, trương sư, lại có thể chỉ điểm cho ta, làm lão sư cho ta. Cho dù không tu luyện, sắp xếp đứng đầu, cũng có thể không có bất cứ vấn đề gì chứ. Hồng trưởng lão nhìn về phía quân nhược hoan cách đó không xa. Điều này, thân thể nhược hoan công tử nhất thời co rút, cảm thấy biểu tình trên mặt muốn khóc. Lấy địa vị của hồng trưởng lão, không có khả năng nói dối. Nói cách khác, mười phần là sự thật, cùng là xem trong thời gian một nén hương, mình chỉ tu luyện tới tinh thông lại dương dương đắc ý tự cho mình siêu phàm người ta trực tiếp hoàn toàn lý giải làm lão sư cho người sáng tạo ra công pháp trời à suốt cuộc là quái thai từ nơi nào xuất hiện qua biến thái thảo nào trước đó nói so tài với hắn là khi dễ mình ngay cả hồng trưởng lão cũng chỉ có thể kiên trì sáu chiêu đối mặt một người có thể làm sư phụ của đối phương nếu thật sự đáp ứng yêu cầu không phải khi dễ là gì nếu thành tích đi ra, ta thấy tiếp tục tiến hành vòng khảo sát kế tiếp. Thấy học sinh của mình bị đả kích dục tiên dục tử, sắc không kiên trì nổi, Khang Đường chủ không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa, cắt ngang đề tài này. Sát hạch kế tiếp cũng là cửa ải tuyển chọn thi đấu cuối cùng, là chỉ điểm chỗ sơ hở chỗ thiếu hụt trong quá trình tu luyện. Khang Đường chủ đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên. Lập tức nhìn lại chỉ thấy Trương Huyền. Cửa này, ta bỏ quyền chương 945, chức nghiệp trợ giúp không đủ. 1. Bỏ quyền. Tất cả mọi người đều nhìn qua. Liên tục đứng đầu bốn cửa ải, vị trương huyền này đã thành hắc mã lớn nhất trong lần chọn lựa thi đấu này, vì sao đến cửa ải cuối cùng, muốn bỏ quyền. Bốn cửa ải trước đều đã tham gia, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Tô Sư vội vàng nói. a à, cái tuyển chọn thi đấu này, lựa chọn hai người xuất sắc đi tham gia thi đấu danh sư. Thành tích ta hiện tại, bất kể là tham gia cửa thứ năm hay không, đều đã là đứng đầu, còn không bằng bỏ quyền, chừa chút cơ hội cho bọn họ. Trương Huyền thản nhiên nói, nếu không, lại được đứng đầu, cũng không có ý nghĩ gì. Lại được đứng đầu không có ý nghĩa. Ta ngất, lời nói này nói ra thật quá đã nghiền. Đúng vậy, chỉ có điều Trương Sư nói cũng đúng. Liên tục 4 lần đứng đầu, tích lại 24 điểm. Còn lại nhược hoan công tử thành tích tốt nhất là 18 điểm tiếp sau là Phó Tiếu Trần, 15 điểm, Phùng Mạc Sinh 13 điểm, Lạc Khê 10 điểm, Đỗ Hổ 7 điểm. Cho dù cửa này Trương Sư bỏ quyền, được một vị trí sau cùng, được một điểm, cộng lại cũng là 25 điểm. Nhược hoan công tử thứ hai đạt được đứng đầu, thêm 6 điểm nữa, cũng mới là 24. Quả thật, tham gia cùng không tham gia, đều không quan trọng. Cửa ải cuối cùng không cần tham gia cũng có thể được đứng đầu. Lợi hải Nghe được Trương Huyền giới thiệu, mọi người bừng tỉnh hiểu ra đã xác định cục diện chắc chắn thắng làm gì còn phải tiếp tục tham gia lãng phí thời gian điều này khang đường chủ cũng hiểu được hắn và đám người tô sư liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười gượng không hổ danh là trương sư quả nhiên khí phách người khác sát hạch mỗi một cửa ải đều dốc toàn lực người này chỉ thi bốn cửa ải lại xác định cục diện chắc chắn thắng giữa người và người thật sự có tranh lệch lớn đã như vậy bỏ quyền thì bỏ quyền liếc mắt nhìn những người khác thấy bọn họ cũng không muốn cùng loại quái thai này tiếp tục so tài khang đường chủ lắc đầu chỉ có điều vẫn mong trương sư tạm thời không cần rời đi chờ cửa ải sát hạch cuối cùng này xong sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ về chuyện thi đấu danh sư ừ trương huyền gật đầu không có hắn tham gia cửa ải cuối cùng tiến hành rất nhanh thời gian không lâu kết quả đi ra không có gì bất ngờ xảy ra nhược hoan công tử đạt được đứng đầu, bắt được danh ngạch thứ hai. Được rồi, so tài kết thúc, hiện tại ta tuyên bố, Liên minh Vạn Quốc có trương sư, quân nhược hoan đại biểu tham gia thi đấu danh sư. Sát hạch kết thúc, khang đường chủ nhìn quanh một vòng, tuyên bố thành tích. Đường chủ mong hãy khoan đã. Còn chưa có nói xong, phó tiếu trần đi lên phía trước. Ta không phủ nhận năng lực của trương sư, chỉ có điều, nếu như ta nhớ không lầm, tham gia thi đấu danh sư là có yêu cầu thấp nhất, chỉ ít cần phải là danh sư đã ngoài tam tinh mới có tư cách. Trương sư chỉ là nhị tinh, cấp bậc bầy ra đó. Ta sợ hắn thật sự muốn tham gia, ngay cả cửa xét duyệt tư chất thứ nhất cũng không đủ. Khang đường chủ nhướng mày. Đối phương nói không sai, thi đấu danh sư quả thật có yêu cầu cấp bậc, cũng không phải là người nào đều có khả năng tham gia. Tam tinh chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như ngay cả cái này cũng chưa tới, lại làm thế nào có thể ở thi đấu trong chỗ hết tài năng. Trương Huyền tuy rằng ở mấy cửa ải vừa rồi biểu hiện rất chói mắt, nhưng cấp bậc chân chính vẫn chỉ là nhị tinh, cách tiêu chuẩn thấp nhất, còn có một chút khoảng cách. Vừa rồi sát hạch, Trương Sư đều qua cực kỳ dễ dàng. Đừng nói tam tinh, cho dù trực tiếp xin danh sư tứ tinh, cũng không quá đáng. Tô Sư nói chen vào. Nhược hoan công tử là danh sư tứ tinh, ở trước mặt Trương Sư không chịu nổi một đòn, hắn xin một tứ tinh thì có khó khăn gì năng lực của trương sư xin danh sư tứ tinh quả thật không khó thậm chí cũng có thể không cần một lần nữa sát hạch nhưng danh sư tứ tinh yêu cầu thấp nhất là phải có bốn chức nghiệp trợ giúp tu luyện đều đạt được cấp bậc tứ tinh điểm ấy lại sợ rằng không dễ dàng như vậy phó tiếu trần nói ban đầu vị trương sư này không xuất hiện nhất định là hắn và nhược hoan công tử tham gia thi đấu hiện tại vị trí bị đối phương cướp đi hắn tất nhiên phải nghĩ biện pháp tranh thủ. Mà chức nghiệp trợ giúp tu luyện, chính là uy hiếp lớn nhất của vị trương sư này. Hắn thấy, cho dù vị trước mắt này có thiên phú danh sư cao, tuổi tác bày ra ở chỗ này, tinh thông một loại, không có khả năng tinh thông mọi thứ. Điều này ngược lại cũng đúng. Chức nghiệp trợ giúp tu luyện giống như danh sư, cũng cần thời gian trồng chất và học tập mới được. Mọi người trầm mặc, tô sư cũng nói không ra lời. Quả thật, thiên phú và thực lực của trương sư ở trên danh sư, trong mắt mọi người nhìn thấy, không có cách nào cãi lại. Nhưng, muốn trở thành danh sư tứ tinh, không dễ dàng như vậy. Còn cần có chức nghiệp trợ giúp tu luyện. Cho dù danh sư tam tinh tiêu chuẩn thấp nhất, cũng phải có ba loại chức nghiệp trợ giúp tu luyện đạt được tam tinh. Đây là yêu cầu cơ sở nhất, giống như mức độ tâm cảnh, không đạt được là ngay cả tư chất sát hạch cũng không có. Thành tích của trương sư ở phương diện thi họa Tuyệt đối đạt tới tứ tinh, thậm chí càng cao hơn. Về điểm ấy ta có thể đi nghiệp đoàn thi họa sư xin, không tính là gì cả. Vân trưởng lão bước lên trước. Vị này tiện tay có thể mô phỏng ra tác phẩm lục cảnh, đủ để nói rõ ở trên thi họa, thành tựu cao hơn so với hắn. Người như thế, xin một thi họa sư tứ tinh sư, dễ dàng đơn giản. Vậy cũng chỉ là một loại mà thôi." Phó Tiếu Trần nói. Cho dù xin một thi họa sư ngũ tinh, cũng chỉ là một loại chức nghiệp, chỉ ít vẫn thiếu hai loại. Chức nghiệp trợ giúp tu luyện, cũng không phải dễ dàng học được như vậy, huống gì còn muốn đạt được thấp nhất tam tinh. Trương sư, ngươi lại còn có những chức nghiệp nào khác, đạt tới tam tinh, thậm chí cao hơn. Khang đường chủ nhìn qua. Ta, Trương Huyền đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một vị học đồ vội vã đi tới. Đường chủ, hàn đường chủ thú đường cầu kiến. Hàn đường chủ, hắn tới đây làm gì? Khang Đường chủ sửng sốt. Hàn trùng Đường chủ thú Đường của Vạn Quốc Thành và hắn bình thường không mấy khi giao lưu. Lúc này đột nhiên chạy tới làm gì? Cho mời. Chương 946, chức nghiệp trợ giúp không đủ. Hai. Tuy rằng nghi ngờ, hắn vẫn khoát tay áo. Thú Đường tuy rằng so với danh sư Đường kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là hào hùng một phương, không thể chậm trễ. Vâng. Học đồ lui ra ngoài chỉ chốc lát chỉ thấy hai lão già đi nhanh tới trương huyền quay đầu lại nhìn đó chính là hàn đường chủ hắn đã gặp ở dãy núi lớn ôn ngôn còn có một người khác lại là tái các chủ của giám bảo các khang đường chủ các vị trưởng lão thấy đại sảnh nhiều người như vậy hai người cũng có chút chấn động kinh ngạc chỉ có điều bọn họ đều là người có thân phận đã thấy nhiều tình cảnh khác nhau sẽ không quá mức thất lễ đồng thời ôm quyền không biết hàn đường chủ tái các chủ thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới danh sư đường làm khách hàn huyên hai câu hàn đường chủ nghi ngờ nhìn qua a à, thật ra lần này ta qua là đặc biệt tìm đến trương sư hàn đường chủ mỉm cười nghe tái các chủ nói đến ở đây lúc này mới chạy tới trương sư khang đường chủ chớp mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn qua tìm ta có chuyện gì trương huyền cũng có chút kỳ quái hai người tuy rằng nhận thức cũng chỉ một mặt mà thôi, không sâu đậm quan hệ, tìm mình làm gì? a à, là như vậy, trường sư dễ dàng thuần phục yêu thần thú, ta đã báo chuyện này lên tổng bộ, đặc biệt nâng ngươi thành thuần thú sư tứ tinh. lần này qua chính là đưa huy hiệu cho ngươi. hàn đường chủ cười nói, vị trương sư trước mắt này một lời thuần phục yêu thần thú, năng lực ở trên thuần thú đã vượt qua hắn. sau khi trở về hắn liền xin tổng bộ, ngày hôm nay nhận được câu trả lời hắn lại lập tức chạy tới. Dựa theo tình huống bình thường, thuần thú sư làm chức nghiệp thượng cửu lưu, yêu cầu đối với tu vi rất nghiêm khắc. Muốn trở thành tứ tinh, tu vi ít nhất phải đạt được hóa phàm nhị trọng. Đây tuyệt đối tính là một lần đặc biệt. Thuần thú sư tứ tinh. Trương sư tự nhiên còn là một vị thuần thú sư tứ tinh. Nghe được hàn đường chủ nói, mọi người ổ lên. Vừa nói xong chức nghiệp trợ giúp tu luyện của hắn không đủ, Đối phương lại đưa tới một huy hiệu thuần thú sư tứ tinh Lại thêm thư họa sư trước đó Dĩ nhiên có hai loại chức nghiệp đầy đủ Cảm ơn Không nghĩ tới đối phương còn giúp hắn xin huy hiệu thuần thú sư tứ tinh Trương Huyền gật đầu Vừa cầm huy hiệu ở trong tay Lại thấy học đồ vừa đi ra Vội vã đi tới Đương chủ Trịnh hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp sư của Hồng Hải Thành Và mạnh hội trưởng nghiệp đoàn y sư Cầu kiến Mau mời Khang Đường chủ lại xua tay, hai người đi tới trước mặt. Trận pháp sư, y sư đều là chức nghiệp đứng đầu thượng cửu lưu, so với thuần thú sư cũng không kém chút nào. Hai vị hội trưởng đồng thời đến đây, khiến cho các danh sư khác cũng đưa mắt nhìn nhau, đầy kỳ quái. Không biết hai vị, Khang Đường chủ ôm quyền nghi ngờ xem ra. Ta à, không dối gạt Khang Đường chủ, lần này ta qua là tới tìm trương sư. Trịnh hội trưởng nói cũng tìm trương sư. Khang đường chủ mắt trợn trừng. Đúng vậy. Trịnh hội trưởng mỉm cười, nhìn về phía trương huyền. Trương sư, lần trước chỉ đưa cho người huy hiệu chuẩn tứ tinh trận pháp sư. Người đi rồi, ta báo cáo chuyện đó về phía tổng bộ, đã xem là trường hợp đặc biệt, phê chuẩn ngươi làm trận pháp sư tứ tinh. Ngày đó trương huyền sử dụng kiếm, đao, thương, khắc ra tổ linh trận ngũ cấp, chính là bởi vì tu vi không đủ, không có cách nào trở thành trận pháp sư tứ tinh chân chính. Hắn liền cho một huy hiệu chuẩn tứ tinh, sau đó hắn báo cáo chuyện này lên, mấy ngày hôm trước hắn cũng nhận được tổng bộ trả lời, đặc biệt đề bạt làm trận pháp sư tứ tinh chính thức. Trận pháp sư tứ tinh chính thức. Mọi người chớp mắt, đây cũng là một chức nghiệp tới. Chấn động kinh ngạc còn chưa có giải thích, đã thấy một lão già khác đi theo, ở một bên cười ôm quyền. Không vội, còn có ta. Lão già này mỉm cười. Trương sư có khả năng không biết ta tại hạ là mạnh kỳ hội trưởng của nghiệp đoàn y sư ở vạn quốc thành ra mắt mạnh hội trưởng trương huyền gật đầu trương sư xông qua tường nghi vấn khó xử lý ở thiên vũ vương quốc giải quyết cơ tiên thiên không có lực của nhị công chúa hàn đường chủ trước đó cũng nói rõ tình hình ngươi trị thương cho bọn họ y thuật kinh người có thể nói là kỳ tích bởi vậy ta cố ý xin về phía tổng bộ đồng thời nhận được phê chuẩn đây là huy hiệu y sư tứ tinh của ngươi Mạnh hội trưởng mỉm cười. Trước đây giải quyết xong tường nghi vấn khó xử lý, có được nghiệp đoàn y sư vạn quốc thành trả lời, đặc biệt cam kết làm trưởng lão của nghiệp đoàn của bọn họ. Cho tới hôm nay, mới nhìn thấy người thật. Quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi, khí chất bất phàm. Bốn chức nghiệp. Nghe được lời nói của mạnh hội trưởng vào trong tai, mọi người nuốt nước bọt. Nhất là phó tiếu trần, thiếu chút nữa thì đâm đầu chết. Vừa nói xong người này bản lĩnh danh sư tuy mạnh, chức nghiệp trợ giúp còn chưa đủ, không có cách nào sát hạch tam tinh, danh sư tứ tinh. Kết quả Hàn Đường chủ, Trịnh hội trưởng, Mạnh hội trưởng lại đưa huy hiệu tứ tinh tới. Có cần khoa trương như vậy hay không? Cho dù đánh vào mặt, cũng không cần nhanh như vậy. Nước mắt hắn ào ào, sớm biết rằng đối phương có loại bản lĩnh này, hắn lại không nói nhảm. Đang âm thầm đau lòng, cảm thấy bị đả kích quá sức, liền nghe được giọng nói của vị tái các chủ tới trước kia cười ha ha vang lên. Chức nghiệp thượng cửu lưu các người chính là phiền phức, còn cần xin về phía tổng bộ mới có khả năng xác định cấp bậc. Người xem dám bảo các chúng ta, lại trực tiếp cho Trương sư giám bảo sư Huy hiệu Ngũ tinh, căn bản không phiền toái như vậy. Còn có chức nghiệp giám bảo sư Ngũ tinh. Phù phù. Phó Tiếu Trần ngã xuống đất. Chương 947, Đầm Âm Dương 1. Chức nghiệp thượng cửu lưu cơ bản sẽ không trao tặng cấp bậc đặc biệt. Có thể có được loại đái ngộ này không có chỗ nào mà không phải là đại tài thiên phú tuyệt thế vốn tưởng rằng năng lực của trương sư danh sư lại đủ kinh tài tuyệt diễm không nghĩ tới ở trên những chức nghiệp khác không kém chút nào đúng vậy ba loại chức nghiệp thượng cửu lưu đỉnh phong nhất đều được đặc biệt thông qua tứ tinh đây cũng không phải là một từ thiên tài có thể hình dung quá mạnh mẽ bên trong gian phòng tất cả mọi người im lặng một loại chức nghiệp lên vượt qua quá nhiều người thường tối đa nói là thiên tài hai loại, lại là yêu nghiệt, người trước mắt này, tuổi còn trẻ ngược lại cũng thôi, những chức nghiệp khác cũng hoàn toàn không yếu. Thật không biết học thế nào, khiến người ta với vừa so tài lại từ ở sâu trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng. Những chức nghiệp khác đều có thể đặc biệt trao tặng huy hiệu. Danh sư đường chúng ta vì sao không được? Biểu hiện của Trương sư cũng có tư chất này. Tô sư không nhịn được nói, "Đúng vậy." Lăng sư ngay sau đó mở miệng, hiện tại trương sư có 5 loại chức nghiệp vượt quá tứ tinh. Cho dù tu vi của bản thân còn chưa đủ, ta cảm thấy cũng có tư cách nhận được thân phận danh sư tứ tinh. Danh sư tứ tinh, không chỉ phải có 4 loại chức nghiệp trợ giúp đạt được tứ tinh, còn phải có tu vi hóa phàm nhị trọng. Mặc dù bây giờ tu vi của trương sư không đủ, nhưng chức nghiệp thượng cửu lưu khác đều có thể đặc biệt trao tặng huy hiệu, dựa vào cái gì danh sư đường là tấm gương cho vạn dân, lại không thể. Điều này, khang đường chủ do dự đúng vậy những chức nghiệp khác đều có quyết đoán đặc biệt ban tặng huy hiệu danh sư đường vì sao không thể như vậy đi để ta lập tức xin tổng bộ dừng lại một chút khang đường chủ nói tạm thời không vội ta hiện tại có nhiều chức nghiệp trợ giúp như vậy lại không thể cấp cho thân phận danh sư tứ tinh cần phải xin về phía tổng bộ là bởi vì tu vi không đủ sao còn chưa nói dứt lời chỉ thấy trương huyền nghi ngờ hỏi ừ Khang đường chủ gật đầu. Nếu phiền toái như vậy, ta trực tiếp đột phá là được. Chút chuyện như vậy, cần phải giàu dĩ sao? Trương Huyền nói. Trực tiếp đột phá, khủ khủ. Tô sư, lăng sư ngẩn người. Cho dù ngươi là hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến nguyên khí cảnh, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, cảnh giới này là chuyển hóa chân khí toàn thân thành nguyên khí, lực lượng còn dung hợp tự nhiên. Trương sư, đừng có gấp, đột phá nguyên khí cảnh nhất định phải cẩn thận nguyên khí phẩm chất càng cao đối với tu vi sau này càng có giúp đỡ người tốt nhất học tập thêm một chút khống chế càng nhiều chi thức lại nói khang đường chủ khuyên can còn chưa nói dứt lời đã thấy người thanh niên trước mắt nhướng mày ầm ầm một âm thanh giống như vỏ trứng gà bị nghiền nát từ trong cơ thể vang lên rào chán tu luyện trong nháy mắt bị phá tan ngay sau đó một khí thức cuồn cuộn từ trên người bay lên nguyên khí cảnh thân thể run lên, khang đường chủ nuốt lời định nói ở trong miệng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương tự nhiên đột phá thành công, người khác đột phá cảnh giới này đều cần tìm một chỗ tĩnh tu, các loại bảo vệ, các loại điều chỉnh trạng thái, người này thì hay rồi, vừa rồi còn nói lại phá cho ngươi xem, có cần hung ác như vậy hay không? được rồi, không cần giàu dĩ nữa, ta hiện tại đã là tu vi nguyên khí cảnh, phù hợp điều kiện đột phá thành công trương huyền thản nhiên nói thời điểm hắn ở mộ vu hồn lại gần như có thể đột phá vừa rồi ở trong phòng khang đường chủ thu thập được thêm nhiều công pháp bí tịch hóa phạm nhị trọng như vậy hình thành công pháp thiên đạo chính xác cái gọi là đột phá chỉ là một ý niệm mà thôi không tính là gì cả được rồi thấy người này nói đột phá liền đột phá hoàn toàn không có chút áp lực cửa ải nào tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng một hồi Phó thiếu Trần càng run rẩy, lời gì cũng không nói ra được. nghi ngờ chức nghiệp trợ giúp của người ta không đủ, hội trưởng chức nghiệp thượng cửu lưu tranh nhau trình báo tổng bộ, thay hắn đưa huy hiệu đẳng cấp tới. Cảm thấy tu vi người ta không được, ngay lập tức đột phá cho người xem thử. Với người như thế lại không thể nói chuyện, nếu không vài phút sau liền đánh vào mặt cho người xem. Hơn nữa còn tuyệt đối là đánh đến chết đi sống lại không có cách nào phản bác loại này. Tất cả đều đầy đủ còn lại lại đơn giản. Thời gian không lâu, một huy hiệu đại biểu thân phận rơi xuống trong tay Trương Huyền. Hiện tại, hắn đã là tên xứng với người thực, danh sư tứ tinh thu được tán thành của danh sư đường. Trương Sư, Nhược Hoan, các người cùng ta qua đây, ta nói với các người cặn kẽ một chút về tình huống thi đấu danh sư lần này. Tất cả kết thúc, Khang Đường chủ bắt chuyện một tiếng. Rời khỏi đại điện, ba người tới một gian phòng. Thi đấu danh sư, hai vị nếu được tuyển chọn ra, khẳng định cũng biết một ít. Khang đường chủ mở miệng. Ừ, hai người đồng thời gật đầu. Thi đấu danh sư, là danh sư đường ở huyễn vũ đế quốc dẫn đầu tổ chức. Nội dung mỗi lần sát hạch, đều không giống nhau. Mười người xếp hạng đứng đầu, không chỉ có thể nhận được phần thưởng linh thạch trung phẩm, còn có cơ hội đi học viện danh sư Hồng Viễn tu luyện. Khang đường chủ nói. Học viện danh sư Hồng Viễn. Quân nhược hoan hít thở dồn dập chương 948, đầm âm dương 2. Ừ, Khang đường chủ gật đầu. Học viện này rất nổi danh sao. Thấy thần thái kích động của hai người, Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua. Đâu chỉ nổi danh. Khang đường chủ cười gượng lắc đầu. Học viện danh sư Hồng Viễn là do danh sư đường của Hồng Viễn đế quốc nhất đảng liên hợp với hơn 100 đế quốc nhị đảng phía dưới thành lập ra, là nơi chuyên môn chọn lựa, bồi dưỡng danh sư, cái nôi của danh sư tứ tinh danh sư lục tinh tự mình giảng bài giải đáp nghi ngờ nếu như ta có thể đi vào trong đó học tập chẳng khác nào bước lên con đường rộng rãi tiến vào danh sư ngũ tinh cơ bản không có gì thay đổi nơi bồi dưỡng danh sư trương huyền líu lưỡi hắn ngụy trang dương huyền khiến người ta hiểu lầm là danh sư lục tinh trên thực tế loại danh sư cấp bậc cao này dài ngắn thế nào hắn còn chưa thấy qua chỉ có điều cho dù chưa thấy qua người đạt được loại cấp bậc như vậy thực lực mạnh mẽ, không cần suy nghĩ cũng thấy đáng sợ. Có thể được người như thế chỉ điểm, bất kể tu vi hay thực lực, đều sẽ nhận được tiến bước giống như bay vọt vậy. Không nói gì khác, Mặc Hồn Sinh bị nhốt ở trong hoa sen, chỉ là Vu Hồn sư Lục Tinh, lại lợi hại như vậy, càng chưa nói loại danh sư cấp bậc này. Trước đó, ta chỉ hy vọng danh sư đường chúng ta có thể có được một thứ hạng tốt. Mà lần này, có Trương sư gia nhập, ta hy vọng các ngươi có thể tranh thủ một vị trí trong 10 người đứng đầu. Sắc mặt khang đường chủ ngưng trọng nói. Trước đây, hắn chỉ hy vọng trong lần so tài lần này, thứ hạng không đếm ngược giống như trước đây là được. Ngày hôm nay thấy được chương biểu hiện của Huyền, trong lòng sinh ra một hy vọng khó có thể kiềm chế. Đó chính là liên minh vạn quốc, nghĩ biện pháp xông ra một người trong 10 người đứng đầu. Một khi thành công, đường chủ hắn tuyệt đối sẽ có tên lưu danh thiên cổ, thậm chí cũng có cơ hội điều vào danh sư đường của huyễn vũ đế quốc, nhận được điều kiện tu luyện càng hậu đãi hơn. Mười người đứng đầu, nhược hoan công tử siết chặt nắm đấm. Chỉ có điều, mười người đứng đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng thế lực khác đều tới vương thành, nhưng bọn họ đều làm công tác giữ bí mật đối với thành viên tham gia thi đấu rất tốt. Cho dù là ta, cũng không hỏi thăm được quá nhiều. Tuy rằng trong lòng khát vọng, khang đường chủ cũng biết độ khó trong đó. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, năng lực danh sư là một phần thi thử thách, tu vi cũng là một phần, nếu muốn lấy được một trong 10 người đứng đầu, không có thực lực hóa phàm tứ trọng trung kỳ, gần như là không có khả năng. Hóa phàm tứ trọng trung kỳ. Trương Huyền nhướng mày. Không sai, cho nên ta hy vọng trong thời gian gần 2 tháng này, các ngươi có thể cố gắng khổ luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Ánh mắt Khang Đường chủ sáng lấp lánh nhìn qua. Bởi vậy Ta dự định bắt đầu từ ngày mai, dẫn các người đi. Đầm Âm Dương tu luyện. Đầm Âm Dương, lão sư nói chính là Đầm Âm Dương ở Nguyên Hỏa Băng Nguyên. Nhược Hoan công tử vội vàng nhìn qua. Không sai, ngoại trừ Nguyên Hỏa Băng Nguyên, còn chỗ nào có Đầm Âm Dương nữa? Khang Đường chủ gật đầu. Nhưng, người trong Nguyên Hỏa Băng Nguyên không phải luôn luôn bất hòa với vạn quốc thành chúng ta sao? Bọn họ cho chúng ta mượn Đầm Âm Dương sử dụng tu luyện sao? nhược hoan công tử nghi ngờ cái này ngươi không cần lo lắng ta đã cùng lão tổ của bọn họ bàn bạc qua chỉ cần các ngươi có thể thông qua tuyển chọn và sát hạch của bọn họ có thể tiến vào trong đó tu luyện đầm âm dương ẩn chứa hai loại thuộc tính âm dương một bên băng lạnh tận xương một bên giống như ngọn lửa ở bên trong tu luyện có thể điều tiết lực lượng trong cơ thể rất tốt khiến người ta càng dễ dàng cảm mộ cảnh giới tu vi nhanh hơn nhất là đối với người có loại thể chất đặc biệt thuần âm, thuần dương có trợ giúp cực lớn." Khang Đường chủ nói. "Đối với thể chất thuần âm, thuần dương." Trương Huyền sửng sốt. "Đúng vậy, đầm âm dương, đầm phân chia ra âm dương, có thể rất dễ dàng khiến cho người thể chất thuần âm, thuần dương kích hoạt thể chất, tu vi tăng mạnh." "Đáng tiếc, hai loại thể chất này thật sự quá hiếm thấy, nếu không, chỉ cần đi vào trong đó, tất nhiên có thể đánh phá rào chắn, nhanh chóng tiến bước." khang đường chủ xúc động. Điều này, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Thể chất thuần âm, thuần dương là rất hiếm thấy, nhưng Triệu Nhã chính là người trước. Hiện tại thể chất của nàng mới mở ra 20% đã lợi hại như vậy. Nếu cái đầm âm dương này lợi hại như vậy, có thể dẫn nàng đột phá hay không? Về phần chính hắn, ngược lại thật sự cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao chỉ cần có công pháp thiên đạo và đầy đủ linh thạch, tu luyện đối với hắn mà nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Đừng nói hóa phàm tứ trọng, chỉ cần hai thứ này chuẩn bị đầy đủ, trong một ngày đột phá đến cửu trọng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, đầm âm dương ở phía cực nam của Liên minh Vạn Quốc, cách nơi này cực xa. Cho dù có màn thú bay tứ tinh đỉnh phong, chỉ bay một chuyến, không mấy chục ngày cũng không thể hoàn thành. Lại thêm tu luyện, lần này qua, ít nhất phải hơn 40 ngày mới được. Bởi vậy, nếu như các ngươi không có vấn đề gì, sáng mai lại xuất phát phải tranh thủ trước khi thi đấu danh sư về tới đây sắc mặt khang đường chủ ngưng trọng nhìn qua không thành vấn đề trương huyền và nhược hoan công tử đồng thời gật đầu khang đường chủ nói vài lời về đầm âm dương này hắn thật ra cũng muốn đi qua xem một chút quan trọng hơn chính là nếu nơi này có trợ giúp cực lớn đối với triệu nhã có cơ hội dẫn nàng qua có lẽ lại có thể kích hoạt càng nhiều thể chất khiến cho tu vi của nàng một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc tốt lắm hai người các ngươi ngày hôm nay trở về chuẩn bị trước sáng mai tập hợp ở chỗ này nói ra sự tình xong khang đường chủ nói được hai người gật đầu rời phòng trương huyền liền trực tiếp trở về nơi ở tìm triệu nhã tới vi sư ngày mai dẫn nàng đi tới một chỗ có trợ giúp kích hoạt thể chất của nàng chuẩn bị một chút đi giao phó xong trương huyền liền trở lại chỗ ở của mình đến lúc này vừa đi phải mất hơn một tháng việc cấp bách là bắt đầu nâng cao tu vi, đạt được nguyên khí cảnh đỉnh phong trước lại nói. Hắn kích hoạt trận bàn tụ linh, khoanh chân ngồi ở trong đó, cổ tay lật một cái. Một khối linh thạch trung phẩm lại xuất hiện ở trước mắt. chương 949, Hồ trưởng Lão một Thầm thì thầm thì, linh khí tinh thuần, dọc theo huyệt đạo dũng mãnh tràn vào thân thể, giống như trăm sống chảy về biển, chạy như điên tiến vào đan điền. Công pháp thiên đạo hóa phàm nhị trọng, vận chuyển ở bên trong thân thể. Thần thái Trương Huyền yên tĩnh, khí tức toàn thân liên tiếp tăng lên. Nguyên khí cảnh sơ kỳ, nguyên khí cảnh trung kỳ. Nếu như để cho người khác nhìn thấy được trạng thái tu luyện của hắn, nhất định sẽ phát điên. Bọn họ tốn mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới có khả năng gia tăng tu vi, ở trước mặt hắn giống như ăn cơm uống nước, hoàn toàn không có chút rào cản và áp lực nào. Một phủ đệ sang trọng tại Vạn Quốc thành, một người thanh niên đứng ở trước cửa viện, không ngừng đi qua đi lại trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Nếu như Trương Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra chính là vị cường hào lớn thường mua đồ chỗ hắn, Tống Siêu. Trưởng lão bế quan tới khi nào mới có thể đi ra ngoài? Vòng vo vài vòng, Tống Siêu không nhịn được hỏi về phía hộ vệ canh giữ ở ngoài cửa. Ta cũng không biết, lần trước, sau khi gặp mặt Tống sư, trưởng lão liền bắt đầu bế quan, vẫn không đi ra. Hộ vệ nói: "Được rồi, từ vườn thuốc trở về." hắn liền mang theo quan tài tinh kim thất phẩm tới nơi đây, nhận được kết quả là trưởng lão đang bế quan. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Ai biết một lần chờ chính là chừng mấy ngày, vẫn không đi ra. Hắn cũng biết, trưởng lão nhất định là sau khi nhận được vô hồn kim nhân, bắt tay vào làm nghiên cứu, quá mức si mê. Thôi đi, đi về trước đi, lần sau lại tới nữa. Biết tiếp tục chờ, đối phương không xuất quan, mình cũng không thể xông vào hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu xoay người đi ra ngoài còn chưa đi được mấy bước liền nghe được phía sau két một tiếng cửa phòng mở ra ha ha hắn vội vàng xoay người lại thấy trưởng lão từ trong gian phòng cười lớn đi ra ra mắt hồ trưởng lão hắn bước lên trước ôm quyền không người ngươi tới thật đúng lúc con vô hồn kim nhân này thật sự không tệ nghiên cứu mấy ngày khiến cho ta được lợi rất nhiều nếu như ta có thể vì cái này đột phá đến hợp linh cảnh, tuyệt đối có một phần công lao của ngươi. Hồ trưởng lão vuốt dâu, mỉm cười. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh và tứ trọng là một cửa ải khó khăn cực lớn, trong đó dính dáng với linh hồn huyền bí. Hắn bị dừng lại ở tứ trọng đỉnh phong, đã nhiều năm, vẫn muốn đột phá, lại không thể được. Khoảng thời gian trước, vị tống siêu này đưa tới vô hồn kim nhân lập tức được hắn coi như trí bảo nghiên cứu. Vô hồn kim nhân, Cận vệ của Vu Hồn sư thượng cổ, trên người dính dáng tới linh hồn huyền bí. Mấy ngày qua hắn nghiên cứu, tuy rằng không hiểu rõ vì sao có thể hình thành, lại làm cho hắn đối với linh hồn có cảm ngộ sâu hơn, đối với đột phá hợp linh cảnh sau này có trợ giúp cực lớn. Trưởng lão nói quá lời, chỉ cần thứ này có tác dụng, cũng coi như ta không có mua lỗ. Tống Siêu liền vội vàng gật đầu. Ừ, nghe được hắn nói khiêm tốn như vậy, Hồ trưởng lão thỏa mãn gật đầu tìm ta gấp như vậy liên tục đi vài chuyến có phải là có chuyện gì hay không tuy rằng đang bế quan nhưng người này gần như mỗi ngày đều tới hắn vẫn biết một chút tống siêu liền vội vàng gật đầu vị lần trước bán ra vô hồn kim nhân cho ta mấy ngày hôm trước ta lại gặp được lần này trong tay hắn vừa vặn có một quan tài tinh kim thất phẩm chuyên môn đặt kim nhân ta nghĩ có khả năng có tác dụng đối với nghiên cứu của trưởng lão liền mua qua quan tài tinh kim thất phẩm quan tài vô hồn sư chế tạo chuyên môn đặt vô hồn kim nhân. Ở đâu, nhanh cho ta xem." Ánh mắt nhất thời sáng lên, Hồ trưởng lão hít thở dồn dập. Hắn bởi vì không có cách nào đột phá, chuyển lực chú ý đến trên con đường vô hồn, thông qua mấy năm nay nghiên cứu, cũng biết không ít, hiểu rõ tầm quan trọng của loại quan tài này. Nếu như sớm có thể có được thứ này, tiến bước mấy ngày qua khẳng định càng lớn hơn nữa. Cho dù không có cách nào đạt được hợp linh khẳng định cũng có thể khiến cho linh hồn càng thêm êm dịu no đủ. Vâng, cổ tay lật một cái, một quan tài cực lớn xuất hiện ở trước mặt. Chính là quan tài ban đầu ở vườn thuốc, Trương Huyền lấy một khối linh thạch trung phẩm bán cho hắn. Lại là quan tài tinh kim thất phẩm được bảo tồn hoàn hảo. Nhìn thấy được trên quan tài trước mắt điều khắc đủ loại minh văn, mắt hồ trưởng lão càng lúc càng sáng. Loại quan tài này là do vô hồn sư chuyên môn mời luyện khí sư chế tạo cho vô hồn kim nhân, có thể khiến cho kim nhân bảo tồn vạn năm không hủy, giá trị to lớn, không thể đo lường. Căn cứ giới thiệu của người bán ra, quan tài này chính là chưa kim nhân trong tay của trưởng lão. Tống siêu tiếp tục nói. a, à, hồ trưởng lão liên tục gật đầu, đi dạo qua một vòng, không nhịn được ngẩng đầu. Người bán ra hai thứ đồ này cho ngươi, hiện tại ở đâu, ngươi có hỏi, hắn là nhận được mấy thứ này ở nơi nào hay không? Cái này, không có hỏi. Tống siêu lắc đầu. Mỗi lần vừa thấy mặt đã bị sư ngôn thiên bẩm làm cho không thể làm theo ý mình, năng lực nhận biết bình thường đều không có, chỉ biết là ngoan ngoãn bỏ tiền, hỏi thế nào. Không có hỏi. Hồ trưởng lão nhướng mày. Tuy rằng không có hỏi những cái này, lại biết, trong tay hắn còn có ba con vô hồn kim nhân giống như vậy và chỉ ít ba cái quan tài tinh kim thất phẩm. Thậm chí, còn có cấp bậc cao hơn, quan tài vàng ròng nhớ tới lời thanh niên nói ngày đó, tống siêu vội vàng trả lời. Người nói là quan tài vàng dòng loại, vàng dòng khóa kín không người phá, ngủ yên vạn năm cũng không lo. Hóa phàm cường giả đỉnh phong vẫn không có cách nào mở ra, chuyên môn dùng để đặt thân thể của vu hồn sư sao. Hồ trưởng lão hít thở dồn dập hai mắt tỏa ra ánh sáng. chương 950, Hồ trưởng lão 2 Quan tài tinh kim thất phẩm, chỉ là thứ đặt vu hồn kim nhân quan tài vàng dòng mới là thứ quan trọng nhất của Vu hồn sư. Cùng là quan tài, nhưng giá trị so với vô hồn kim nhân tuyệt đối phải lớn hơn. Người này lại có thứ đồ tốt này. Vâng, Tống Siêu gật đầu. Quá tốt, người ở đâu? Cái quan tài vàng dòng này, hắn bán ra hay không? Người mua lại chưa? Hồ trưởng lão vội vàng hỏi. Cái này, quan tài vàng dòng hắn nói muốn bán ra. Chỉ là, trên người ta không đủ tiền, mua không nổi không nói gì khác chỉ tiêng một cái quan tài tinh kim thất phẩm này đã tốn tròn một khối linh thạch trung phẩm tống siêu nói quan tài tinh kim thất phẩm là do luyện khí sư tứ tinh chế luyện thành bảo tồn vô hồn kim nhân vạn năm không mục nát một khối linh thạch trung phẩm chẳng những không đắt giá còn rất tiện nghi không tệ không tệ hồ trưởng lão gật đầu luyện khí sư tứ tinh tự mình ra tay chế luyện các loại nguyên liệu chân quý hơn nữa dính dáng tới bí mật của vu hồn sư bất kể nhìn từ một điểm nào, một khối linh thạch trung phẩm cũng không tính là đắt. Thậm chí đã có thể nói giá có lương tâm, không lừa già trẻ. Vậy, ý của trưởng lão là mua. Nghe đối phương nói mình không có mua lỗ, lúc này tống siêu mới thở phào nhẹ nhóm, nghi ngờ nhìn qua. Thứ này có thể gặp không thể cầu, mua thì nhất định phải mua. Chỉ có điều, người cũng biết, ta tuy là trưởng lão, cung phụng cũng có hạn quan tài tinh kim thất phẩm lại giá trị một khối linh thạch trung phẩm. Quan tài vàng dòng khẳng định càng đắt hơn, cho dù là ta, có khả năng cũng không lấy ra được giá như vậy. Tuy rằng kích động, hồ trưởng lão cũng có phần tự hiểu lấy mình. Hắn cho dù là trưởng lão tông môn, hàng năm cung phụng cũng có hạn. Loại thứ tốt linh thạch cấp bậc trung phẩm này, hắn cũng không có nhiều. Đúng rồi, người có từng thử qua, sử dụng ngọc phù chương trình học mua hay chưa? hắn không nhịn được nhìn qua ngọc phú trương trình học người bán đồ bản thân chính là một danh sư cấp bậc so với ta chỉ có cao chứ không thấp hơn sẽ không cần ngọc phù tống siêu cười khổ trước đây mua bước một lần say rượu nằm mơ thấy đối phương ngoại trừ linh thạch lại không bán sau khi biết người trong gian phòng bao kia là trương sư hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân bản thân chính là danh sư khẳng định có lão sư càng lợi hại hơn Ngọc Phú chương trình học đối với những người tu luyện khác vô cùng chân quý, đối với người như bọn họ mà nói, ngược lại không quá quan tâm. Thật giống như người có mỏ vàng, hy vọng sử dụng vàng giao dịch những vật khác, khẳng định không hy vọng cầm bảo bối thật vất vả nhận được, lại dùng tới đổi vàng. Danh sư Hồ trưởng lão sừng sốt Nếu như không phải danh sư, có thể dùng thủ đoạn khác, thu đồ đệ, chỉ điểm các loại. Cùng thân phận như bọn họ, thì không được thậm chí không ít động tác ngầm cũng không dám đi làm. Danh sư đường có nghĩa vụ bảo vệ danh sư, nếu quả thật dám bởi vì đồ này bí quá hóa liều, toàn bộ tông môn bọn họ làm không tốt, cũng sẽ phải chịu tổng bộ điều tra và xử lý. Như vậy, hắn ở nơi nào? Người dẫn ta đi gặp, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc quan tài vàng dòng bao nhiêu tiền? Cũng có thể chuẩn bị trước. Do dự một lát, hồ trưởng lão nói. Không thể cứng rắn cướp, không thể nghĩ những biện pháp khác, Vậy cũng chỉ có thể mua. May là đối phương đối với chuyện bán ra cũng không có chống cự. Lại ở trong phủ đệ khách của Liên minh Vạn Quốc, Tống Siêu vội hỏi, mấy ngày qua hắn không chỉ chờ ở ngoài cửa của trưởng lão, cũng nghe ngóng nơi ở của Trương Huyền. Từ sau khi rời khỏi vườn thuốc, Trương Huyền không che giấu vết tích, ngay cả đám người Tô sư cũng dễ dàng tìm được, hắn nghe ngóng được cũng không khó. Tốt lắm, chuẩn bị ngựa, đi qua gặp một chút hồ trưởng lão gật đầu vù trương huyền ngừng lại linh khí còn chưa đủ vốn tưởng rằng một khối linh thạch trung phẩm khiến cho hắn thăng cấp đến nguyên khí cảnh đỉnh phong đặc biệt dễ dàng không nghĩ tới căn bản không phải là chuyện như vậy dựa theo tu vi tăng thêm yêu cầu đối với linh khí lại càng nhiều một khối này cũng chỉ khiến cho hắn đạt được nguyên khí cảnh hậu kỳ mà thôi cách đỉnh phong còn có một khoảng cách rất lớn chí ít còn cần hai linh thạch trung phẩm mới có khả năng đạt được đỉnh phong cẩn thận suy tính một chút trương huyền lắc đầu linh thạch nhận được từ trong tay hàn đường chủ hắn đã dùng hết để tu luyện vu hồn khối linh thạch này lại không đủ còn muốn tìm linh thạch trung phẩm làm gì có được dễ dàng như vậy vốn tưởng rằng giàu có không nghĩ tới bắt đầu tu luyện lại phải vì chuyện linh thạch bắt đầu giàu dĩ hơn nữa không chỉ tu luyện của hắn bồi dưỡng cỏ tỉnh hồn cũng có nhu cầu cực lớn căn cứ theo suy tính muốn hoàn toàn bồi dưỡng trưởng thành có khả năng so với hắn đột phá đến nguyên khí cảnh đỉnh phong còn muốn tiêu hao nhiều hơn xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền xoa xoa mi tâm hắn đứng dậy nói dễ dàng làm thế nào mới có thể kiếm được tiền linh thạch cấp bậc trung phẩm minh chủ phủ vạn quốc thành cũng không có mấy khối càng chưa nói tới những người khác thôi đi đi tới đầm âm dương trước dựa theo khang đường chủ theo như lời nơi đó linh khí dư thừa thích hợp tu luyện. Có thể không cần linh thạch cũng có thể nâng cao thực lực. Ánh mắt hắn lóe lên. Nếu là bảo địa tu luyện, có thể không cần linh thạch cũng có thể khiến cho tu vi nâng cao. Chỉ có điều, trước đó, còn cần lấy ra công pháp thiên đạo hóa phàm tam trọng. Có công pháp, có khả năng tu luyện tốt hơn, nếu không đến bảo địa linh khí sung túc, không có phương pháp tu luyện tương ứng, cũng uổng công. Loại công pháp tu luyện này, danh sư đường khẳng định rất nhiều. Ta bây giờ là danh sư tứ tinh, có tư cách đi quan sát. Nếu nói chỗ nào có công pháp, võ khí tối đa, nhất định là tàng thư khố của danh sư đường. Đi tới nơi đây thu thập sách, làm ít công to, khẳng định đơn giản hơn nhiều so với đi nơi khác. Hiện tại hắn là danh sư tứ tinh, có tư cách vào xem sách. Hiện tại vừa vặn còn có thời gian rảnh, đi qua xem một chút. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền